Câu hỏi từ bạn Tuyết Thu hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc xin Thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm, hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa, bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin Thầy giải thích giúp cho con, có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Tuyết Thu hỏi câu này. Các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái chuyện này không? Đấy, đấy, đúng rồi. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Tuyết Thu và đại chúng thế này nha. Đúng là Thầy thì Thầy cũng có nghe, cái lúc ở nhà Thầy cũng nghe cái chuyện này rồi. Các cụ bảo thế, không được rửa đũa cả nắm như thế. Trước khi ăn là lấy đũa, gõ bát, gõ đĩa, ầm ĩ lên là không được, ma nó vào nhà. Đấy. Thế thì cái này á, Thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ, thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật á. Trong oai nghi của các Thầy ở chùa thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó, là không được gõ bát đũa. Và trong cái giới cấm ăn phi thời á, là không ăn chiều, tức là không ăn buổi chiều của chư Tăng á, thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á, mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy mà vác bát vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khua đũa khua bát ấy, thì ma đói quỷ đói nó sẽ rất khổ. Vì quỷ đói á, khi mà nghe tiếng khua bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên, hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt, nó rất là khổ, nó không ăn được. Khua bát khua đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn, nó tưởng là nó sắp được đi ăn, nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì và nó không ăn được, cho nên nó rất khổ. Cho nên trong chùa ấy, trong giới luật các Thầy thì chư Tăng mới không khua bát đũa, không ăn chiều là như vậy đấy. Thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong Phật Pháp mà thế gian họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Đấy, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn của chư Thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối, buổi chiều, buổi tối là ăn của ngã quỷ, của ma đói, ma khát. Đấy. Cho nên bây giờ thì nhiều người ta cũng thực hiện là buổi tối, buổi chiều người ta ăn rất ít. Đấy. Như các Thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm, nghe không? Có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi, không có khô bát, khô đũa gì cả. Đấy. Đấy. Thế chỉ ăn bữa chính, buổi trưa là chính thôi. Thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong Phật Pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày. Thầy biết rằng, tất nhiên đại chúng biết, trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa, ta gõ vào bát, vào đĩa thì nó có hay không? Nó chẳng hay tí nào. Nó thể hiện cái việc giống như mình đang háu đói lắm đây này, rất đói rồi, đói lắm rồi, phải không? Phải mắm ngay, phải ăn ngay. Nó thể hiện như thế thì nó không hay, nó không đẹp. Mặc dù là gõ bát gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng, có nhiều nơi người ta dùng nhạc bát nhạc đũa đấy. Thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á. Còn trong bữa cơm thì mình cầm bát thì mình gõ leng keng đũa leng keng nó không hay. Thế cho nên là các cụ chúng ta dạy chúng ta tránh. Cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà Phật. Nghe không? Khi chúng ta ăn chiều ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng, không nên khô bát khô đũa. Nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ, khiến cho nó bị khổ, nó thiêu đốt. Mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình, vong linh người thân nhà mình ở đấy. Đó. Thế rồi, bạn ấy nói là cái việc cắm cái đôi đũa vào bát cơm, các cụ cũng bảo kiêng. Thì chúng ta thấy trong đám ma đấy, đám tang ấy mà, thường ai cũng thế, những đám tang của thường dân ở nhà, bao giờ cũng có bát cơm cúng, cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy. Thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì nó trông nó giống như cái bát cơm cúng ấy, các cụ kiêng. Nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại. Thế rồi rửa đũa, rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm.
thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm, tức là nói là cái người này là không có cẩn trọng, không có kỹ càng, không có cái tâm mà kính trọng. Cho nên là cái gì cái vơ đũa cả nắm, các cụ dạy ngại cái từ đấy, cho nên dặn con dặn cháu mà đừng vơ đũa cả nắm, rửa cả bó như thế, muốn rửa kỹ càng từng cái. Thế đấy thì thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái vấn đề cái chuyện này cái nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ. Nhưng mà với cái nhìn của Phật pháp thì chúng ta thấy thế nào? Cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay thì ta theo, cái gì không đúng thì ta bỏ, nghe không? Cái việc mà khua đũa khua bát leng keng thì thầy nghĩ là không nên, nó không đẹp chút nào. Chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế nha. Còn đi đâu biểu diễn nhạc bát nhạc đũa thì khua thoải mái, còn trong bữa cơm không nên như thế, nó không hay. Trừ trẻ con, trẻ con nó đói thì nó cứ gõ bát gõ đũa ầm ĩ lên, cái đó không nói. Nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy nha. Còn cái việc rửa đũa mà rửa cả bó đấy thì thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả, nó không ảnh hưởng, không sao hết á nhé. Cho nên cái đó là câu chúng ta có thể làm được. Bây giờ nó có máy rửa bát rửa đũa đấy, chứ cho cả đống đũa vào máy nó sục cho một lúc là sạch hết. Thế thì cái đó, nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm. Nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu, cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường, có phải không ạ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy nhé, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng, nó không có đúng sự thật. Chỉ trừ duy nhất một cái việc chúng ta gõ bát gõ đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh, là những cái loài ma đói quỷ đói, họ có thể là họ bị khổ, nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về. Nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về, không phải vì thế mà gọi họ về. Nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta, khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy, nhất là vào buổi chiều thì họ bị thiêu đốt, họ bị khổ, cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé, chúng ta tránh cái đấy đi. Thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát, thầy nghĩ đấy nó không ảnh hưởng gì cả, chúng ta có làm cũng không sao. Mà cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm thì nghỉ tí, không sao cả, không sao nhé. Thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy. Cây, nhất là cây lớn, là thường là có thần. Mà có thể thầy khẳng định là cây lớn nào cũng có thần hết đấy, chứ không phải không đâu. Chúng ta chớ xem thường. Tại sao mà nhiều nước họ rất quý cây? Ở Ấn Độ, đặc biệt là dân Ấn Độ, họ quý trọng cây cối vô cùng. Thầy sang đấy có nhiều con đường, họ nắn cả con đường đi để tránh một cái cây. Vậy đấy, cả một con đường nắn đi, mất biết bao nhiêu tiền. Nhưng vì cái cây này nó cổ thụ lâu năm rồi, họ rất quý, giữ lại cái cây đó. Cho nên ở Ấn Độ có thể nói là một cái đất nước rất nhiều cây xanh. Và trong thành phố New Delhi của họ rất là đẹp, cây cối xanh mướt. Thích lắm, như nó cũng vào trong thành phố cũng giống như rừng vậy đó. Rất là đẹp, họ quý cái cây lắm. Có lẽ là vì từ trong truyền thống họ đã hiểu được rằng, từ các tôn giáo nói cho họ rằng cây cối có thần linh. Cho nên họ rất là quý cây cối. Chính Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế đấy. Đáng nhẽ mà Ngài không có bát cháo sữa là Ngài có khi chết mất rồi. Lúc ấy Ngài đã đói lả và có lẽ là sắp chết rồi đấy. Thế thì Ngài hôm nay Ngài ngồi ở dưới cái gốc cây, một gốc cây ở gần cái sông Ni Liên Thuyền ấy. Thì cái cô Sujata, người ta gọi là cái cô gái chăn dê đấy. Cô trước đó cô có cái nguyện là nếu mà cô sinh được con trai, cô ra lễ ở cái gốc cây đó, cô cầu nguyện là cho con, cầu nguyện cái vị thần cây đấy là cầu cho con là sinh được con trai thì con sẽ ra con lễ tạ. Thế mà quả nhiên về sau đó thì cô sinh được cậu con trai. Thế là cô sung sướng lắm, giờ con cái cứng cáp là cô làm một cái lễ ra để cô lễ tạ ông thần cây. Thì ai ngờ đâu là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta đúng cái hôm ấy là ngồi ở gốc cây đấy, phải không? Mà đang sắp sửa chết gục rồi. Lúc ấy Ngài vừa mới rời tu khổ hạnh ở trên rừng, dùng khổ hạnh ra xuống. Thế thì cô đến nơi thì nhìn thấy một cái vị mà mình mẩy xương sầu dơ, xương sườn xương vè dơ ra hết, ngồi dưới gốc cây. Cô lại nghĩ là ông thần cây, nghe không? Hiện ra. Đấy. Thế là cô mang sữa, mang cháo các thứ, cô dâng lên cúng cho Ngài. Thế Ngài nhờ thọ cái bát cháo sữa đấy.
mà Ngài khỏe trở lại, chứ không là chết rồi đấy, thưa đại chúng. Lúc ấy là kề cận cái chết rồi đấy. Khổ hạnh đến nỗi mà như vậy chỉ còn da bọc xương thôi. Từ một thái tử rất là vạm vỡ, trai tráng mà cuối cùng trở thành một bộ xương, thì đại chúng thấy Ngài khổ hạnh như thế nào. Đấy, và sau khi mà được thọ bát giáo sữa thì cơ thể nó bắt đầu nó nhuận trở lại, nó có sức lực. Và từ đó Ngài biết, à, như vậy là khổ hạnh cực đoan là không giải quyết được vấn đề gì. Không thể nào đi đến giác ngộ trong một cái thân thể tiều tụy, bệnh hoạn thế này. Phải là một cái thân thể khỏe mạnh, lành mạnh mới có thể đi đến giác ngộ được. Và từ đó Ngài mới phát minh ra cái việc, cái con đường trung đạo trong việc tu tập để đạt được giác ngộ. Đó. Thế thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nhé, họ, cái người xưa đấy, tâm cầu đạo của họ rất là tha thiết. Và họ có nhiều cái lòng tin, tin tưởng tất cả các vật nó đều có những cái linh ở trong đó, nhất là cây cối, cây lớn là có thần linh. Chúng ta cũng nên tin cái điều này, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất rõ, không phải là xem thường nhé. Trong ở nơi nào có những cái cây cối lớn, ta cũng rất là tôn trọng, có những thần linh, những cái vong linh họ nương ngã ở đó, ta không xem thường, không xem thường. Và cũng từ đó để chúng ta có cái ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối, bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối. Vì thực sự cây cối góp phần rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, nó được lành mạnh. Đấy. Các thầy ở trong rừng sống ngủ dưới gốc cây thấy rất là lành, rất là khỏe, nó rất là hay. Giữa con người nó với thiên nhiên nó gắn bó với nhau. Bây giờ cái vị thần cây này mới hiện ra hình người và hỏi các vị phạm trí rằng: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi về đâu? Đó, cái vị thần cây này hỏi như vậy. Này chúng thấy nếu chúng ta gặp vị thần như này chúng ta có sợ không? Chắc là cũng sợ đúng không? Sợ. Cũng có những vị khi nghe biết tin thầy nói là thầy với chư tăng tu tập ở trong rừng thì cũng hỏi thầy là: thế thầy trong rừng thầy có gặp ma quỷ gì không? Thầy bảo có gặp chứ sao không gặp, nghe không? Đấy. Thời xưa chư tăng tu trong rừng gặp ma quỷ là thường xuyên đấy mà. Chư tăng như mình ở trong rừng cũng thế, nghe không? Gặp đấy chứ không thì không gặp đâu. Nha. Thì các vị phạm trí đồng thanh đáp rằng: chúng tôi muốn đến cái ao thần để tắm gội và hy vọng sẽ đắc được đạo. Nhưng bây giờ rất là đói và rất khát, sắp chết mất. Xin Ngài hãy xót thương cứu giúp chúng tôi. Đó. Những cái người này, thầy nghĩ thế này, tại sao họ không có cái cảm giác là sợ nếu thấy ông thần hiện ra sợ? Vì có lẽ cái tín ngưỡng của người ta đã nhiều đời, nhiều năm rồi. Họ tin rằng cây cối có thần, và ông này có hiện ra thì cũng là ông thần, thì họ cũng là quen rồi. Dân mình mà gặp ma hay gặp quỷ, gặp thần là hết vía luôn, làm gì mà dám hỏi nói chuyện với nhau, nghe không? Thế đây thì họ, thứ nhất là họ đông 500 người họ cũng không sợ, thứ hai là họ cũng quen rồi, quen là ở cây là có thần, chắc ông này là ông thần thôi. Ông thần thì cũng giống mình thôi, nghe không? Không có gì phải sợ lắm cả, là một cõi thôi, nghe không? Thế cho nên họ mới đề đạt ngay: chúng tôi là muốn đến cái ao thần tắm gội để cầu mong đắc đạo, nhưng bây giờ thì rất đói, rất khát và sắp chết rồi. Xin Ngài hãy thương xót cứu giúp chúng tôi, nghe không? Khi ấy vị thần cây liền nhấc tay lên thì hàng trăm món ăn liền từ trong tay của ông ta tuôn ra và để cung cấp thức ăn cho mọi người, và ai nấy đều được ăn uống no đủ. Ông mới nhấc cái tay lên một cái thì giống như các cái diễn viên gọi là ảo thuật ấy, các ảo thuật gia nhấc tay lên cái là từ trong ống tay của ông là các thức ăn là tuôn ra, hàng trăm món ăn tuôn ra. Thế là 500 vị này ăn uống thỏa thê, no đủ. Việt Nam mình ngày xưa có câu chuyện cái niêu cơm của Thạch Sanh, nghe không? Cứ đào cơm ra bao nhiêu cũng không hết, ăn bao nhiêu không hết, nghe không? Niêu cơm thần. Còn cái ông thần cây này, ông giơ tay nên cái là từ trong cái ống tay của ông, áo của ông là thức ăn nên nó tuôn ra,
tuôn ra mà 500 người ăn, đại chúng thấy mà ăn no nê, và giống như chùa mình ấy, ngày hồi xuân mà ngày nào 400-500 tăng ni Phật tử ăn, cả một bàn bếp phục vụ rất vất vả. Đây thì mình ông thần ông giơ tay cái là có đủ hết, nghe không? Thức ăn thức uống đầy đủ, nước uống đầy đủ. Về phần ẩm thực còn dư thì cũng đủ để cho 500 vị phạm trí mang theo làm tư lương đi trên đường. Nhờ ăn thì còn dư và ông cho cả đồ dư để mang đi nữa. Đấy, đại chúng thấy hay không? Gặp thần như thế có hay không? Rất hay. Chúng ta thì gặp ma, gặp quỷ thì chúng ta sợ. Người dân Việt Nam mình nghe gặp thần thì vẫn thích vì nghĩ thần họ không hại. À, ông thần, ông ấy tốt. Còn những con ma, con quỷ thì chúng ta mới sợ. Còn ông thần thì không sợ lắm. Nghe không? Nhưng mà cũng thưa đại chúng, theo cái giáo lý nhà Phật mình ấy, thì có những cái loại thần họ cũng dữ lắm chứ không phải không, nghe không? Họ cũng ác hại, gọi là ác thần chứ không phải thần nào cũng tốt cả đâu, nghe không? Lúc sắp từ biệt ra đi, họ đến bên vị thần cây và hỏi rằng: ăn uống no đủ, gói ghém tư lương chuẩn bị lên đường, bây giờ ra chào để tạm biệt ông thần cây. Cũng rất là đàng hoàng, nghe không? Cho đại chúng sau này có gặp thần thì cũng cứ bình thường như thế, đừng sợ gì cả nhé. Cứ ra hỏi ông bình thường. Thực sự mình không có cái ác nghiệp gì thì họ không hại mình đâu. Mình nhớ mình phải có ác nghiệp. Thế họ đến hỏi ông thần cây rằng thế này: xưa ngài tu hành công đức gì mà được oai thần như thế? Đấy, họ hỏi thế. Thưa với ngài, thưa cái vị thọ thần, thưa với thọ thần, ngày xưa, ngày xưa ngài tu cái gì, ngài làm công đức gì mà ngài được cái oai lực như thế? Giơ tay ra một cái là 500 đứa chúng tôi ăn no nê, nghe không? Mà lại còn thừa để mang đi thế này. Chúng tôi thì thật sự là vất vả, nghe không? Ngài tu cái gì mà hay thế? Vì thần cây mới trả lời các phạm trí rằng: xưa kia tôi vốn là người ở trong thành Phong Đức. Ngày xưa trước khi tôi làm thần này, tôi là người ở thành Phong Đức, tức là thành Xá Vệ. Bây giờ ở trong nước có một vị đại thần tên là Thiện Thí. Ở đây họ dịch là Thiện Thí, chính là ông trưởng giả cấp cô độc đấy. Cũng còn gọi là ông Tu Đạt hay là trưởng giả cấp cô độc. Ở đây người ta gọi là Thiện Thí. Thiện Thí tức là người này khéo bố thí, nghe không? Khéo biết bố thí. Ông bố thí cho tất cả những ai đói khát cùng khổ đến là ông bố thí cho hết. Đó. Có một vị đại thần tên là Thiện Thí chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng Phật và chư Tăng. Ông chuẩn bị dọn đồ ăn ra để cúng Phật và chư Tăng. Ông cấp cô độc ấy, thưa đại chúng, là ông thường xuyên thỉnh Phật và hàng ngàn chúng Tăng đến nhà ông ấy thọ thực. Ở tinh xá Kỳ Hoàn này ấy, lúc nào cũng thường trực nó có 1.250 vị tỳ kheo bên cạnh Đức Phật đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên đi đâu thường là đi cả Tăng đoàn. Đấy, tất nhiên cũng có nhà người ta không đủ thì người ta xin thỉnh cúng một vị Tăng, hai vị Tăng hoặc thỉnh Đức Phật. Còn có những nhà có điều kiện họ thỉnh là thỉnh cả Phật và Tăng đoàn. 1.000+ vị cùng đến nhà, đại chúng thấy sẽ vàng rực cả nhà lên ấy, không? Đó. Thế thì hôm nay ấy, đúng cái ngày là ông cấp cô độc, ông ấy thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Thì khi chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng dường Phật và chư tăng, khi ấy ngài tức là ông cấp cô độc đấy đi đến chợ mua sữa đặc nhưng thiếu người mang về. Đấy, đi đến chợ để mua sữa đặc về để cúng dường nhưng mà không đủ người mang sữa về. Quá nhiều, và cúng dường cho 1.000+ vị này thì biết bao nhiêu sữa, thưa đại chúng. Mình cứ tính mỗi cụ uống độ 1/3 lít đi, là cũng phải là mấy trăm, bao nhiêu trăm lít sữa rồi. Đó. Thì không có người mang về, thế là ngài nhìn xung quanh và nhìn thấy tôi, rồi nhờ tôi mang phủ sữa đến tinh xá và bảo tôi rót sữa ra để cúng dường lên Phật và chúng tăng. Khi đã thọ trai và rửa tay xong, mọi người chú tâm nghe Phật thuyết pháp. Tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Tức là ông cấp cô độc khi ông đi ra chợ để ông mua sữa về để cúng dường cho Đức Phật và Tăng chúng. Thì do sữa nhiều quá nên không đủ người để khênh về. Ông nhìn quanh nhìn quất lại thấy cái ông này. Ông đang luẩn quẩn ở đấy, không biết ông đi đâu làm gì. Thế lại nhờ ông mà thôi, ông giúp tôi mang hộ tôi sữa này về tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Thế là ông này nhất trí, khanh hoan hỉ, khanh sữa về. Khanh về lại được ông cấp cô độc bảo thế ông đi rót sữa đi.
rót sữa cúng dường cho Phật và Chư Tăng đi. Chắc là chỉ được rót sữa đến Chư Tăng thôi. Đó, đại chúng nha. Tức là hầu cận Đức Phật và chúng Tăng. Rót sữa đấy cũng giống như Phật tử nhà mình này, đi rót nước cúng dường quý Thầy, phải không? À, hay là Chư Tăng đi khất thực á, về thì biết múc nước để rửa chân, trải khăn để cho các ngài chùi chân, đều là những việc phước báu đấy. Nghe không? Thì tất cả sau khi mà làm các nghi lễ cúng dường Phật chúng Tăng xong rồi, ngài thọ thực xong và ngài thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thường lệ của chư Phật là như thế, sau khi thọ thực bao giờ ngài cũng có một thời pháp ngắn để chúc phúc cho thí chủ cúng dường. Đấy. Và ở đây thì cả chư Tăng cũng được nghe. Thì tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Thì chúng ta thấy được nghe Phật thuyết pháp, ai cũng sẽ hoan hỷ. Buồn mấy chán đời đến mấy thì nghe Phật thuyết pháp xong cũng hoan hỷ. Hết buồn, hết chán đời. Nghe không? Có người nào muốn đi từ từ mà gặp Phật thuyết pháp xong nó hết muốn đi từ từ. Nghe không? Mà lúc này là muốn tu. Chúng ta thấy hay như vậy đó. Ngay như vậy đó. Lúc đó tôi cũng xin được thọ tám giới bát quan trai, và khi về nhà tôi cũng không ăn tối. Thế này chúng biết rồi, tám giới bát quan trai của chúng ta, nghe không? Một là không gì? Không sát sinh trong cái ngày bát quan trai. Hai là không? Không trộm cắp. Ba là gì? Là không gì? Tà dâm phải không? Tà dâm đúng không? Không đúng đúng không? Ba là không dâm dục. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Không là nhầm. Cái giới không tà dâm là của ngũ giới, và ngũ giới là rũ trọn đời. Đấy, còn cái giới bát quan trai của ngày bát quan trai là không dâm dục trong một ngày một đêm. Nhớ như thế cho Thầy, nó chỉ khác thế thôi. Giới thứ ba là không dâm dục. Giới thứ tư là không nói dối. À, giới thứ năm là không say sưa nghiện ngập, không uống rượu, không ma túy, xỉ ke, thuốc lào, thuốc lá, ăn trầu, ăn chiếc gì, cái ngày hôm là những cái thứ gây nghiện là không dính mắc, không cờ bạc, không game ghiếc gì cả. Đấy, nghe không? Giới thứ sáu là gì? Là không trang điểm, son phấn, đeo vông tai, vòng ngọc, rồi là đánh phấn, bôi son, sức nước hoa, các thứ, nghe không? Không mặc quần áo đẹp đẽ, diêm dúa ngày hôm đấy, rồi không nghe ca múa hát sướng, không tự mình ca múa hát sướng mà cũng không nghe xem phim ảnh ca nhạc ngày hôm đó. Đấy. Giới thứ bảy là không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Đặc biệt là cái giới thứ tám. Cái giới thứ tám nó là bản thể của ngày trai giới đấy. Nó rất quan trọng. Nếu thiếu cái giới thứ tám này không gọi là ngày trai giới đâu, thưa đại chúng. Chưa trọn vẹn. Giới thứ tám rất quan trọng là không ăn phi thời. Tức là sau giờ ngọ không ăn nữa. Không ăn nữa. Các Phật tử thì có thể được uống nước cháo, nước đường, nước mía gì đó, nhưng không ăn. Đó là không có cái việc mình nhai. Và đó, cái giới thứ tám là không ăn phi thời. Chính vì thế thì cái vị này đó, cái vị này sau khi mà giúp ông cấp cô độc khênh sữa về tinh xá, rồi được rót sữa cúng Phật và chúng tăng, rồi lại được nghe pháp, ông hoan hỷ và ông cũng phát tâm xin thọ bát quan trai giới. Và trong giới bát quan trai ấy là không ăn tối, không ăn chiều và ăn tối. Thế sau khi thọ giới xong thì ông về nhà, đại chúng ạ, về nhà thì tối hôm ấy ông cũng không ăn tối. Đấy, ông mới nói là và khi về nhà tôi cũng không ăn tối nha, không ăn tối. Thì khi mà ông không ăn tối thế thì đại chúng thấy thế nào? Khi ấy bà vợ tôi kinh ngạc và hỏi rằng bà vợ này, vợ của ông ấy, ô sao hôm nay ông lại nhịn ăn, không ăn tối? Có vấn đề gì chăng? Thực sự thế này, chúng thói quen chúng ta ở tại gia cơm ăn ngày 3 bữa, 4 bữa thành là thường rồi. Bây giờ một người chỉ đột ngột tối hôm không ăn đây là nhà nghĩ là có chuyện gì rồi. Hay là con tối hôm ấy nó bỏ ăn, hay là nó lại buồn, lại giận, hay là chuyện gì rồi. Nghe không? Đấy, thế này chúng không ăn tối. Nhất là ông này là chủ nhà mà đùng đùng hôm nay lại không ăn tối. Phải có lý do gì? Cho nên bà vợ thì bà rất ngạc nhiên luôn. Ở đây gọi là kinh ngạc. Sao hôm nay ông lại không ăn tối? Nghe không? Sao hôm nay bỏ ăn đấy? Hay làm sao rồi? Nghe không? Hay là tương tư cô nào rồi? Đấy, thế đại chúng, nhiều chuyện nó đặt ra. Thế thì bà mới hỏi thế,
anh giận gì mà lại không ăn? Đấy, lại hỏi là giận gì tôi hay là giận gì ai? Hay chuyện gì mà lại không ăn? Tra vấn cho bằng ra lý do vì sao không ăn tối. Thì tôi mới trả lời vợ tôi, không có giận gì hết. Hôm nay anh đến chợ và thấy trưởng giả thiền thí mua thức ăn để cúng dường Phật và chư Tăng ở tinh xá. Anh đã phụ giúp mang ẩm thực đến tinh xá và nhân đó đã thọ tám giới quan trai. Ở đây như vậy là ông cấp cô độc cúng dường tại tinh xá, chứ không phải cúng dường ở nhà ông ấy, thưa đại chúng. Mang thực phẩm đến tinh xá cúng dường Phật và chúng Tăng. Đấy. Đó. Thế thì ông này ông kể lại cho vợ là như thế. Là anh hôm nay làm cái việc đấy đấy, chứ anh chả giận dỗi gì ai cả, chẳng buồn ai, chả vướng bắc cô nào đâu, nghe không? Mà vì anh thấy anh được làm cái việc hay quá, và anh thọ giới anh thấy hay quá, mà bao nhiêu người ta cùng thọ giới bắt quan trai chứ có phải mình anh đâu, nghe không? Vợ tôi liền nổi sân và thốt ra lời giận dữ rằng, đấy, đại chúng thấy các bà vợ phức tạp không? Thấy ông chồng mà bất thường hay là có chuyện ngay. Nghe không? Chúng ta thấy là yêu nhau lắm á, thì cũng gì, hành khổ nhau dữ lắm. Đấy, khác một cái là không được. Đấy, cái yêu, cái thương của người đời á, nó là sự trói buộc đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Yêu thương của người đời là trói, là buộc, là chẳng buộc lại. Đại chúng có thấy không? Đấy, đúng thế đấy. Cho nên á, có một chú Phật tử bạch với thầy là, bạch thầy, con có cô bạn gái, cô rất là yêu con biết là cô yêu con lắm, nhưng mà con thấy thế không ổn. Thầy bảo, thế con mà được nó yêu thì thích quá chứ, phải sướng quá chứ, sao lại không ổn? Nó, con bạch thầy, cô yêu con quá cho nên con sợ, và thực sự là con cảm thấy, linh cảm thấy là có cái gì đấy nó trói buộc, nó mất đi cái tự do. Đấy, cái chú này, chú thấy cái cô bạn gái này yêu quá, và yêu đến yêu mà chú cảm nhận đấy là chú sẽ bị trói buộc và mất đi cái tự do. Khi yêu người ta là bắt đầu là quản lý người ta luôn, thưa đại chúng. Đúng gọi là trói luôn, là bùa vây và trăng lưới luôn, quăng chài bùa lưới luôn, thưa đại chúng. Không chết ta dãy ruộng gì cả, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xét nét, đại chúng thấy. Nên đại chúng thấy cái tình yêu của thế gian là như vậy đấy. Khi nói một chữ yêu là bắt đầu lấy cái dây để trói người kia vào rồi. Anh phải là của tôi, cô phải là của tôi, không thể nào khác được, nghe không? Làm bắt đầu trói người ta và muốn trói hết luôn, trói cả tư tưởng người ta nữa. Đại chúng thấy, nghe không? Cho nên ai mà yêu rồi thì cũng biết cái này, nghe không? Cho nên nhiều người yêu quá thì thành ghen, rồi khổ, rất là khổ, là như vậy đấy. Cái yêu của thế gian đấy, tình yêu của thế gian nó khổ đến như vậy, đại chúng. Cho nên hiểu, Phật mới dạy là ái cũng là khổ mà. Ái là khổ, là trói buộc, là kiết xử, trói và sai xử, rất khổ. Đó. Thế thì bà vợ này ấy, cũng vì yêu thương chồng quá cho nên bây giờ thấy chồng không ăn, mà lại bây giờ lại chả biết cái gì, lại đi học cái gì, hành cái gì, bây giờ lại không ăn thế này thì chết mình rồi. Cho bà nổi sân lên. Sao không? Bà giận dữ, bà nói thế này: đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật của chúng ta đấy, Gotama, làm rối loạn thế tục, sao lại có thể làm theo ông ta chứ? Nếu anh không vứt bỏ đi thì tai họa sẽ khởi sanh từ đây. Bà bắt đầu ra lệnh, nghe không? Thứ nhất là bà mắng Phật, mắng cái ông mà đã dạy cho chồng mình cái trò không ăn tối này, nghe không? Đấy, đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật đấy, Gotama tức là Cồ Đàm đấy, làm rối loạn thế tục. Tức là bà này cũng đã nghe về Phật, biết về Phật rồi, nhưng bà này á, là ngoại đạo. Cho nên bà nói là ông Cồ Đàm này, ông Gotama này là chuyên đi gây rối, làm rối loạn thế gian thôi. Nghe không? Gia đình người ta đang an ổn, thì đấy, bây giờ chồng thì lại đi không ăn tối, con người ta đang tử tế này, tự nhiên thấy đùng đùng đòi đi tu, ví dụ thế. Nghe không? Rồi lại bây giờ là mọi người bây giờ lại đi học Pháp thế nọ thế kia, không coi như là lấy vợ lấy chồng, ví dụ thế. Thế là bảo đấy là làm rối loạn thế gian.
Thì thưa đại chúng, không phải là ngày xưa đâu mà ngày nay cũng thế đấy. Chính các thầy nhiều khi cũng bị một số vị họ không hiểu Phật pháp, họ nói như thế, và là mấy vị này thì làm dối thế gian. Nhưng họ đâu có hiểu rằng là chính họ đang mê lầm. Cũng giống như mấy cái người mà đang nghiện rượu hay là nghiện ma túy, thưa đại chúng. Bây giờ mình đến mình can, mình khuyên, mình cấm không cho họ nghiện hút nữa, thì họ tức lắm, họ bảo mấy ông này đến cản trở quấy rối, nghe không, làm loạn chúng tôi. Chúng tôi hút thuốc phiện thích lắm, chúng tôi uống rượu thích lắm, bây giờ đến đây làm loạn lên. Đó. Có phải không? Họ có bảo mình là làm loạn, là gây rối, hay là đám trẻ con nó đang nghịch, đang vầy đất rất là bẩn này, đang vui, đang thích lắm vầy đất bẩn, rồi bắn hết lên mắt, lên mũi, rồi về sẽ đau mắt, viêm họng. Thế mình đến mình cấm, mình la, mình mắng, nó bảo đấy ông này lại đến gây rối, làm loạn chúng tôi đang vùi nghịch đất, nghịch bùn, thích thế này mà ông lại đến làm loạn. Đấy, thế đại chúng thấy nó cũng như thế này đó. Đức Phật ra đời, Ngài thấy chúng sinh trong thế gian mù tối, u mê, lầm lỗi rất nhiều, và tạo cái nhân khổ để chịu cái quả khổ triền miên mãi mãi, luân hồi mãi mãi. Cho nên Ngài ra đời, Ngài ban giải cái pháp cứu độ chúng ta. Thế thì bây giờ những chúng sinh mê lầm thì lại bảo là Ngài đến, Ngài làm dối thế gian, làm loạn thế gian, nghe không? Làm cho vợ chồng lìa và con xa cha, nghe không? Đấy, xã hội đang thế này thế kia. Đó, nhưng họ không hiểu được, thưa đại chúng. Thì cũng giống như ông thầy thuốc, ông đến ông chữa bệnh cho mình, mình đang bệnh thì ông bắt mình phải thế này. Trước đây hay ăn cái này bắt phải nhìn ăn, trước đây hay uống cái này bắt phải nhìn cái uống này, rồi lại phải uống cái khác. Thế ông thầy thuốc cũng đến làm loạn mình luôn đấy. Nhưng mà mình không nghe ông là mình bệnh càng nặng thêm. Không nghe ông thì mình có khi chết. Đó. Thì Đức Phật cũng thế, Ngài như vị thầy thuốc đến với thế gian, mà chúng ta là chúng sinh bệnh tật, bệnh cả về thân lẫn bệnh về tâm. Ngài đến Ngài cứu vớt chúng ta, nghe không? Nhưng chúng ta lại không hiểu được, lại cho rằng Ngài đến Ngài làm khó chúng ta, Ngài gây rối chúng ta, không phải. Đấy là cái nhìn của kẻ mê lầm, kẻ ngu si mê tối, phàm phu, nghe không? Thì bà vợ của cái ông này cũng thế. Bà mắng, bà nhiếc Phật là đạo nhân Gotama làm rối loạn thế gian, thế tục. Sao lại có thể đi làm theo ông ấy chứ? Mắng chồng mình tại sao đi theo cái ông ấy? Nghe không? Mình cũng rất thông cảm thôi, người ta chưa hiểu mà. Hoặc người ta nghe những cái người khác nói, người ta mới nghe thôi, người ta chưa hiểu về Đức Phật, chưa gặp Đức Phật, mới nghe những người khác đồn thổi, thế thôi. Nghe không? Nghe khác đồn thổi. Cũng giống như có những người ta nghe đồn thổi về chùa Ba Vàng qua báo chí, thế này thế kia, rồi người họ cũng cứ nói theo. Chứ họ đã thực đến đây để họ hiểu với chùa mình đâu. Nghe không? Đấy, cái năm 2019 này chúng ấy, khi báo chí họ viết rầm rầm về chùa mình, đủ thứ. Thì rồi cũng nhiều người dân họ cũng chỉ nghe báo chí thôi. Họ chưa biết thật hư thế nào, nhưng mà nghe theo, tin theo báo chí. Và báo chí thì đã có đúng đâu. Nghe không? Nhiều cái không đúng sự thật. Đấy. Thế thưa đại chúng nhé. Thế thì chúng ta mới biết rằng cái vị này cũng thế, mình cũng rất thông cảm cho vị ấy thôi. Họ chưa gặp Phật này, họ hoặc là họ nghe người ta đồn thổi, nghe cái tin nọ tin kia về Phật cho họ. Bây giờ lại chồng mình lại như thế này nữa thì bà nổi cơn sân lên, bà trách luôn, bà mắng nhiếc Phật luôn, nghe không? Rồi bà dọa ông thế này, nếu anh không vứt bỏ cái này đi ấy, thì tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Anh đi theo ông này là chết rồi, tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Không biết là khởi sinh từ đây là do bà gây lên hay gì. Một là tôi cắt đứt anh, hai là thế nọ thế kia, tôi sẽ là người sinh sự khởi sinh từ đây. Hai là bà dọa anh ấy là từ nay là sẽ sinh ra những chuyện không hay, nghe không? Đấy. Đấy nhá. Thế thì ông mới nói sao đây? Do vợ tôi cứ thúc giục mãi nên cuối cùng tôi cũng đành phải ăn. Tức là đáng nhẽ là không ăn tối, nhưng do cô vợ cô làm dữ quá, cô mắng nhiếc cả đến Phật nữa, cuối cùng này ông này cũng không đành lòng, cũng đành phải ăn, đành ăn cơm. Vào nửa đêm hôm ấy, thọ mạng của tôi đã hết. Tức là đến đêm hôm ấy, nửa đêm hôm ấy là ông chết.
và thần hồn sinh đến chỗ này. Thì kính thưa đại chúng, đấy, có thể ngay đến tối hôm ấy ông ấy chết thì có khi bà ấy lại còn sinh chuyện nữa, đại chúng hiểu không? Mà đấy nhá, không chắc lúc này ấy, từ cái tình yêu tình thương biến thành cái giận này này, đấy nhá, ai bảo ông đi theo cái ông Cô Ba cho nên bây giờ ông mới chết như thế, đại chúng thấy không? Ở đời nó như vậy đó, nó như vậy đó. Này đúng là cái duyên của ông này, đến tối hôm là ông hết thọ mạng. Thực ra đấy là phúc báu của ông ấy đấy. À, tối hôm ông là hết thọ mạng, ông chết. Nhưng mà nếu người trần gian, người phàm phu mắt thịt chúng ta thì lại đổ tại vào đấy nhá. Ai bảo coi như là sáng nay ông lại đi theo ông Gotama, rồi lại còn thọ giới không ăn tối, cho nên hôm nay ông chết, thế là đáng đời. Nghe không? Lúc ý vợ có khi cũng sẵn sàng nói chồng như vậy. Thương thì thương nhưng mà cũng còn phải chửi cho một câu như thế mới đã, nghe không? Đó, rồi sau đó khóc tiếp. Ấy anh ơi, sao anh lại đi đâu mà thế nọ thế kia. Đấy, nghe không? Ở đời là thế đấy, thưa đại chúng. Có khi thế. Đó. Thế cho nên ấy, ở đây chúng ta thấy là phúc và hòa thật sự là khó phân với con mắt của phàm phu chúng ta. Với con mắt của kẻ phàm phu chúng ta thật khó phân định được đâu là phúc, đâu là hòa. Giống như ông vua Phất Xa, khi mà phát tâm quy Tam Bảo và ông từ bỏ ngai vua, ông xuất gia theo Phật. Thì ngày ông xuất gia được một ngày, hôm sau là ông liền bị một con bò húc chết luôn. Đại chúng, đấy, bị con bò húc chết. Thế thì có khi có những người ta không hiểu đạo, ngoài đạo nào đấy, ai bảo mày đi tu theo Phật mà bị bò húc chết. Họ đâu có biết rằng thọ mạng của ông, cái nghiệp của ông đến lúc ấy là hết rồi. Nhưng nhờ công đức ông xuất gia mà ông được sinh thiên ngay tức khắc. Đó, đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, trong cái chuyện sinh tử này ấy, với con mắt phàm phu chúng ta không thể, chúng ta không thể liễu thấu được nó là cái gì, không hiểu được đâu. Nghe không? Cũng giống như chồng bà này, tối hôm ấy ông chết thì có thể bà cũng sẽ ập ĩ lên như vậy. Đấy, tại ông đấy, ông mà ở nhà ông nghe tôi, ông cứ ăn uống đầy đủ, khi tối nay ông đâu có chết đâu. Nghe không? Nhưng bà đâu có biết được là thọ mạng của ông hết rồi, thọ mạng của ông hết rồi. Đó. Thế và do thọ mạng của ông hết nhé, thì ông tối hôm ấy ông mất do bị con vợ ngu si phá hoại tám giới con trai. Ông bây giờ ông mới kể cho 500 vị phạm chí này, ông mới trách này. Do tôi ấy bị con vợ ngu si phá hoại tám giới con trai nên nghiệp lành của tôi chẳng được viên mãn, phải sinh đến cái đầm này để làm thần cây ở đây. Nghe không? Nếu ông ấy mà ông nói tiếp này, với phước của việc tôi mang hộ sữa đặc và tự tay dọn thực phẩm cúng dường đến Phật và chúng tăng, nếu tôi gìn giữ đầy đủ tám pháp trai giới thì tất tôi sẽ sinh lên trời và có phước báu to lớn tự nhiên hơn. À. Đấy, ông thần cây ông nói vậy đấy. Ông mới nói với 500 ông phạm chí, 500 ông biết không? Tôi ngày xưa tôi là cũng ở cái thành Xá Vệ, ở cái thành Phong Đức đấy. Thì cái một hôm là tôi đi công việc thì gặp ông cấp cô độc, ông ấy nhờ tôi mang sữa về tinh xá giúp để ông làm cái lễ cúng dường Phật chúng tăng. Rồi vào đến đấy tôi lại được ông nhờ tôi rót sữa cúng Phật. Sau đó tôi lại được Phật thuyết pháp cho nghe. Rồi tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới. Thế nhưng mà khi về nhà thì tôi con vợ nó yêu thương tôi quá, nó ầm ĩ hết cả lên, cuối cùng tôi đành phải ăn cơm. Thì ăn cơm như vậy là không giữ được trọn tám giới. À, nhưng mà đúng là tối hôm ấy tôi hết thọ mạng cho nên tôi chết. Nhưng do cái phước báu ấy, nếu không có cái buổi tu tập này á, có ông này chết có khi là đọa xuống ngã quỷ hoặc đọa xuống cái loài rất thấp. Nhưng do cái phước báo ấy mà tôi được sinh làm thần cây với cái năng lực rất đặc biệt này. Nhưng còn nếu mà con vợ tôi ấy, nó không phá cái giới thứ 8 của tôi á, tôi giữ trọn vẹn ngày hôm ấy mà tối hôm ấy tôi có chết thì tôi được sinh lên trời cơ. Và phước báo còn lớn hơn nữa cơ. Nghe không? Đấy. Nhưng tôi là bị sứt mất một giới do cô vợ ngu si quái ác, nghe không? Nó về nó la mắng rồi nó bắt tôi phải phạm vào cái giới ăn tối đấy đấy. Nghe không? Đó. Thì ông thần cây ông chia sẻ với tất cả 500 vị phạm chí. Đó. Thì ở chỗ này chúng ta mới thấy thế này. Đối với người học và hiểu đạo Phật chúng ta thì cái chết không phải là đáng sợ.
Vì chết là lẽ tự nhiên, ai rồi cũng phải chết, không ai thoát khỏi cái chết cả. Cho nên chúng ta phải đối diện với cái chết. À, mà chúng ta chỉ sợ gì? Sợ nhất là chết rồi không biết mình sẽ đi đâu. Cái đáng lo và đáng sợ là cái đó. À, đáng lo là chết rồi mình đi đâu. Cái đấy là cái đáng lo, đáng sợ, đáng phải suy nghĩ, phải quan tâm đến. Chứ còn chính bản thân cái chết thì không phải là cái phải sợ. Vì có sợ cũng không tránh được nó. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, ai cũng phải đón nhận cái chết thôi. Chúng ta phải tính ngay từ bây giờ. Tất cả chư tăng Phật tử đều phải tính cái chuyện sẽ đón nhận cái chết. Nghe không? Phải đối diện với nó đấy. Cho nên chết thì mình bây giờ, ngay từ giờ mình phải sinh ra cái tâm không sợ chết. Mà chỉ sợ nhất là mình đã có cái gì chưa? Để mà sau khi chết ta đi đâu? Ta đã chuẩn bị được cái gì chưa? Có tích lũy được phúc lành, nghiệp lành không? Hay là chết rồi ta đọa trăm ngàn vạn kiếp ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh? Cái đó mới cái đáng sợ chứ đại chúng. Còn chết rồi mà ta được sinh vào cái chỗ cao quý, tốt đẹp hơn. Và ví dụ như ông này chết, ông sinh làm thần cây ở cõi giới thần, cũng rất là tự do, tự tại nhiều đấy. Khá tự do, đi lại tự do, phúc báu ăn uống tự do, không phải khổ, đấy cũng là hơn. Còn được lên sinh lên trời thì lại sướng hơn nữa. Nghe không? Đấy, cũng giống như chúng ta mà bỏ cái nhà ọp ẹp mà lại về dọn về cái nhà mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, thì chả có gì phải sợ, phải lo cả. Đấy, cái lo là sau khi chúng ta bỏ cái nhà ngũ uẩn này này, chúng ta đi đâu? Nghe không? Cái đó là cái đáng lo. Đấy, chứ còn cái chết lại không phải là cái sợ. Cái giây phút phải rời nhà không đáng sợ, mà rời nhà rồi không biết đi đâu mới là cái đáng sợ, thưa đại chúng. Nhớ. Tất cả đây Thầy mong muốn tăng ni và Phật tử đều phải rất thấu cái chỗ này. Cái chết sẽ đến với chúng ta tất cả. Cho nên sợ cũng không được. Tốt nhất ta không sợ cái chết. Mà ta chỉ sợ là sợ mình sau khi chết rồi mình đi đâu. Có cái gì mang theo không? À, cái mang theo ấy có giúp cho mình được tốt đẹp hay không? Cái đấy mới là cái đáng quan tâm. Nhá. Lúc ấy vị thần cây liền nói bài kệ cho các phạm trí rằng: cúng tế gieo tai vạ, ngày đêm càng sinh trưởng, khổ nhọc hoại thiện căn, trai pháp vượt thế gian. Đấy, ông thần cây mà ông biết đọc bài kệ để dạy cho ông phạm trí. Là cúng tế thì chỉ gieo tai vạ, ngày đêm càng tăng trưởng những cái tai vạ thôi. À, khổ nhọc hoại mất thiện căn, mà trai pháp mới vượt thế gian. Ở đây ông muốn nói là gì? Ở đây ông phê phán cái việc cúng tế của ngoại đạo, của tà giáo, nghe không? Đại chúng biết rồi, các cái đạo giáo khác á, họ cúng tế rất là khủng khiếp. Họ hiến tế luôn, họ hiến cả con người luôn cho đại chúng. Và người sống này này mang lên để hiến luôn, giết để tế thần. Đó. Thế cho nên ấy, từ xưa nay á, các cái đạo giáo họ có những cái lễ hiến tế rất là đáng sợ, khủng khiếp thưa đại chúng. Và chẳng ở đâu xa, ngay dân Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế. Và đến bây giờ cũng thế. Nhiều người nghĩ rằng trong các cái lễ tế đều phải có những sự hiến, kể cả con vật sống. Và đấy, chặt đầu con lợn ra để nguyên con lợn, máu me dâng lên để tế. Gà cũng thế chẳng hạn. Nghe không? Rất rất nhiều việc bằng cái sự sát sinh, lấy máu của chúng sinh để hiến tế. Thế cho nên đây ông thần ông mới nói là cúng tế kiểu như vậy, như vậy là chỉ gieo tai vạ, ngày đêm càng tăng trưởng thôi. Cúng và tế như thế thì chỉ thêm tai họa thôi. Và tai họa này càng ngày càng lớn, cho nên có nhiều khi là chúng ta làm cái đàn tế xong là chúng ta bị họa luôn. Khổ nhọc mà hoại mất thiện căn. Phải không? Vừa khổ nhọc tốn kém mà lại mất đi thiện căn của mình. Và chỉ có trai pháp là vượt thế gian này thôi. Ông ca ngợi trai pháp của Đức Phật, tức là trai giới của Đức Phật ấy, là mới vượt thế gian. Thì đại chúng đấy đã nhớ cái câu chuyện ấy, Thầy dẫn cái câu chuyện mà ở đất nước Nepal đấy, đất nước Nepal là cạnh với Ấn Độ đấy, là quê hương nơi Đức Phật sinh ra đấy. Thì ở đấy họ có một cái lễ hiến tế các cái con vật. 5 năm họ tổ chức một cái đại lễ rất là lớn. Đấy, cái báo chí họ có đưa tin là năm 2014, tháng 11 năm 2014, trong cái lễ hiến tế này, cái tín đồ này của đạo Hindu, người Nepal họ theo đạo Hindu rất là nhiều. Đó. Mặc dù đó đạo Phật cũng có, nhưng họ lại theo đạo Hindu rất là nhiều. Thế và trong cái lễ tế của cái năm 2014 ấy, tháng 11 năm 2014 ấy,
họ đã sát hại là đến cả hàng trăm nghìn con vật, những con trâu, bao nhiêu ngàn con trâu, những con dê, rồi rất nhiều con vật khác. Thầy đã xem cái hình ảnh đấy, họ cứ thế cầm dao, họ con trâu đang đứng nào chặt phát đứt đôi cổ ra, con dê cũng thế phèn một cái đứt đầu ra ngay, họ chặt vào ngang lưng chết luôn. Và cả một cái bãi hàng bao nhiêu trăm nghìn xác con vật chết la liệt thành một cái bãi máu kinh khủng khiếp luôn. Báo chí rồi thế giới họ cũng lên án cái chuyện này. Nhưng mà dân đấy họ bảo đấy là tín ngưỡng của họ, họ tế thần của họ, họ cầu mong được may lành. Năm năm họ làm cái đại lễ như vậy. Nghĩa là những cái người mà yêu quý động vật thì họ không thể cam lòng họ nhìn cái hình ảnh này. Thưa đại chúng, đấy, mấy trăm cái vị đao phủ đấy cầm đao là đi cứ thế mà chặt đầu con vật thôi. Trâu, con dê, nhiều loài nữa. Chim, gà, các thứ họ chém giết. Đầy một cái sân bãi lớn, loang lổ máu, ngập trong máu, kinh khủng. Thế và kính thưa đại chúng, đúng như lời Phật dạy, phước không thấy đâu mà họa liền đến. Thì ngay tháng 4 năm 2015, như vậy chỉ 6 tháng sau, thì chính Nepal xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đấy, năm 2015 đại chúng nhớ đấy, động đất ở Nepal. Mà người ta nói hàng trăm năm nay rồi chưa có trận động đất nào như vậy. Và chết hàng ngàn người và hàng ngàn các công trình lớn khác sập đổ hết. Đấy, đại chúng thấy không? Có đúng lời Phật dạy không? Đấy. Hiến tế như vậy, cầu cúng như vậy chỉ thêm tai họa thôi. Mà ngay sau khi cái đàn lễ đấy vừa mới xảy ra thì đã có người ta tiên tri rằng sau cái đàn lễ này Nepal sẽ gặp một cái đại họa rất lớn. Sẽ gặp một đại họa, người ta chưa nói đại họa gì. Và đâu có ngờ đại họa đó chính là trận động đất khủng khiếp xảy ra đối với Nepal. Đại chúng thấy không? Đấy là nhân là quả đấy. Cái việc ác nó quá luôn. Họ giết một cách tàn nhẫn con vật thôi. Thưa đại chúng, kinh khủng. Mà còn lại còn bao nhiêu người hò reo, hàng trăm ngàn người đứng hò reo tán thưởng, tùy hỷ với việc ác như vậy. Những người ấy sau này đều chịu trả quả báo hết. Bảo tại sao mình bị quả báo, tại sao mà cả cái xe bị tai nạn mà người này người ta không bị, vì người ta không có cái nghiệp ấy. Còn mình bị vì mình có cái nghiệp ấy. Thế đại chúng, tán thưởng với việc ác. Đấy. Thì 2014 Nepal làm cái đàn lễ đấy, chuẩn bị. Sau đó 2019 họ cũng làm cái đàn lễ đấy. Thế đại chúng, 5 năm mà, một lần. Đó. Rồi cũng xảy ra những cái chuyện rất là nguy hiểm đối với dân Nepal. Mà bao nhiêu ở thế giới họ cũng có ý kiến can thiệp, nhưng người dân đấy họ không can thiệp, không nói được. Họ không nói được, họ vào đây là chúng tôi tin như thế. Nguy hiểm không đại chúng? Cái hội bảo vệ động vật thế giới họ cũng có ý kiến, nhưng mà dân Nepal họ không nghe. Rồi đến chính phủ họ về sau bị áp lực của các nước nói, chính phủ có ý kiến, dân họ vẫn không nghe. Đấy, đại chúng thấy một cái tà kiến mê tín nó khiến con người trở thành ác đến như vậy. Kinh khủng lắm thưa đại chúng. Đấy. Thì sau khi nghe kể xong các vị phạm trí, tín thọ và cái sự mê muội của họ được giải trừ. Đấy, các vị phạm trí này họ cũng tin theo những tà kiến của ngoại đạo. Họ nghĩ rằng đi tắm nước ao sẽ hết tội, rồi cởi trần cởi chùa như thế sẽ mau giải thoát, ví dụ thế. Thì bây giờ họ nghe ông thần cây này, ông đọc cái bài kệ này mà họ khởi được lòng tin chân chính và họ dứt được những cái nghi ngờ, cái mê lầm trước đây của họ. Sau đó họ lên đường trở về thành Phong Đức, tìm đường về thành Xá Vệ. Họ đi ngang qua một quốc gia có tên là Bất Tĩnh. Trong nước này có một trưởng giả tên là Mỹ Âm. Ông là một người nhân từ tốt bụng và được mọi người cung kính ngưỡng mộ. Do đó các phạm trí đã nghỉ nhờ qua đêm ở chỗ ở của ông. Bây giờ họ 500 vị phạm trí này lên đường để tiếp tục đi về Xá Vệ để mong để được gặp Ngài Cấp Cô Độc đấy. Đấy. Và cũng mong được tu tập, thực hành trai giới. Thế trên đường đi họ đi qua cái nước tên là Bất Tĩnh. Ở trong cái nước này có một ông trưởng giả tên là Mỹ Âm. Mỹ Âm nghĩa là cái âm thanh tốt đẹp. Đó. Thì cái ông này là cái người cũng rất tốt bụng, nhân từ, mọi người ai cũng kính nể. Thì 500 vị phạm trí này đến nhà cái ông Mỹ Âm này xin ngủ qua đêm ở đấy. Thì ông trưởng giả mới hỏi 500 vị phạm trí thế này,
các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi đâu? Khi ấy, các vị phạm trí tường thuật lại về việc họ lạc đường và họ gặp được vị thần cây và những cái công đức của vị thần cây. Họ nói rằng, chúng tôi nay muốn đến nhà của trưởng giả Thiện Thí, tức là trưởng giả cấp cô độc đấy, ở trong thành Phong Đức, và theo Ngài đến chỗ của Đức Phật để tu tám giới quan trai, hầu mong sẽ được phước báu. Đấy, họ nói rất rõ, nói với cái ông trưởng giả Mỹ Âm ấy, thưa với ông là bây giờ chúng tôi đang trên cái hành trình này, đi về Xá Vệ để gặp ông trưởng giả cấp cô độc và nhờ ông dẫn đến gặp Phật để cho chúng tôi được tu trai giới. Nghe vậy thì trưởng giả Mỹ Âm rất vui mừng và cao hứng. Đó, và ông ta thông báo với tất cả mọi người trong dòng tộc rằng ai có thể đi cùng với tôi để thọ trì pháp trai giới bây giờ, nghe không? Và ông hoan hỉ lắm. Ngay bây giờ, ngay lúc ấy có 500 người là quyến thuộc của ông đồng thanh hưởng ứng theo ông, đi theo ông luôn. À, đây là nhân duyên bổn nguyện của họ từ thuở xưa. Tất cả đều nghiêm chỉnh ra khỏi nhà và cùng đi đến thành Phong Đức, thành Xá Vệ. Trên đường đến tinh xá Kỳ Hoàn, giữa đường họ gặp trưởng giả Thiện Thí, tức là trưởng giả cấp cô độc đấy. Tuy đã gặp nhưng lại vẫn không biết đó là ai. Thế nên họ hỏi những kẻ tùy tùng của vị trưởng giả rằng, kia là ai vậy? À, họ gặp cái đoàn của ông cấp cô độc nhưng họ không biết ông cấp cô độc là ai. À, họ hỏi mấy cái người tùy tùng là kia là ai vậy? Thế thì những người tùy tùng đáp, ông ta là trưởng giả Thiện Thí đấy, tức là trưởng giả cấp cô độc đó. Khi ấy các vị phạm trí và tất cả mọi người đều vui mừng rồi đuổi theo và nói rằng, ước nguyện cầu gặp được Ngài, mong muốn của chúng tôi sắp thành hiện thực. Và thế là họ cùng chạy tới để mong được thăm hỏi ông cấp cô độc. Họ đồng thanh ngợi khen rằng, thưa với Ngài, thần cây hết mực tán dương công đức của Ngài đấy. À, họ chuyển lại lời của ông thần cây, là chính ông thần cây tán dương công đức của Ngài, nhờ Ngài mà ông bây giờ ông được sinh làm thần cây đấy. À, nhờ Ngài, nhờ ông giúp khênh sữa hộ, rót sữa cúng dường Phật và chúng tăng hộ mà ông thần cây giờ ông cứ hết lời tán dương Ngài đấy. Lúc bấy giờ lại với lòng thành kính, họ kể rõ sự tình và nguyên nhân đến đây là hy vọng được trưởng giả dẫn làm sao họ được thọ trì pháp trai giới của Phật. Trưởng giả Thiện Thí dừng xe lại và đáp với họ rằng, điều ước mong của các ngươi thật là chí thiện. Tôn sư của tôi hiệu là Như Lai Thế Tôn và Ngài luôn hóa độ chúng sinh. Hiện giờ Đức Phật đang ở tinh xá Kỳ Viên, chúng ta hãy cùng đến đó để thân cận với Ngài. Đó, thế là ông đồng ý cho cả đoàn đi. Tất cả họ đều cung kính, vâng lời và uy nghiêm tiến về phía trước. Từ xa trông thấy Như Lai, lòng họ vui mừng khôn xiết. Tiếp đến họ cúi đầu đảnh lễ sát đất và lui xuống ngồi một bên. Sau đó tất cả quỳ gối và thưa với Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con vốn từ nhà ra đi, muốn đến ba cái ao thần để tắm gội và cầu sinh được đắc đạo. Trong lúc bị lạc đường, may nhờ có thần cây giúp đỡ và Ngài cũng trần thuật lại việc đời trước của mình. Cho nên hôm nay chúng con muốn đến đây là mong được Đức Phật giáo hóa. Đó, họ trình bày cái tâm nguyện của họ với Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nhân bởi sự tu hành của họ mà Ngài nói kệ rằng, Đức Phật mới vì họ mà nói bài kệ thế này. Lõa hình cắt râu tóc, thân luôn mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì. Đấy, Ngài của các ông lõa hình trần truồng thế này á, rồi cắt râu cắt tóc, rồi có khi họ lại không cắt râu cắt tóc, họ để râu tóc thật dài hàng mấy mét thế này, họ quấn thành một cái cục ở trên đầu rất là ghê, không tắm rửa. Đấy, cho nên Phật nói lõa hình này hay là cắt râu cắt tóc này, thân luôn mặc áo bằng cỏ, họ đan cỏ lại, họ lấy cỏ đan lại làm cái áo họ để che mưa. Tối tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì? Tất cả những việc làm của các ông như thế mà với cái tâm si mê không có chính kiến đều không có lợi ích gì cả, chỉ là làm khổ thân thể mà thôi, không có được quả báo tốt đẹp, chỉ là hành thân hoại thể một cách cực đoan vô ích, không có lợi ích. Không phạt phóng hỏa giết, cũng không cầu chiến thắng,
nhân ái khắp thiên hạ, nơi đến chẳng hận thù. Phật dạy tiếp, không hình phạt, không phóng hỏa, không giết hại, tức là không có những cái hình phạt hà khắc đối với chúng sinh, đánh đập chúng sinh, không phóng hỏa, đốt giết chúng sinh, nghe không? Để cho những ai mà đốt rừng á, mà vô căn và gọi là vô cớ đốt rừng á, đều có tội nặng lắm thưa đại chúng. Bao nhiêu con vật nó bị chết cháy ở trong rừng á, phóng hỏa, thiêu đốt hay là giết hại chúng sinh, giống như cái lễ tế của dân Hindu Nepal ấy. Cũng không cầu chiến thắng, cái người biết tu đạo không mong cầu mình phải thắng ai, mà chỉ mong cầu mình thắng mình, nghe không? Thắng được chính mình, chứ không mong cầu phải tranh đua, đấu tranh với ai, giành thắng với ai. Người đệ tử Phật không có cái tâm đấy, không có cái tâm tranh đấu, ác hại nhau như thế. Nhân ái khắp thiên hạ, và người mà có đạo đức biết tu thì phải sống với cái tâm nhân ái, và nhân ái với khắp cả muôn loài, cả thiên hạ. Nơi đến chẳng có hận thù, đi đến đâu chẳng mang hận thù đến đó, nghe không? Cho nên đệ tử của Phật chúng ta đi đến đâu là mang bình an, mang hạnh phúc đến đó, mang cái an bình, cái hòa hợp đến đó. Chúng ta không đi, không mang những cái tranh đấu, mang những cái phe phái, mang những cái hận thù đến với nhau. Đệ tử Phật phải là như vậy. Cho nên Thầy rất mong các đạo tràng, các câu lạc bộ của chùa chúng ta cũng phải với cái tinh thần này. Lục hòa đấy, hòa hợp đến đâu là hòa hợp, là an vui. Có lục hòa mới có an vui. Hôm trước có cái bài hát Phật tử Phạm Thị Yến sáng tác rất hay. Có lục hòa thì có an vui. Và có tu hành thì mới có giải thoát. Đấy, phải có lục hòa, hòa hợp, nghe không? Cái đó. Đó. Thì ở đây Đức Phật cũng dạy thế, người đệ tử Phật với tâm nhân ái với tất cả chúng sinh, đi đến đâu cũng không có đem hận thù đến, mà đem bình an, đem yêu thương đến với tất cả. Khi nghe kể xong thì 500 vị phạm trí rất vui mừng. Sau đó họ xin làm đệ tử và tu hành đắc quả A-la-hán. Còn trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc cũng được pháp nhãn thanh tịnh, đắc được pháp nhãn. 500 vị phạm trí này sau đó xin xuất ra và họ tu rất nhanh chóng, đắc quả A-la-hán. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên Thầy nói ngoài đạo á, ngoài đạo ngày xưa họ rất khổ tu, cái trí tu của họ rất là cao. Cho nên đến khi họ gặp được chính pháp thì họ đắc đạo rất là nhanh. Cho nên chưa tăng trưởng mình gì thì gì cũng phải khổ tu. Đấy, cho nên tại sao Thầy nói thời nay mà không tu gọi là đầu đà, không khổ hạnh một chút thì không thể nào vào đạo được. Phải có đầu đà một chút. Nên chưa tăng trưởng mình hiện nay là đang thực hiện các cái hạnh đầu đà. Không phải hết 13 hạnh đầu đà cũng phải được 10, 11 hạnh đầu đà rồi. Phải có đầu đà mới có thể vào đạo được. Cho nên tại sao ngoại đạo người ta khổ hạnh dữ lắm. Lúc người ta gặp được Phật Pháp chân chính, người ta đắc đạo rất nhanh vì người ta đã được cái trí, được cái nhẫn rồi. Được cái ý chí, được cái sức nhẫn nhục, chịu đựng tất cả những cái đấy là sức mạnh để người ta vào đạo. Nào? Cũng giống như cái xe nó đã khỏe rồi. Trước đây nó đi cái con đường lệch, bây giờ nó về con đường chính nó cũng sẽ đi khỏe, đi nhanh như vậy đó. Đó, cũng thế. Nên cái sự tinh tấn, cái sự nhẫn nhục của chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta là lợi ích. Lợi ích, nhưng bây giờ chúng ta đi đúng chính đạo thì tiến đạo rất là nhanh. Thế còn trưởng giả Mỹ Âm và 500 quyến thuộc của ông thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là cũng vào quả sơ quả Tu Đà Hoàn đấy thưa đại chúng. Bây giờ các tỳ kheo mới bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa 500 vị phạm trí cùng trưởng giả Mỹ Âm và quyến thuộc đã tu công đức gì mà mau được đắc đạo như thế? Các tỳ kheo thường hay hỏi Phật, tôi thấy sự kiện gì lạ này, con bạch Thế Tôn, cái chuyện ấy là thế nào ạ? Nhân duyên nó là thế nào? Đấy, đại chúng thấy hay không? Đấy, có Phật rất là sướng. Cái gì mình không hiểu, không biết lên bạch Phật, Phật chỉ cho hết. Đức Thế Tôn mới dạy thế này, Ngài mới nói nhân duyên tiền kiếp của 500 vị phạm trí này và ông trưởng giả Mỹ Âm cũng như 500 quyến thuộc của ông trong tiền kiếp có cái duyên thế này. Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, bấy giờ ở thế gian có Đức Phật hiệu là Ẩm Quang. Ẩm Quang tức là Phật Ca Diếp đấy. Phật Ca Diếp là Phật thành Phật trước Đức Phật Thích Ca. Phật Ca Diếp xong rồi đến Phật Thích Ca. Khi ấy, Ngài thuyết pháp cho các đệ tử về đời ác năm trược ở vị lai. Thì các vị phạm trí, lúc ấy có các vị phạm trí, ông trưởng giả và hàng quyến thuộc cả thảy 1.000 người, họ đồng phát nguyện rằng,
chúng con nguyện sẽ thấy Đức Phật năng nhân tịch mạc. Đó. Lúc ấy Đức Phật Ca Diếp có nói rằng trong tương lai, về lâu xa, về sau sẽ có Đức Phật hiệu là năng nhân tịch mạc, chính là Phật Thích Ca đấy. Thích Ca Mâu Ni chính là dịch ra nghĩa là năng nhân tịch mạc. Sẽ có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ra đời. Nghe không? Đấy, thế thì 1.000 cái vị phạm trí đang nghe Phật Ca Diếp thuyết pháp mới phát nguyện rằng chúng con xin phát nguyện sau này sẽ gặp Phật Thích Ca. Nghe không? 1.000 vị thì trong đó có 500 vị là phạm trí và 500 vị sau này của ông trưởng giả Mỹ Âm đấy. Và Đức Phật mới nói, Phật Thích Ca nói này, các vị phạm trí thuở đó nay cũng chính là các vị 500 vị phạm trí đây. Ông trưởng giả Mỹ Âm này và hàng quyến thuộc thuở đó nay cũng chính là trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc hiện nay. Cái ông trưởng giả kiếp đó bây giờ là ông Mỹ Âm. Do bởi nhân duyên đó mà khi họ thấy ta thì liền được khai ngộ đắc đạo. À, lúc bấy giờ các tỳ kheo hoan hỷ đảnh lễ và phụng hành lời Phật dạy. Thế bài kinh này dừng ở chỗ này. Thế này chúng thấy Đức Phật á, Ngài với tất cả trí tuệ của Ngài, cái tuệ nhãn của Ngài, Ngài thấy hết. À, thiên nhãn của Ngài cũng thấy hết. Ngài nói rõ nhân duyên. À, Ngài khớp lại từ người xưa cho đến người nay. Cho nên chúng ta nhớ là cái duyên từ kiếp xưa đến duyên kiếp này á, nếu không có sự tu tập gì thì nó gần như giống như trùng lặp trở lại đấy. Và đại chúng thường thấy nó cứ 500 kiếp, cái chu kỳ 500 kiếp rất thường hay lặp lại. 500 kiếp. Có những người đọa, 500 kiếp làm chó, 500 kiếp làm chồn. Nó cứ thường như vậy thưa đại chúng. Đấy, rồi đến khi nào chúng ta gặp một cái duyên chúng ta tu tập nó chuyển hóa mới chuyển cái kiếp được. Đó. Thế thì từ thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca là bao nhiêu triệu năm? Và 1.000 con người này luân hồi bao nhiêu thăng trầm rồi. Nhưng do cái nguyện thuở xưa được gặp Phật Thích Ca thì đến bây giờ họ đủ duyên để được gặp Phật Thích Ca. Và gặp Phật Thích Ca họ được đắc đạo. Thì từ cái nhân kiếp xưa họ đã nghe pháp của Phật Ca Diếp rồi. Đấy đại chúng thấy, nếu họ không có cái duyên mà nghe pháp Phật Ca Diếp thì làm sao bây giờ họ có cái duyên gặp Phật Thích Ca để mà đắc đạo được. Thế cho nên chúng ta nhớ cái duyên học pháp này, rồi thực hành pháp, nghe pháp thực hành pháp rất là quý nha. Thế thì qua bài kinh này, ở đây thầy cũng muốn nói với đại chúng là để chúng ta thấy được cái gì, cái giá trị, cái ý nghĩa to lớn của cái việc chúng ta tu tập. Đối với Phật tử tại gia là tu tập bát quan trai giới. Nên tại sao khi các Phật tử muốn giải nghiệp, chuyển hóa cái ác nghiệp của mình thì các thầy đều hướng dẫn các Phật tử nên thọ bát quan trai giới để tu tập. Vì công đức phước báu của bát quan trai giới rất là lớn, không phải nhỏ. Tuy tu tập có một ngày một đêm thôi nhưng mà công đức phước báu rất lớn. Trước đây thầy đã giảng cái bài về ngã quỷ Nandaka này, rồi đến cái bài kinh này cũng nói về công đức của bát quan trai giới. Rồi bài kinh nữa là vợ của vua Ba Tư Nặc, bà Mạt Lợi Phu Nhân cũng do công đức thọ bát quan trai giới mà được những cái phước báu rất đặc biệt. Nghe không? Chân quý Phật tử chúng ta phải tinh tấn tu tập nhé. Phật tử tại gia, bát quan trai giới là dành cho Phật tử tại gia. Đây là đặc ân của Phật dành cho chúng ta. Chúng ta đừng đánh mất cái đặc ân này. Nghe không? Những ngày tu bát quan trai giới đừng bỏ tu tập. Nghe không? Công đức phước báu rất lớn. Cuộc đời này thì ngắn ngủi, thoáng qua rất là nhanh. À, mà chúng ta tích lũy được mấy phước, nếu cứ chỉ lăn lộn không ở đời mà thì chẳng có được phước báu đâu thưa đại chúng. Đa phần chúng ta tạo ác nghiệp để rồi đọa đấy, chết rồi là đọa. Còn có được cái ngày bát quan trai giới nó cứu vớt chúng ta thôi thưa đại chúng. Các Phật tử chưa đủ duyên phước để đi xuất gia thì Phật còn cho một cái bè này á, là 8 cái cây chuối kết lại đấy, là 8 giới đấy, nghe không? Để bám vào mà qua được cái biển khổ sinh tử đấy. Thì đừng bỏ mất nhá, cái công đức của bát trai giới rất là lớn, rất quý. Và ở đây Đức Phật cũng lại nói rõ là các cái việc cúng tế sai pháp, không đúng pháp đều không lợi ích. Nghe không? Các cái đàn lễ sai pháp vào hình nhân thế mạng, sát sinh cúng tế đều là sai pháp, chỉ thêm tai họa mà thôi. Cho nên Phật tử chúng ta phải đinh ninh chắc chắn cái điều này. Nghe không? Tại sao chùa mình cúng là cúng chay tịnh, không có sát hại sinh vật.
Đó, đấy. Và chúng ta có lễ hồi hướng cho chư thiên, cho quỷ thần, là cho họ thêm phước báu, và họ có phước báu, họ cũng có những cái gia trì, gia hộ cho chúng ta. À, chứ còn chúng ta sát sinh để cúng tế, chúng ta chịu những quả báo không tốt. Đấy là ác pháp, chứ không phải là thiện pháp. Nhá, để chúng hiểu. Thế thì qua cái bài kinh này, một lần nữa, Thầy nói lên cái sự quý báu của pháp, của giới pháp bát quan trai, để các Phật tử hiểu được nó, không xem thường. Thầy nói là còn cái pháp này để cứu chúng ta đấy. Chúng ta đang lênh đênh ở biển mà Phật thả cho mình một cái bè. Cái bè có 8 cái cây chuối kết lại, đấy là 8 giới đấy. Đúng không? Chúng ta phải bám chặt cái bè này, leo lên cái bè này mà bơi chứ. Và cột cho nó chặt và đừng để mất cái cây chuối nào. Đấy, cái ông này ông đánh mất một cây chuối do bà vợ, bà ác quá, bà càm nhàm, thế là ông phạm cho nó, ông thiệt, ông không được sinh lên trời. Ông chỉ làm chư thần cây thôi mà ông cũng còn phước lớn như vậy. Một lúc ông cho 500 vị ăn thoải mái no lê, nghe không? Không cho được. Đấy. Thế thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta hiểu được cái nhân duyên này để chúng ta tinh tấn thực hành cho nó trọn vẹn. Giới pháp mới là hơn tất cả. Cúng tế sai pháp, cúng tế tà kiến không được lợi ích gì, dù là có tốn tiền bao nhiêu, chỉ là tổn phước báu. Thế còn tu tập bát quan trai giới, chúng ta thực hành giới pháp của Phật, làm phúc đúng ruộng phúc báu, cái đấy là phúc báu thật đấy nhé. Thì Thầy chúc toàn thể đại chúng, cho chúng ta tăng ni và các Phật tử, đặc biệt là các Phật tử tinh tấn tu hành, nhất là trong lúc đang dịch giã thế này, chúng ta càng phải tu cho chúng ta tiêu nghiệp và tăng phước báu lên nhé. Đại chúng tinh tấn nhé. Câu hỏi từ bạn Tuyết Thu hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc xin Thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm, hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa, bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin Thầy giải thích giúp cho con, có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Tuyết Thu hỏi câu này. Các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái chuyện này không? Đấy, đấy, đúng rồi. Thế thì Thầy xin trả lời bạn Tuyết Thu và đại chúng thế này nha. Đúng là Thầy thì Thầy cũng có nghe cái lúc ở nhà Thầy cũng nghe cái chuyện này rồi. Các cụ bảo thế, không được rửa đũa cả nắm như thế. Trước khi ăn là lấy đũa, gõ bát, gõ đĩa, ầm ĩ lên là không được. Ma nó vào nhà. Đấy. Thế thì cái này á, Thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ, thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật á. Trong oai nghi của các Thầy ở chùa, thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó, là không được gõ bát đũa. Và trong cái giới cấm ăn phi thời á, là không ăn chiều, tức là không ăn buổi chiều của chư Tăng á. Thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á, mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy, mà vác bát, vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khua đũa, khua bát ấy, thì ma đói, quỷ đói nó sẽ rất khổ. Vì quỷ đói ấy, khi mà nghe tiếng khua bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên, hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt, nó rất là khổ. Nó không ăn được. Khua bát, khua đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn. Nó tưởng là nó sắp được đi ăn, nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì. Và nó không ăn được, cho nên nó rất khổ. Cho nên trong chùa ấy, trong giới luật các Thầy thì chư Tăng mới không khua bát đũa, không ăn chiều là như vậy đấy. Thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong Phật Pháp mà thế gian họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Đấy, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn của chư thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối, buổi chiều, buổi tối là ăn của ngã quỷ, của ma đói, ma khát.
Đấy. Cho nên bây giờ thì nhiều người ta cũng thực hiện là buổi tối, buổi chiều ta ăn rất ít. Đấy. Như các thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm. Nghe không? Có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi, không có khô bát, khô đũa gì cả. Đấy. Đấy. Thế chỉ ăn bữa chính, buổi trưa là chính thôi. Thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong Phật Pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày. Thầy biết rằng, tất nhiên đại chúng biết, trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa, ta gõ vào bát, vào đĩa thì nó có hay không? Nó chẳng hay tí nào. Nó thể hiện cái việc giống như mình đang háu đói lắm đây này, rất đói rồi, đói lắm rồi. Phải, không? Phải mắm ngay, phải ăn ngay. Nó thể hiện như thế thì nó không hay, nó không đẹp. Mặc dù là gõ bát, gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng, có nhiều nơi người ta dùng nhạc bát, nhạc đũa đấy. Thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á. Còn trong bữa cơm thì mình cầm bát thì mình gõ leng keng, đũa leng keng, nó không hay. Thế cho nên là các cụ chúng ta dạy chúng ta tránh. Cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà Phật. Nghe không? Khi chúng ta ăn chiều, ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng, không nên khô bát, khô đũa. Nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ, khiến cho nó bị khổ, nó thiêu đốt. Mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình, vong linh người thân nhà mình ở đấy. Đó. Thế rồi, bạn ấy nói là cái việc cắm cái đôi đũa vào bát cơm, các cụ cũng bảo kiêng. Thì chúng ta thấy trong đám ma đấy, đám tang ấy mà, thường ai cũng thế, những đám tang của thường dân ở nhà, bao giờ cũng có bát cơm cúng, cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy. Thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm, ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì nó trông nó giống như cái bát cơm cúng ấy. Các cụ kiêng. Nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại. Thế rồi rửa đũa, rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm. Thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm. Tức là nói là cái người này là không có cẩn trọng, không có kỹ càng, không có cái tâm mà kính trọng. Cho nên là cái gì cái vơ đũa cả nắm, các cụ dạy ngại cái từ đấy. Cho nên dặn con dặn cháu, đừng vơ đũa cả nắm, rửa cả bó như thế. Muốn rửa kỹ càng từng cái. Thế đấy, thì Thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái vấn đề, cái chuyện này, nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ. Nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy thế nào? Cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay thì ta theo, cái gì không đúng thì ta bỏ. Nghe không? Cái việc mà khô đũa, khô bát, leng keng thì Thầy nghĩ là không nên, nó không đẹp chút nào. Chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế nha. Còn đi đâu biểu diễn nhạc bát, nhạc đũa thì khua thoải mái. Còn trong bữa cơm không nên như thế, nó không hay. Trừ trẻ con, trẻ con nó đói thì nó cứ gõ bát, gõ đũa ầm ĩ lên. Cái đó không nói, nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy. Nha. Còn cái việc rửa đũa mà rửa cả bó đấy thì Thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả. Nó không ảnh hưởng, không sao hết. Nha. Cho nên cái đó là chúng ta có thể làm được. Đấy. Bây giờ nó có máy rửa bát, rửa đũa đấy. Chứ cho cả đống đũa vào máy nó sục cho một lúc là sạch hết. Thế thì cái đó, nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm. Nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu. Cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường. Có phải không ạ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy nhé, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng. Nó không có đúng sự thật. Chỉ trừ duy nhất một cái việc chúng ta gõ bát gõ đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh, là những cái loài ma đói, quỷ đói. Họ có thể là họ bị khổ, nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về. Nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về, không phải vì thế mà gọi họ về. Nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta, khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy, nhất là vào buổi chiều, thì họ bị thiêu đốt, họ bị khổ. Cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé, chúng ta tránh cái đấy đi. Thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát, Thầy nghĩ đến nó không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có làm cũng không sao. Mà đấy, cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm thì nghỉ tí. Không sao cả. Không sao nhé. Thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy. Cây, nhất là cây lớn, là thường là có thần. Mà có thể Thầy khẳng định là cây lớn nào cũng có thần hết đấy, chứ không phải không đâu. Chúng ta chớ xem thường. Tại sao mà nhiều nước họ rất quý cây? Ở Ấn Độ, đặc biệt là dân Ấn Độ, họ quý trọng cây cối vô cùng. Thầy sang đấy có nhiều con đường, họ nắn cả con đường đi để tránh một cái cây.
Vậy đấy, cả một con đường nắn đi mất biết bao nhiêu tiền, nhưng vì cái cây này nó cổ thụ lâu năm rồi, họ rất quý, giữ lại cái cây đó. Cho nên ở Ấn Độ có thể nói là một cái đất nước rất nhiều cây xanh, và trong thành phố New Delhi của họ rất là đẹp, cây cối xanh mướt, thích lắm, như nó cũng vào trong thành phố cũng giống như rừng vậy đó, rất là đẹp, họ quý cái cây lắm. Có lẽ là vì từ trong truyền thống họ đã hiểu được rằng, từ các tôn giáo nói cho họ rằng cây cối có thần linh, cho nên họ rất là quý cây cối. Chính Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế đấy. Đáng nhẽ mà Ngài không có bát cháo sữa là Ngài có khi chết mất rồi. Lúc ấy Ngài đã đói lả và có lẽ là sắp chết rồi đấy. Thế thì Ngài hôm nay Ngài ngồi ở dưới cái gốc cây, một gốc cây ở gần cái sông Ni Liên Thuyền ấy. Thì cái cô Sujata, người ta gọi là cái cô gái chăn dê đấy. Cô trước đó cô có cái nguyện là nếu mà cô sinh được con trai, cô ra lễ ở cái gốc cây đó, cô cầu nguyện là cho con, cầu nguyện cái vị thần cây đấy là cầu cho con là sinh được con trai thì con sẽ ra con lễ tạ. Thế mà quả nhiên về sau đó thì cô sinh được cậu con trai. Thế là cô sung sướng lắm, giờ con cái cứng cáp là cô làm một cái lễ ra để cô lễ tạ ông thần cây. Thì ai ngờ đâu là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta đúng cái hôm ấy là ngồi ở gốc cây đấy, bảo mà đang sắp sửa chết gục rồi. Lúc ấy Ngài vừa mới rời tu khổ hạnh ở trên rừng, dùng khổ hạnh ra xuống. Thế thì cô ấy đến nơi thì nhìn thấy một cái vị mà mình mẩy xương sầu dơ, xương sườn xương vè dơ ra hết, ngồi dưới gốc cây. Cô lại nghĩ là ông thần cây, nghe không? Hiện ra. Đấy. Thế là cô mang sữa, mang cháo các thứ, cô dâng lên cúng cho Ngài. Thế Ngài nhờ thọ cái bát cháo sữa đấy mà Ngài khỏe trở lại, chứ không là chết rồi đấy, thưa đại chúng. Lúc ấy là kề cận cái chết rồi đấy. Khổ hạnh đến nỗi mà như vậy chỉ còn da bọc xương thôi. Từ một thái tử rất là vạm vỡ, trai tráng mà cuối cùng trở thành một bộ xương, thì đại chúng thấy Ngài khổ hạnh như thế nào. Đấy. Và sau khi mà được thọ bát cháo sữa thì cơ thể nó bắt đầu nó nhuận trở lại, nó có sức lực. Và từ đó Ngài biết, à, như vậy là khổ hạnh cực đoan là không giải quyết được vấn đề gì. Không thể nào đi đến giác ngộ trong một cái thân thể tiều tụy, bệnh hoạn thế này. Phải là một cái thân thể khỏe mạnh, lành mạnh mới có thể đi đến giác ngộ được. Và từ đó Ngài mới phát minh ra cái việc, cái con đường trung đạo trong việc tu tập để đạt được giác ngộ. Đó. Thế thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nhé. Họ, cái người xưa đấy, tâm cầu đạo của họ rất là tha thiết. Và họ có nhiều cái lòng tin, tin tưởng tất cả các vật nó đều có những cái linh ở trong đó, nhất là cây cối, cây lớn là có thần linh. Chúng ta cũng nên tin cái điều này, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất rõ, không phải là xem thường nhé. Trong ở nơi nào có những cái cây cối lớn, ta cũng rất là tôn trọng, có những thần linh, những cái vong linh họ nương ngã ở đó, ta không xem thường, không xem thường. Và cũng từ đó để chúng ta có cái ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối, bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối. Vì thực sự cây cối góp phần rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, nó được lành mạnh. Đấy. Các thầy ở trong rừng sống ngủ dưới gốc cây thấy rất là lành, rất là khỏe, nó rất là hay. Giữa con người nó với thiên nhiên nó gắn bó với nhau. Bây giờ cái vị thần cây này mới hiện ra hình người và hỏi các vị phạm trí rằng: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi về đâu? Đó, cái vị thần cây này hỏi như vậy. Này, chúng thấy nếu chúng ta gặp vị thần như này chúng ta có sợ không? Chắc là cũng sợ đúng không? Sợ. Cũng có những vị khi nghe biết tin Thầy nói là Thầy với Chư Tăng tu tập ở trong rừng thì cũng hỏi Thầy là thế Thầy trong rừng Thầy có gặp ma quỷ gì không? Thầy bảo có gặp chứ sao không gặp? Nghe không? Đấy. Thời xưa Chư Tăng tu trong rừng gặp ma quỷ là thường xuyên đấy mà. Chư Tăng như mình ở trong rừng cũng thế. Nghe không? Gặp đấy chứ không thì không gặp đâu. Nha. Thì các vị phạm trí đồng thanh đáp rằng: chúng tôi muốn đến cái ao thần để tắm gội,
và hy vọng sẽ đắc được đạo. Nhưng bây giờ rất là đói và rất khát, sắp chết mất, xin Ngài hãy xót thương cứu giúp chúng tôi. Đó. Những cái người này, Thầy nghĩ thế này, tại sao họ không có cái cảm giác là sợ, nếu thấy ông Thần hiện ra sợ? Vì có lẽ cái tín ngưỡng của người ta đã nhiều đời, nhiều năm rồi. Họ tin rằng cây cối có thần, và ông này có hiện ra thì cũng là ông thần, thì họ cũng là quen rồi. Và dân mình mà gặp ma hay gặp quỷ, gặp thần là hết vía luôn, làm gì mà dám hỏi nói chuyện với nhau, nghe không? Thế đây thì họ, thứ nhất là họ đông 500 người họ cũng không sợ, thứ hai là họ cũng quen rồi, quen là ở cây là có thần, chắc ông này là ông thần thôi. Ông thần thì cũng giống mình thôi, nghe không? Không có gì phải sợ lắm cả, là một cõi thôi, nghe không? Thế cho nên họ mới đề đạt ngay, chúng tôi là muốn đến cái ao thần tắm gội để cầu mong đắc đạo, nhưng bây giờ thì rất đói, rất khát và sắp chết rồi. Xin Ngài hãy thương xót cứu giúp chúng tôi, nghe không? Khi ấy vị thần cây liền nhấc tay lên, thì hàng trăm món ăn liền từ trong tay của ông ta tuôn ra, và để cung cấp thức ăn cho mọi người, và ai nấy đều được ăn uống no đủ. Ông mới nhấc cái tay lên một cái thì giống như các cái diễn viên gọi là ảo thuật ấy, các ảo thuật gia ấy. Nhấc tay lên cái là từ trong ống tay của ông là các thức ăn là tuôn ra, hàng trăm món ăn tuôn ra. Thế là 500 vị này ăn uống thỏa thê, no đủ. Việt Nam mình ngày xưa có câu chuyện cái niêu cơm của Thạch Sanh, nghe không? Cứ đào cơm ra bao nhiêu cũng không hết, ăn bao nhiêu không hết, nghe không? Niêu cơm thần. Còn cái ông thần cây này, ông giơ tay nên cái là từ trong cái ống tay của ông, áo của ông là thức ăn nên nó tuôn ra. Tuôn ra mà 500 người ăn, đại chúng thấy mà ăn no nê. À, giống như chùa mình ấy, ngày hồi xuân mà ngày nào 400-500 tăng ni Phật tử ăn, cả một bàn bếp phục vụ rất vất vả. Đây thì mình ông thần ông giơ tay cái là có đủ hết, nghe không? Thức ăn thức uống đầy đủ, nước uống đầy đủ. Về phần ẩm thực còn dư thì cũng đủ để cho 500 vị phạm trí mang theo làm tư lương đi trên đường. Nhờ ăn thì còn dư, và ông cho cả đồ dư để mang đi nữa. Đấy, đại chúng thấy hay không? Gặp thần như thế có hay không? Rất hay. Chúng ta thì gặp ma, gặp quỷ thì chúng ta sợ. Người dân Việt Nam mình nghe gặp thần thì vẫn thích, vì nghĩ thần họ không hại. À, ông thần, ông ấy tốt. Còn những con ma, con quỷ thì chúng ta mới sợ. Còn ông thần thì không sợ lắm. Nhưng mà cũng thưa đại chúng, theo cái giáo lý nhà Phật mình ấy, thì có những cái loại thần họ cũng dữ lắm, chứ không phải không, không? Họ cũng ác hại, gọi là ác thần, chứ không phải thần nào cũng tốt cả đâu. Lúc sắp từ biệt ra đi, họ đến bên vị thần cây và hỏi rằng ăn uống no đủ, gói ghém tư lương chuẩn bị lên đường. Bây giờ ra chào để tạm biệt ông thần cây, cũng rất là đàng hoàng. Cho đại chúng sau này có gặp thần thì cũng cứ bình thường như thế, đừng sợ gì cả nhé. Cứ ra hỏi ông bình thường. Thực sự mình không có cái ác nghiệp gì thì họ không hại mình đâu. Mình nhớ mình phải có ác nghiệp. Thế họ đến hỏi ông thần cây rằng thế này: xưa Ngài tu hành công đức gì mà được bay thần như thế? Đấy, họ hỏi thế. Thưa với Ngài, thưa cái vị thọ thần, thưa với thọ thần, ngày xưa Ngài tu cái gì, Ngài làm công đức gì mà Ngài được cái oai lực như thế? Giơ tay ra một cái là 500 đứa chúng tôi ăn no nê, nghe không? Mà lại còn thừa để mang đi thế này. Chúng tôi thì thật sự là vất vả, nghe không? Ngài tu cái gì mà hay thế? Vị thần cây mới trả lời các phạm trí rằng: xưa kia tôi vốn là người ở trong thành Phong Đức. Ngày xưa trước khi tôi làm thần này, tôi là người ở thành Phong Đức, tức là thành Xá Vệ. Bây giờ ở trong nước có một vị đại thần tên là Thiện Thí. Ở đây họ dịch là Thiện Thí, chính là ông trưởng giả cấp cô độc đấy. Cũng còn gọi là ông Tu Đạt, hay là trưởng giả cấp cô độc. Ở đây người ta gọi là Thiện Thí. Thiện Thí tức là người này khéo bố thí, nghe không? Khéo biết bố thí. Ông bố thí cho tất cả những ai đói khát cùng khổ đến là ông bố thí cho hết. Đó. Có một vị đại thần tên là Thiện Thí chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng Phật và chư Tăng. Ông chuẩn bị dọn đồ ăn ra để cúng Phật và chư Tăng. Ông cấp cô độc ấy, thưa đại chúng, là ông thường xuyên thỉnh Phật và hàng ngàn chúng Tăng
đến nhà ông ấy thọ thực ở tinh xá Kỳ Hoàn này á, lúc nào cũng thường trực là có 1.250 vị tỳ kheo bên cạnh Đức Phật đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên đi đâu thường là đi cả tăng đoàn. Đấy, tất nhiên cũng có nhà người ta không đủ thì người ta xin thỉnh cúng một vị tăng, hai vị tăng hoặc thỉnh Đức Phật. Còn có những nhà có điều kiện họ thỉnh là thỉnh cả Phật và tăng đoàn, 1.000 mấy trăm vị cùng đến nhà, đại chúng thấy sẽ vàng rực cả nhà lên đấy, không? Đó. Thế thì hôm nay ấy, đúng cái ngày là ông cấp cô độc ông ấy thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Thì khi chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng dường Phật và chư tăng, khi ấy ngài tức là ông cấp cô độc đấy đi đến chợ mua sữa đặc nhưng thiếu người mang về. Đấy, đi đến chợ để mua sữa đặc về để cúng dường nhưng mà không đủ người mang sữa về, quá nhiều. Và cúng dường cho 1.000 mấy trăm vị này thì biết bao nhiêu sữa, thưa đại chúng. Mình cứ tính mỗi cụ uống độ 1/3 lít đi, à, là cũng phải là mấy trăm, bao nhiêu trăm lít sữa rồi. Đó. Thì không có người mang về. Thế là ngài nhìn xung quanh và nhìn thấy tôi, rồi nhờ tôi mang phủ sữa đến tinh xá và bảo tôi rót sữa ra để cúng dường lên Phật và chúng tăng. Khi đã thọ trai và rửa tay xong, mọi người chú tâm nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Tức là ông cấp cô độc khi ông đi ra chợ để ông mua sữa về để cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng, thì do sữa nhiều quá nên không đủ người để khênh về. Ông nhìn quanh nhìn quất lại thấy cái ông này ông đang luẩn quẩn ở đấy, không biết ông đi đâu làm gì. Thế lại nhờ ông mà thôi, ông giúp tôi mang hộ tôi sữa này về tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Thế là ông này nhất trí khênh, hoan hỉ khênh sữa về. Khênh về lại được ông cấp cô độc bảo thế ông đi rót sữa đi, rót sữa cúng dường cho Phật và chư tăng đi. Chắc là chỉ được rót sữa đến chư tăng thôi. Đó, đại chúng nha, tức là hầu cận Đức Phật và chúng tăng. Rót sữa đấy cũng giống như Phật tử nhà mình này đi rót nước cúng dường quý thầy, phải không? À, hay là chư tăng đi khất thực á, về thì biết múc nước để rửa chân, trải khăn để cho các ngài chùi chân, đều là những việc phước báu đấy, nghe không? Thì tất cả sau khi mà làm các nghi lễ cúng dường Phật chúng tăng xong rồi, ngài thọ thực xong và ngài thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thường lệ của chư Phật là như thế, sau khi thọ thực bao giờ ngài cũng có một thời pháp ngắn để chúc phúc cho thí chủ cúng dường. Đấy. Và ở đây thì cả chư tăng cũng được nghe. Thì tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Thì chúng ta đấy được nghe Phật thuyết pháp, ai cũng sẽ hoan hỷ. Buồn mấy chán đời đến mấy thì nghe Phật thuyết pháp xong cũng hoan hỷ, hết buồn, hết chán đời. Nghe không? Có người nào muốn đi tự tử mà gặp Phật thuyết pháp xong nó hết muốn đi tự tử. Nghe không? Mà lúc này là muốn tu. Chúng ta thấy hay như vậy đó. Ngay như vậy đó. Lúc đó tôi cũng xin được thọ 8 giới bát quan trai, và khi về nhà tôi cũng không ăn tối. Thế này chúng biết rồi, 8 giới bát quan trai của chúng ta, nghe không? Một là không gì? Không sát sinh trong cái ngày bát quan trai. Hai là không trộm cắp. Ba là gì? Là không gì? Tà dâm phải không? Tà dâm đúng không? Không đúng đúng không? Ba là không dâm dục. Đấy, chúng ta nhớ nhé, không là nhầm. Cái giới không tà dâm là của ngũ giới, và ngũ giới là rũ trọn đời. Đấy, còn cái giới bát quan trai của ngày bát quan trai là không dâm dục trong một ngày một đêm. Nhớ như thế cho thầy, nó chỉ khác thế thôi. Giới thứ ba là không dâm dục. Giới thứ tư là không nói dối. À, giới thứ năm là không say sưa nghiện ngập, không uống rượu, không ma túy xỉ ke, thuốc lào, thuốc lá, ăn trầu, ăn chiếc gì, cái ngày hôm là những cái thứ gây nghiện là không dính mắc, không cờ bạc, không game ghiếc gì cả. Đấy, nghe không? Giới thứ sáu là gì? Là không trang điểm, son phấn, đeo vông tai, vòng ngọc, rồi là đánh phấn, bôi son, sức nước hoa, các thứ, nghe không? Không mặc quần áo đẹp đẽ, diêm dúa ngày hôm đấy, rồi không nghe ca múa hát sướng, không tự mình ca múa hát sướng mà cũng không nghe xem phim ảnh ca nhạc ngày hôm đó. Đấy. Giới thứ bảy là không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Đặc biệt là cái giới thứ tám nó là
bản thể của ngày trai giới đấy, nó rất quan trọng. Nếu thiếu cái giới thứ 8 này không gọi là ngày trai giới đâu, thưa đại chúng, chưa trọn vẹn. Giới thứ 8 rất quan trọng là không ăn phi thời, tức là sau giờ ngọ không ăn nữa. Không ăn nữa, các Phật tử thì có thể được uống nước cháo, nước đường, nước mía gì đó, nhưng không ăn, tức là không có cái việc mình nhai. Và đó, cái giới thứ 8 là không ăn phi thời. Chính vì thế thì cái vị này đó, cái vị này sau khi mà giúp ông cấp cô độc khênh sữa về tinh xá, rồi được rót sữa cúng Phật và chúng tăng, rồi lại được nghe pháp, ông hoan hỷ và ông cũng phát tâm xin thọ bát quan trai giới. Và trong giới bát quan trai ấy là không ăn tối, không ăn chiều và ăn tối. Thế sau khi thọ giới xong thì ông về nhà, đại chúng ạ, về nhà thì tối hôm ấy ông cũng không ăn tối. Đấy, ông mới nói là và khi về nhà tôi cũng không ăn tối nha, không ăn tối. Thì khi mà ông không ăn tối thế thì đại chúng thấy thế nào? Khi ấy bà vợ tôi kinh ngạc và hỏi rằng bà vợ này, vợ của ông ấy, ô sao hôm nay ông lại nhịn ăn, không ăn tối, có vấn đề gì chăng? Thực sự thế này, chúng thói quen chúng ta ở tại gia cơm ăn ngày 3 bữa 4 bữa thành là thường rồi. Bây giờ một người chỉ đột ngột tối hôm không ăn đây là nhà nghĩ là có chuyện gì rồi, hay là con tối hôm ấy nó bỏ ăn, hay là nó lại buồn lại giận, hay là chuyện gì rồi, nghe không? Đấy, thế này chúng không ăn tối, nhất là ông này là chủ nhà mà đùng đùng hôm nay lại không ăn tối, phải có lý do gì. Trên bà vợ thì bà rất ngạc nhiên luôn, ở đây gọi là kinh ngạc, sao hôm nay ông lại không ăn tối, nghe không? Sao hôm nay bỏ ăn đấy, hay làm sao rồi, nghe không? Hay là tương tư cô nào rồi? Đấy, thế đại chúng, nhiều chuyện nó đặt ra. Thế thì bà mới hỏi, thế anh giận gì mà lại không ăn? Đấy, lại hỏi là giận gì tôi, hay là giận gì ai, hay chuyện gì mà lại không ăn, tra vấn cho bằng ra lý do vì sao không ăn tối. Thì tôi mới trả lời vợ tôi, không có giận gì hết. Hôm nay anh đến chợ và thấy trưởng giả thiền thí mua thức ăn để cúng dường Phật và chư tăng ở tinh xá. Anh đã phụ giúp mang ẩm thực đến tinh xá và nhân đó đã thọ 8 giới quan trai. Ở đây như vậy là ông cấp cô độc cúng dường tại tinh xá, chứ không phải cúng dường ở nhà ông ấy, thưa đại chúng. Mang thực phẩm đến tinh xá cúng dường Phật và chúng tăng. Đấy. Đó. Thế thì ông này ông kể lại cho vợ là như thế, là anh hôm nay làm cái việc đấy đấy, chứ anh chả giận dỗi gì ai cả, chẳng buồn ai, chả vướng bắc cô nào đâu, nghe không? Mà vì anh thấy anh được làm cái việc hay quá, và anh thọ giới anh thấy hay quá, mà bao nhiêu người ta cùng thọ giới bắt con trai chứ có phải mình anh đâu, nghe không? Vợ tôi liền nổi sân và thốt ra lời giận dữ rằng, đấy, đại chúng thấy các bà vợ phức tạp không? Thấy ông chồng mà bất thường hay là có chuyện ngay. Nghe không? Chúng ta thấy là yêu nhau lắm á, thì cũng gì, hành khổ nhau dữ lắm. Đấy, khác một cái là không được. Đấy, cái yêu, cái thương của người đời á, nó là sự trói buộc đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Yêu thương của người đời là trói, là buộc, là chẳng buộc lại. Đại chúng có thấy không? Đúng thế đấy. Cho nên á, có một chú Phật tử bạch với thầy là, bạch thầy, con có cô bạn gái, cô rất là yêu con. Con biết là cô yêu con lắm. Nhưng mà con thấy thế không ổn. Thầy bảo, thế con mà được nó yêu thì thích quá, chứ phải sướng quá, chứ sao lại không ổn. Nó, con bạch thầy, cô yêu con quá cho nên con sợ. Và thực sự là con cảm thấy, linh cảm thấy là có cái gì đấy nó trói buộc, nó mất đi cái tự do. Đấy, cái chú này, chú thấy cái cô bạn gái này yêu quá, và yêu đến yêu mà chú cảm nhận đấy là chú sẽ bị trói buộc và mất đi cái tự do. Khi yêu người ta là bắt đầu là quản lý người ta luôn, thưa đại chúng. Đúng gọi là trói luôn, là bùa vây và trăng lưới luôn, quăng chài bùa lưới luôn, thưa đại chúng. Không cho ta dãy dụa gì cả, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xét nét, đại chúng thấy. Nên đại chúng thấy cái tình yêu của thế gian là như vậy đấy. Khi nói một chữ yêu là bắt đầu lấy cái dây để trói người kia vào rồi. Anh phải là của tôi, cô phải là của tôi, không thể nào khác được, nghe không? Là bắt đầu trói người ta và muốn trói hết luôn, trói cả tư tưởng người ta nữa. Đại chúng thấy, nghe không?
Cho nên ai mà yêu rồi thì cũng biết cái này, phải không? Cho nên có nhiều người yêu quá thì thành ghen rồi khổ, rất là khổ, là như vậy đấy. Cái yêu của thế gian đấy, tình yêu của thế gian nó khổ đến như vậy đấy, đại chúng. Cho nên hiểu Phật mới dạy là ái cũng là khổ mà. Ái là khổ, là trói buộc, là kiết sử, trói và sai sử, rất khổ. Đó. Thế thì bà vợ này ấy, cũng vì yêu thương chồng quá cho nên bây giờ thấy chồng không ăn mà lại bây giờ lại chả biết cái gì, lại đi học cái gì, hành cái gì, bây giờ lại không ăn thế này thì chết mình rồi. Cho bà nổi sân lên. Đó là sao? Bà giận dữ, bà nói thế này: đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật của chúng ta đấy, Gotama, làm rối loạn thế tục, sao lại có thể làm theo ông ta chứ? Nếu anh không vứt bỏ đi thì tai họa sẽ khởi sanh từ đây. Bà bắt đầu ra lệnh, nghe không? Thứ nhất là bà mắng Phật, mắng cái ông mà đã dạy cho chồng mình cái trò không ăn tối này, nghe không? Đấy, đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật đấy, Gotama tức là Cồ Đàm đấy, làm rối loạn thế tục. Tức là bà này cũng đã nghe về Phật, biết về Phật rồi, nhưng bà này á, là ngoại đạo. Cho nên bà nói là ông Cồ Đàm này, ông Gotama này là chuyên đi gây rối, làm rối loạn thế gian thôi. Nghe không? Gia đình người ta đang an ổn thì đấy, bây giờ chồng thì lại đi không ăn tối, con người ta đang tử tế này tự nhiên thấy đùng đùng đòi đi tu, ví dụ thế. Nghe không? Rồi lại bây giờ là mọi người bây giờ lại đi học Pháp thế nọ thế kia, không coi như là lấy vợ, lấy chồng, ví dụ thế. Thế là bảo đấy là làm rối loạn thế gian. Thì thưa đại chúng, không phải là ngày xưa đâu mà ngày nay cũng thế đấy. Chính các thầy nhiều khi cũng bị một số vị họ không hiểu Phật Pháp, họ nói như thế. Và là mấy vị này thì làm dối thế gian, nhưng họ đâu có hiểu rằng là chính họ đang mê lầm. Cũng giống như mấy cái người mà đang nghiện rượu hay là nghiện ma túy, thưa đại chúng. Bây giờ mình đến mình can, mình khuyên, mình cấm không cho họ nghiện hút nữa, thì họ tức lắm, họ bảo mấy ông này đến cản trở quấy rối, nghe không, làm loạn chúng tôi. Chúng tôi hút thuốc phiện thích lắm, chúng tôi uống rượu thích lắm, bây giờ đến đây làm loạn lên. Đó. Có phải không? Họ có bảo mình là làm loạn, là gây rối, hay là đám trẻ con nó đang nghịch, đang vầy đất rất là bẩn này, đang vui, đang thích lắm, vầy đất bẩn, rồi bắn hết lên mắt, lên mũi, rồi về sẽ đau mắt, viêm họng. Thế mình đến, mình cấm, mình la, mình mắng, nó bảo đấy ông này lại đến gây rối, làm loạn chúng tôi đang vui nghịch đất, nghịch bùn, thích thế này mà ông lại đến làm loạn. Đấy, thì đại chúng thấy nó cũng như thế này đó. Đức Phật ra đời, Ngài thấy chúng sinh trong thế gian mù tối, u mê, lầm lỗi rất nhiều và tạo cái nhân khổ để chịu cái quả khổ triền miên mãi mãi, luân hồi mãi mãi. Cho nên Ngài ra đời, Ngài ban giải cái pháp cứu độ chúng ta. Thế thì bây giờ nhưng chúng sinh mê lầm thì lại bảo là Ngài đến, Ngài làm rối thế gian, làm loạn thế gian, nghe không? Làm cho vợ, chồng lìa vợ, con xa cha, nghe không? Đấy, xã hội đang thế này thế kia. Đó, nhưng họ không hiểu được, thưa đại chúng. Đấy. Thì cũng giống như ông thầy thuốc, ông đến ông chữa bệnh cho mình, mình đang bệnh thì ông bắt mình phải thế này. Trước đây hay ăn cái này, bắt phải nhịn ăn. Trước đây hay uống cái này, bắt phải nhịn cái uống này, rồi lại phải uống cái khác. Thế ông thầy thuốc cũng đến làm loạn mình luôn đấy. Nhưng mà mình không nghe ông là mình bệnh càng nặng thêm, không nghe ông thì mình có khi chết. Đó. Thì Đức Phật cũng thế, Ngài như vị thầy thuốc đến với thế gian, mà chúng ta là chúng sinh bệnh tật, bệnh cả về thân lẫn bệnh về tâm, Ngài đến Ngài cứu vớt chúng ta, nghe không? Nhưng chúng ta lại không hiểu được, lại cho rằng Ngài đến Ngài làm khó chúng ta, Ngài gây rối chúng ta. Không phải, đấy là cái nhìn của kẻ mê lầm, kẻ ngu si mê tối, phàm phu, nghe không? Thì bà vợ của cái ông này cũng thế, bà mắng, bà nhiếc Phật là đạo nhân Gotama làm rối loạn thế gian thế tục, sao lại có thể đi làm theo ông ấy chứ. Mắng chồng mình, tại sao đi theo cái ông ấy, nghe không?
mình cũng rất thông cảm thôi, người ta chưa hiểu mà. Hoặc người ta nghe những cái người khác nói, người ta mới nghe thôi, người ta chưa hiểu về Đức Phật, chưa gặp Đức Phật, mới nghe những người khác đồn thổi, thế thôi, nghe không? Nghe khác đồn thổi. Cũng giống như có những người ta nghe đồn thổi về chùa Ba Vàng qua báo chí, thế này thế kia rồi, người họ cũng cứ nói theo, chứ họ đã thực đến đây để họ hiểu về chùa mình đâu, nghe không? Đấy, cái năm 2019 này chúng ấy, khi báo chí họ viết rầm rầm về chùa mình, đủ thứ, phải không? Thì rồi cũng nhiều người dân họ cũng chỉ nghe báo chí thôi, à, họ chưa biết thật hư thế nào, nhưng mà nghe theo, tin theo báo chí. Báo chí thì đã có đúng đâu, nhiều cái không đúng sự thật. Đấy, thế thưa đại chúng nhé, thế thì chúng ta mới biết rằng cái vị này cũng thế, mình cũng rất thông cảm cho vị ấy thôi. Họ chưa gặp Phật này, họ hoặc là họ nghe người ta đồn thổi, nghe cái tin nọ tin kia về Phật cho họ, bây giờ lại chồng mình lại như thế này nữa thì bà nổi cơn sân lên, bà trách luôn, bà mắng nhiếc Phật luôn, nghe không? Rồi bà dọa ông thế này, nếu anh không vứt bỏ cái này đi ấy, thì tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Anh đi theo ông này là chết rồi, tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Không biết là khởi sinh từ đây là do bà gây lên hay gì. Một là tôi cắt đứt anh, hai là thế nọ thế kia, tôi sẽ là người sinh sự khởi sinh từ đây. Hai là bà dọa anh ấy là từ nay là sẽ sinh ra những chuyện không hay. Nghe không? Đấy. Đấy nhá. Thế thì ông mới nói sao đây? Do vợ tôi cứ thúc giục mãi nên cuối cùng tôi cũng đành phải ăn. Tức là đáng nhẽ là không ăn tối, nhưng do cô vợ cô làm dữ quá, cô mắng nhiếc cả đến Phật nữa, cuối cùng này ông này cũng không đành lòng, cũng đành phải ăn, đành ăn cơm. Vào nửa đêm hôm ấy, thọ mạng của tôi đã hết. Tức là đến đêm hôm ấy, nửa đêm hôm ấy là ông chết. Và thần hồn sinh đến chỗ này. Thì kinh thưa đại chúng, đấy, có thể ngay đến tối hôm ấy ông ấy chết thì có khi bà ấy lại còn sinh chuyện nữa. Đại chúng hiểu không? Mà đấy nhá, không chắc lúc này ấy, từ cái tình yêu, tình thương biến thành cái giận này này. Đấy nhá, ai bảo ông đi theo cái ông Gotama, cho nên bây giờ ông mới chết như thế. Đại chúng thấy không? Ở đời nó như vậy đó. Nó như vậy đó. Này đúng là cái duyên của ông này, đến tối hôm là ông hết thọ mạng. Thực ra đấy là phúc báu của ông ấy đấy. À, tối hôm ông là hết thọ mạng, ông chết. Nhưng mà nếu người trần gian, á, người phàm phu mắt thịt chúng ta thì lại đổ tại vào đấy nhá. Ai bảo coi như là sáng nay ông lại đi theo ông Gotama, rồi lại còn thọ giới không ăn tối, cho nên hôm nay ông chết. Thế là đáng đời. Nghe không? Lúc ý vợ có khi cũng sẵn sàng nói chồng như vậy. Thương thì thương nhưng mà cũng còn phải chửi cho một câu như thế mới đã. Nghe không? Đó, rồi sau đó khóc tiếp. Ấy anh ơi, sao anh lại đi đâu mà thế nọ thế kia. Đấy, nghe không? Ở đời là thế đấy thưa đại chúng. Có khi thế. Đó. Thế cho nên ấy, ở đây chúng ta thấy là phúc và hòa thật sự là khó phân với con mắt của phàm phu chúng ta. Với con mắt của kẻ phàm phu chúng ta thật khó phân định được đâu là phúc, đâu là hòa. Giống như ông vua Phất Xa khi mà phát tâm quy Tam Bảo và ông từ bỏ ngai vua, ông xuất gia theo Phật. Thì ngày ông xuất gia được một ngày, hôm sau là ông liền bị một con bò húc chết luôn. Đấy, chúng, đấy, bị con bò húc chết. Thế thì có khi có những người ta không hiểu đạo, ngoài đạo nào đấy, ai bảo mày đi tu theo Phật mà bị bò húc chết. Họ đâu có biết rằng thọ mạng của ông, cái nghiệp của ông đến lúc ấy là hết rồi. Nhưng nhờ công đức ông xuất gia mà ông được sinh thiên ngay tức khắc. Đó. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, trong cái chuyện sinh tử này ấy, với con mắt phàm phu chúng ta không thể liễu thấu được nó là cái gì, không hiểu được đâu, nghe không? Cũng giống như chồng bà này, tối hôm ấy ông chết thì có thể bà cũng sẽ ập ĩ lên như vậy. Đấy, tại ông đấy, ông mà ở nhà ông nghe tôi, ông cứ ăn uống đầy đủ, khi tối nay ông đâu có chết đâu, nghe. Nhưng bà đâu có biết được là thọ mạng của ông hết rồi, thọ mạng của ông hết rồi đó. Thế và do thọ mạng của ông hết nhé, thì ông tối hôm ấy ông mất do bị con vợ ngu si phá hoại tám giới quan trai. Ông bây giờ ông mới kể cho 500 vị phạm chí này, ông mới trách này. Do tôi bị cái con vợ ngu si phá hoại tám giới quan trai nên nghiệp lành của tôi chẳng được viên mãn, phải sinh đến cái đầm này để làm thần cây ở đây. Nghe không? Nếu ông ấy mà
Ông nói tiếp này, với phước của việc tôi mang hộ sữa đặc và tự tay dọn thực phẩm cúng dường đến Phật và chúng tăng, nếu tôi gìn giữ đầy đủ tám pháp trai giới, thì tất tôi sẽ sinh lên trời và có phước báu to lớn tự nhiên hơn. À. Đấy, ông Thần Cây ông nói vậy đấy. Ông mới nói với 500 ông Phạm Chí, 500 ông biết không? Tôi ngày xưa tôi là cũng ở cái thành Xá Vệ, ở cái thành Phong Đức đấy. Thì cái một hôm là tôi đi công việc thì gặp ông cấp cô độc, ông ấy nhờ tôi mang sữa về tinh xá giúp để ông làm cái lễ cúng dường Phật chúng tăng. Rồi vào đến đấy tôi lại được ông nhờ tôi rót sữa cúng Phật. Sau đó tôi lại được Phật thuyết pháp cho nghe. Rồi tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới. Thế nhưng mà khi về nhà thì tôi con vợ nó yêu thương tôi quá, nó ầm ĩ hết cả lên, cuối cùng tôi đành phải ăn cơm. Thì ăn cơm như vậy là không giữ được trọn tám giới. Nhưng mà đúng là tối hôm ấy tôi hết thọ mạng cho nên tôi chết. Nhưng do cái phước báu ấy, nếu không có cái buổi tu tập này á, có ông này chết có khi là đọa xuống ngã quỷ hoặc đọa xuống cái loài rất thấp. Nhưng do cái phước báo ấy mà tôi được sinh làm thần cây với cái năng lực rất đặc biệt này. Nhưng còn nếu mà con vợ tôi ấy, nó không phá cái giới thứ 8 của tôi á, tôi giữ trọn vẹn ngày hôm ấy mà tối hôm ấy tôi có chết thì tôi được sinh lên trời cơ. Và phước báo còn lớn hơn nữa cơ. Nghe không? Đấy. Nhưng tôi là bị sứt mất một giới do cô vợ ngu si quái ác, nghe không? Nó về nó la mắng rồi nó bắt tôi phải phạm vào cái giới ăn tối đấy, nghe không? Đó. Thì ông Thần Cây ông chia sẻ với tất cả 500 vị phạm chí. Đó. Thì ở chỗ này chúng ta mới thấy thế này. Đối với người học và hiểu đạo Phật chúng ta thì cái chết không phải là đáng sợ. Vì chết là lẽ tự nhiên, ai rồi cũng phải chết, không ai thoát khỏi cái chết cả. Cho nên chúng ta phải đối diện với cái chết. Mà chúng ta chỉ sợ gì? Sợ nhất là chết rồi không biết mình sẽ đi đâu. Cái đáng lo và đáng sợ là cái đó. Đáng lo là chết rồi mình đi đâu. Cái đấy là cái đáng lo, đáng sợ, đáng phải suy nghĩ, phải quan tâm đến. Chứ còn chính bản thân cái chết thì không phải là cái phải sợ. Vì có sợ cũng không tránh được nó. Đại chúng hiểu không nào? Đấy. Ai cũng phải đón nhận cái chết thôi. Chúng ta phải tính ngay từ bây giờ. Tất cả chư tăng Phật tử đều phải tính cái chuyện sẽ đón nhận cái chết. Nghe không? Phải đối diện với nó đấy. Cho nên chết thì mình bây giờ, ngay từ giờ mình phải sinh ra cái tâm không sợ chết, mà chỉ sợ nhất là mình đã có cái gì chưa, để mà sau khi chết ta đi đâu, ta đã chuẩn bị được cái gì chưa, có tích lũy được phúc lành, nghiệp lành không, hay là chết rồi ta đọa trăm ngàn vạn kiếp ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cái đó mới cái đáng sợ chứ đại chúng. Còn chết rồi mà ta được sinh vào cái chỗ cao quý, tốt đẹp hơn. Và ví dụ như ông này chết, ông sinh làm thần cây ở cõi giới thần, cũng rất là tự do, tự tại nhiều đấy. Khá tự do, đi lại tự do, phúc báu ăn uống tự do, không phải khổ. Đấy cũng là hơn. Còn được lên sinh lên trời thì lại sướng hơn nữa. Nghe không? Đấy, cũng giống như chúng ta mà bỏ cái nhà ọp ẹp mà lại về dọn về cái nhà mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, thì chả có gì phải sợ, phải lo cả. Đấy, cái lo là sau khi chúng ta bỏ cái nhà ngũ uẩn này, chúng ta đi đâu, nghe không? Cái đó là cái đáng lo. Đấy, chứ còn cái chết lại không phải là cái sợ. Cái giây phút phải rời nhà không đáng sợ, mà rời nhà rồi không biết đi đâu mới là cái đáng sợ, thưa đại chúng. Nhớ, tất cả đây Thầy mong muốn tăng ni và Phật tử đều phải rất thấu cái chỗ này. Cái chết sẽ đến với chúng ta tất cả. Cho nên sợ cũng không được, tốt nhất ta không sợ cái chết. Mà ta chỉ sợ là sợ mình sau khi chết rồi mình đi đâu, có cái gì mang theo không, mà cái mang theo ấy có giúp cho mình được tốt đẹp hay không, cái đấy mới là cái đáng quan tâm nhé. Lúc ấy vị thần cây liền nói bài kệ cho các phạm chí rằng: cúng tế gieo tai vạ, ngày đêm càng sinh trưởng, khổ nhọc hoại thiện căn, trai pháp vượt thế gian. Đấy, ông Thần Cây mà ông biết đọc bài kệ để dạy cho ông Phạm Chí là cúng tế thì chỉ gieo tai vạ, ngày đêm càng tăng trưởng những cái tai vạ thôi. À, khổ nhọc hoại mất thiện căn mà trai pháp mới vượt thế gian. Ở đây ông muốn nói là gì? Ở đây ông phê phán cái việc cúng tế của ngoại đạo,
của tà giáo, nghe không? Đại chúng biết rồi, các cái đạo giáo khác á, họ cúng tế rất là khủng khiếp, họ hiến tế luôn, họ hiến cả con người luôn cho đại chúng. Và người sống này mang lên để hiến luôn, giết để tế thần. Đó. Thế cho nên ấy, từ xưa nay á, các cái đạo giáo họ có những cái lễ hiến tế rất là đáng sợ, khủng khiếp thưa đại chúng. Và chẳng ở đâu xa, ngay dân Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế, và đến bây giờ cũng thế. Nhiều người nghĩ rằng trong các cái lễ tế đều phải có những sự hiến, kể cả con vật sống. Và đấy, chặt đầu con lợn ra để nguyên con lợn, máu me dâng lên để tế. Gà cũng thế chẳng hạn, nghe không? Rất rất nhiều việc bằng cái sự sát sinh, lấy máu của chúng sinh để hiến tế. Thế cho nên đây ông thần ông mới nói là cúng tế kiểu như vậy, như vậy là chỉ gieo tai vạ ngày đêm càng tăng trưởng thôi. Cúng và tế như thế thì chỉ thêm tai họa thôi. Và tai họa này càng ngày càng lớn, cho nên có nhiều khi là chúng ta làm cái đàn tế xong là chúng ta bị họa luôn. Khổ nhọc mà hoại mất thiện căn. Phải không? Vừa khổ nhọc tốn kém mà lại mất đi thiện căn của mình. Và chỉ có trai pháp là vượt thế gian này thôi. Ông ca ngợi trai pháp của Đức Phật, tức là trai giới của Đức Phật ấy, là mới vượt thế gian. Thì đại chúng đấy đã nhớ cái câu chuyện ấy, thầy dẫn cái câu chuyện mà ở đất nước Nepal ấy, đất nước Nepal là cạnh với Ấn Độ đấy, là quê hương nơi Đức Phật sinh ra đấy. Thế thì ở đấy họ có một cái lễ hiến tế các cái con vật. Năm năm họ tổ chức một cái đại lễ rất là lớn. Đấy. Thế báo chí họ có đưa tin là năm 2014, ấy, tháng 11 năm 2014, trong cái lễ hiến tế này, cái tín đồ này của đạo Hindu, người Nepal họ theo đạo Hindu rất là nhiều. Đó. Mặc dù đó đạo Phật cũng có, nhưng họ lại theo đạo Hindu rất là nhiều. Thế và trong cái lễ tế của cái năm 2014, ấy, tháng 11 năm 2014, ấy, họ đã sát hại là đến cả hàng trăm nghìn con vật, những con trâu, bao nhiêu ngàn con trâu, những con dê, rồi rất nhiều con vật khác. Thầy đã xem cái hình ảnh đấy, họ cứ thế cầm dao, họ con trâu đang đứng là chặt phát đứt đôi cổ ra. Con dê cũng thế, phèn một cái đứt đầu ra ngay. Họ chặt vào ngang lưng chết luôn. Và cả một cái bãi hàng bao nhiêu trăm nghìn xác con vật chết la liệt thành một cái bãi máu kinh khủng khiếp luôn. Báo chí rồi thế giới họ cũng lên án cái chuyện này. Nhưng mà dân đấy họ bảo đấy là tín ngưỡng của họ, họ tế thần của họ, họ cầu mong được may lành. Năm năm họ làm cái đại lễ như vậy. Nghĩa là những cái người mà yêu quý động vật thì họ không thể cam lòng họ nhìn cái hình ảnh này. Thưa đại chúng, đấy, mấy trăm cái vị đao phủ đấy cầm đao là đi cứ thế mà chặt đầu con vật thôi. Trâu, con dê, nhiều loài nữa. Chim, gà, các thứ họ chém giết. Đầy một cái sân bãi lớn, loang lổ máu, ngập trong máu, kinh khủng. Thế và kính thưa đại chúng, đúng như lời Phật dạy, phước không thấy đâu mà họa liền đến. Thì ngay tháng 4 năm 2015, như vậy chỉ 6 tháng sau, thì chính Nepal xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đấy, năm 2015 đại chúng nhớ đấy, động đất ở Nepal. Mà người ta nói hàng trăm năm nay rồi chưa có trận động đất nào như vậy. Và chết hàng ngàn người và hàng ngàn các công trình lớn khác sập đổ hết. Đấy đại chúng thấy không? Có đúng lời Phật dạy không? Đấy. Hiến tế như vậy, cầu cúng như vậy chỉ thêm tai họa thôi. Mà ngay sau khi cái đàn lễ đấy vừa mới xảy ra thì đã có người ta tiên tri rằng sau cái đàn lễ này Nepal sẽ gặp một cái đại họa rất lớn. Sẽ gặp một đại họa, người ta chưa nói đại họa gì. Và đâu có ngờ đại họa đó chính là trận động đất khủng khiếp xảy ra đối với Nepal. Đại chúng thấy không? Đấy là nhân là quả đấy. Cái việc ác nó quá luôn. Đó. Họ giết một cách tàn nhẫn con vật thôi. Thưa đại chúng. Kinh khủng, mà còn lại còn bao nhiêu người hò reo, hàng trăm ngàn người đứng hò reo tán thưởng, tùy hỷ với việc ác như vậy. Những người ấy sau này đều chịu trả quả báo hết. Bảo tại sao mình bị quả báo, tại sao mà cả cái xe bị tai nạn mà người này người ta không bị, vì người ta không có cái nghiệp ấy. Còn mình bị vì mình có cái nghiệp ấy. Đó đại chúng, tán thưởng với việc ác. Đấy. Thì 2014 Nepal làm cái đàn lễ đấy, chuẩn bị. Sau đó 2019 họ cũng làm cái đàn lễ đấy. Đại chúng, 5 năm mà, một lần. Đó. Rồi cũng xảy ra những cái chuyện rất là nguy hiểm đối với dân Nepal.
Mà bao nhiêu ở thế giới họ cũng có ý kiến can thiệp, nhưng người dân đấy họ không can thiệp, không nói được. Họ không nói được, họ vào đây là chúng tôi tin như thế. Nguy hiểm không đại chúng? Cái hội bảo vệ động vật thế giới họ cũng có ý kiến, nhưng mà dân Nepal họ không nghe. Rồi đến chính phủ họ về sau bị áp lực của các nước nói, chính phủ có ý kiến, dân họ vẫn không nghe. Đấy, đại chúng thấy một cái tà kiến mê tín, nó khiến con người trở thành ác đến như vậy. Kinh khủng lắm thưa đại chúng. Đấy. Thì sau khi nghe kể xong các vị phạm trí, tín thọ và cái sự mê muội của họ được giải trừ. Đấy, các vị phạm trí này họ cũng tin theo những tà kiến của ngoại đạo. Họ nghĩ rằng đi tắm nước ao sẽ hết tội, rồi cởi trần cởi chùa như thế sẽ mau giải thoát, ví dụ thế. Thì bây giờ họ nghe ông thần cây này, ông đọc cái bài kệ này mà họ khởi được lòng tin chân chính và họ dứt được những cái nghi ngờ, cái mê lầm trước đây của họ. Sau đó họ lên đường trở về thành Phong Đức, tìm đường về thành Xá Vệ. Họ đi ngang qua một quốc gia có tên là Bất Tĩnh. Trong nước này có một trưởng giả tên là Mỹ Âm. Ông là một người nhân từ tốt bụng và được mọi người cung kính ngưỡng mộ. Do đó các phạm trí đã nghỉ nhờ qua đêm ở chỗ ở của ông. Bây giờ họ 500 vị phạm trí này lên đường để tiếp tục đi về Xá Vệ để mong để được gặp Ngài Cấp Cô Độc đấy. Đấy. Và cũng mong được tu tập, thực hành trai giới. Thế trên đường đi họ đi qua cái nước tên là Bất Tĩnh. Ở trong cái nước này có một ông trưởng giả tên là Mỹ Âm. Mỹ Âm nghĩa là cái âm thanh tốt đẹp. Đó. Thì cái ông này là cái người cũng rất tốt bụng, nhân từ, mọi người ai cũng kính nể. Thì 500 vị phạm trí này đến nhà cái ông Mỹ Âm này xin ngủ qua đêm ở đấy. Thì ông trưởng giả mới hỏi 500 vị phạm trí thế này: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi đâu? Khi ấy các vị phạm trí tường thuật lại về việc họ lạc đường và họ gặp được vị thần cây và những cái công đức của vị thần cây. Họ nói rằng: chúng tôi nay muốn đến nhà của trưởng giả Thiện Thí, tức là trưởng giả Cấp Cô Độc đấy, ở trong thành Phong Đức, và theo Ngài đến chỗ của Đức Phật để tu tám giới quan trai, hầu mong sẽ được phước báu. Đấy, họ nói rất rõ, nói với cái ông trưởng giả Mỹ Âm ấy, thưa với ông là bây giờ chúng tôi đang trên cái hành trình này, đi về Xá Vệ để gặp ông trưởng giả Cấp Cô Độc và nhờ ông dẫn đến gặp Phật để cho chúng tôi được tu trai giới. Nghe vậy thì trưởng giả Mỹ Âm rất vui mừng và cao hứng. Đó, và ông ta thông báo với tất cả mọi người trong dòng tộc rằng: ai có thể đi cùng với tôi để thọ trì pháp trai giới bây giờ? Nghe không? Và ông hoan hỉ lắm. Ngay lúc ấy có 500 người là quyến thuộc của ông đồng thanh hưởng ứng theo ông, đi theo ông luôn. À, đây là nhân duyên bổn nguyện của họ từ thuở xưa. Tất cả đều nghiêm chỉnh ra khỏi nhà và cùng đi đến thành Phong Đức, thành Xá Vệ. Trên đường đến tinh xá Kỳ Hoàn, giữa đường họ gặp trưởng giả Thiện Thí, tức là trưởng giả Cấp Cô Độc đấy. Tuy đã gặp nhưng lại vẫn không biết đó là ai. Thế nên họ hỏi những kẻ tùy tùng của vị trưởng giả rằng: kia là ai vậy? Đó, họ gặp cái đoàn của ông Cấp Cô Độc nhưng họ không biết ông Cấp Cô Độc là ai. Họ hỏi mấy cái người tùy tùng là: kia là ai vậy? Thế thì những người tùy tùng đáp: ông ta là trưởng giả Thiện Thí đấy, tức là trưởng giả Cấp Cô Độc đó. Khi ấy các vị phạm trí và tất cả mọi người đều vui mừng rồi đuổi theo và nói rằng: ước nguyện cầu gặp được Ngài, mong muốn của chúng tôi sắp thành hiện thực. Và thế là họ cùng chạy tới để mong được thăm hỏi ông Cấp Cô Độc. Họ đồng thanh ngợi khen rằng: thưa với Ngài, thần cây hết mực tán dương công đức của Ngài đấy. À, họ chuyển lại lời của ông thần cây, là chính ông thần cây tán dương công đức của Ngài, nhờ Ngài mà ông bây giờ ông được sinh làm thần cây đấy. À, nhờ Ngài, nhờ ông giúp khênh sữa hộ, rót sữa cúng dường Phật và chúng tăng hộ mà ông thần cây giờ ông cứ hết lời tán dương Ngài đấy. Lúc bấy giờ lại với lòng thành kính, họ kể rõ sự tình và nguyên nhân đến đây là hy vọng được trưởng giả dẫn làm sao họ được thọ trì pháp trai giới của Phật. Trưởng giả Thiện Thí dừng xe lại và đáp với họ rằng: điều ước mong của các ngươi thật là chí thiện. Tôn sư của tôi hiệu là Như Lai Thế Tôn và Ngài luôn hóa độ chúng sinh. Hiện giờ Đức Phật đang ở tinh xá Kỳ Viên, chúng ta hãy cùng đến đó để thân cận với Ngài.
Đó, thế là ông đồng ý cho cả đoàn đi. Không? Tất cả họ đều cung kính, vâng lời và uy nghiêm tiến về phía trước. Từ xa trông thấy Như Lai, lòng họ vui mừng khôn xiết. Tiếp đến họ cúi đầu đảnh lễ sát đất và lui xuống ngồi một bên. Sau đó tất cả quỳ gối và thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con vốn từ nhà ra đi, muốn đến ba cái ao thần để tắm gội và cầu sinh được đắc đạo. Trong lúc bị lạc đường, may nhờ có thần cây giúp đỡ và Ngài cũng trần thuật lại việc đời trước của mình. Cho nên hôm nay chúng con muốn đến đây là mong được Đức Phật giáo hóa. Đó, họ trình bày cái tâm nguyện của họ với Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nhân bởi sự tu hành của họ mà Ngài nói kệ rằng, Đức Phật mới vì họ mà nói bài kệ thế này: Lõa hình cắt râu tóc, thân luôn mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì? Đấy, ngài của các ông lõa hình trần truồng thế này á, rồi cắt râu cắt tóc, rồi có khi họ lại không cắt râu cắt tóc, họ để râu tóc thật dài hàng mấy mét thế này, họ quấn thành một cái cục ở trên đầu rất là ghê, không tắm rửa. Đấy, cho nên Phật nói lõa hình này hay là cắt râu cắt tóc này, thân luôn mặc áo bằng cỏ, họ đan cỏ lại, họ lấy cỏ đan lại làm cái áo họ để che mưa. Tối tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì? Tất cả những việc làm của các ông như thế mà với cái tâm si mê, không có chính kiến, đều không có lợi ích gì cả, chỉ là làm khổ thân thể mà thôi, không có được quả báo tốt đẹp, chỉ là hành thân hoài thể một cách cực đoan, vô ích, không có lợi ích. Không phạt, phóng hỏa giết, cũng không cầu chiến thắng, nhân ái khắp thiên hạ, nơi đến chẳng hận thù. Phật dạy tiếp, không hình phạt, không phóng hỏa, không giết hại, tức là không có những cái hình phạt hà khắc đối với chúng sinh, nghe không? Đánh đập chúng sinh, không phóng hỏa, đốt giết chúng sinh, nghe không? Để cho những ai mà đốt rừng đó, mà vô căn, à, gọi là vô cớ đốt rừng đó, đều có tội nặng lắm, thưa đại chúng. Bao nhiêu con vật nó bị chết cháy ở trong rừng đó. Đó, phóng hỏa, thiêu đốt hay là giết hại chúng sinh, giống như cái lễ tế của dân Hindu Nepal ấy. Cũng không cầu chiến thắng, cái người biết tu đạo không mong cầu mình phải thắng ai, mà chỉ mong cầu mình thắng mình, nghe không? Thắng được chính mình, chứ không mong cầu phải tranh đua, đấu tranh với ai, giành thắng với ai. Người đệ tử Phật không có cái tâm đấy, không có cái tâm tranh đấu, ác hại nhau như thế. Nhân ái khắp thiên hạ, và người mà có đạo đức biết tu thì phải sống với cái tâm nhân ái, và nhân ái với khắp cả muôn loài, cả thiên hạ, nơi đến chẳng có hận thù, đi đến đâu chẳng mang hận thù đến đó, nghe không? Cho nên đệ tử của Phật chúng ta đi đến đâu là mang bình an, mang hạnh phúc đến đó, mang cái an bình, cái hòa hợp đến đó. Chúng ta không đi, không mang những cái tranh đấu, mang những cái phe phái, mang những cái hận thù đến với nhau. Đệ tử Phật phải là như vậy. À, cho nên Thầy rất mong các đạo tràng, các câu lạc bộ của chùa chúng ta cũng phải với cái tinh thần này. Lục hòa đấy, hòa hợp đến đâu là hòa hợp, là an vui. Có lục hòa mới có an vui. Hôm trước có cái bài hát Phật tử Phạm Thị Yến sáng tác rất hay. Có lục hòa thì có an vui. Và à, có à, tu hành thì mới có giải thoát. Đấy, phải có lục hòa, hòa hợp, nghe không? Cái đó. Đó. Thì ở đây Đức Phật cũng dạy thế, người đệ tử Phật với tâm nhân ái với tất cả chúng sinh, đi đến đâu cũng không có đem hận thù đến, mà đem bình an, đem yêu thương đến với tất cả. Khi nghe kể xong thì 500 vị phạm trí rất vui mừng. Sau đó họ xin làm đệ tử và tu hành đắc quả A-la-hán. Còn trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc cũng được pháp nhãn thanh tịnh, đắc được pháp nhãn. 500 vị phạm trí này sau đó xin xuất ra và họ tu rất nhanh chóng, đắc quả A-la-hán. Đây đại chúng thấy không? Đó. Cho nên Thầy nói ngoại đạo á, ngoại đạo ngày xưa họ rất khổ tu, cái trí tu của họ rất là cao. Cho nên đến khi họ gặp được chính pháp thì họ đắc đạo rất là nhanh. Cho nên chưa tăng trưởng mình gì thì gì cũng phải khổ tu. Đấy, cho nên tại sao Thầy nói thời nay mà không tu gọi là đầu đà, không khổ hạnh một chút thì không thể nào vào đạo được. Phải có đầu đà một chút. Nên chưa tăng trưởng mình hiện nay là đang thực hiện các cái hạnh đầu đà. Không phải hết 13 hạnh đầu đà, cũng phải được 10, 11 hạnh đầu đà rồi.
Phải có đầu đà mới có thể vào đạo được. Cho nên tại sao ngoại đạo người ta khổ hạnh dữ lắm? Lúc người ta gặp được Phật Pháp chân chính, người ta đắc đạo rất nhanh, vì người ta đã được cái trí, được cái nhẫn, được cái ý chí, được cái sức nhẫn nhục, chịu đựng tất cả những cái đấy là sức mạnh để người ta vào đạo. Không nào? Cũng giống như cái xe nó đã khỏe rồi. Trước đây nó đi cái con đường lệch, bây giờ nó về con đường chính, nó cũng sẽ đi khỏe, đi nhanh như vậy đó. Đó, cũng thế. Nên cái sự tinh tấn, cái sự nhẫn nhục của chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta là lợi ích. Lợi ích, nhưng bây giờ chúng ta đi đúng chính đạo thì tiến đạo rất là nhanh. Thế còn trưởng giả Mỹ Âm và 500 quyến thuộc của ông thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là cũng vào quả sơ quả Tu Đà Hoàn đấy, thưa đại chúng. Bây giờ các tỳ kheo mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa 500 vị phạm trí cùng trưởng giả Mỹ Âm và quyến thuộc đã tu công đức gì mà mau được đắc đạo như thế? Các tỳ kheo thường hay hỏi Phật: thế thấy sự kiện gì lạ này, con bạch Thế Tôn, cái chuyện ấy là thế nào ạ? Nhân duyên nó là thế nào? Đấy, đại chúng thấy hay không? À, có Phật rất là sướng. Nha. Cái gì mình không hiểu, không biết, lên bạch Phật, Phật chỉ cho hết. Đức Thế Tôn mới dạy thế này, Ngài mới nói nhân duyên tiền kiếp của 500 vị phạm trí này và ông trưởng giả Mỹ Âm cũng như 500 quyến thuộc của ông trong tiền kiếp có cái duyên thế này. Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, bấy giờ ở thế gian có Đức Phật hiệu là Ẩm Quang. Ẩm Quang tức là Phật Ca Diếp đấy. Phật Ca Diếp là Phật thành Phật trước Đức Phật Thích Ca. Phật Ca Diếp xong rồi đến Phật Thích Ca. Khi ấy, Ngài thuyết pháp cho các đệ tử về đời ác năm trược ở vị lai. Thì các vị phạm trí, lúc ấy có các vị phạm trí, ông trưởng giả và hàng quyến thuộc cả thảy 1.000 người, họ đồng phát nguyện rằng: chúng con nguyện sẽ thấy Đức Phật Năng Nhân Tịch Mặc. Đó. Lúc ấy Đức Phật Ca Diếp có nói rằng: trong tương lai, về lâu xa, về sau, sẽ có Đức Phật hiệu là Năng Nhân Tịch Mặc, chính là Phật Thích Ca đấy. Thích Ca Mâu Ni chính là dịch ra nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. Sẽ có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ra đời. Nghe không? Đấy, thế thì 1.000 cái vị phạm trí đang nghe Phật Ca Diếp thuyết pháp mới phát nguyện rằng: chúng con xin phát nguyện sau này sẽ gặp Phật Thích Ca. Nghe không? 1.000 vị thì trong đó có 500 vị là phạm trí và 500 vị sau này của ông trưởng giả Mỹ Âm đấy. Và Đức Phật mới nói, Phật Thích Ca nói này: các vị phạm trí thuở đó nay cũng chính là các vị 500 vị phạm trí đây. Ông trưởng giả Mỹ Âm này và hàng quyến thuộc thuở đó nay cũng chính là trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc hiện nay. Cái ông trưởng giả kiếp đó bây giờ là ông Mỹ Âm. Do bởi nhân duyên đó mà khi họ thấy ta thì liền được khai ngộ đắc đạo. À, lúc bấy giờ các tỳ kheo hoan hỷ đảnh lễ và phụng hành lời Phật dạy. Cái bài kinh này dừng ở chỗ này. Ngày này chúng thấy Đức Phật á, Ngài với tất cả trí tuệ của Ngài, cái tuệ nhãn của Ngài, Ngài thấy hết. À, thiên nhãn của Ngài cũng thấy hết. Ngài nói rõ nhân duyên. À, Ngài khớp lại từ người xưa cho đến người nay. Cho nên chúng ta nhớ là cái duyên từ kiếp xưa đến duyên kiếp này á, nếu không có sự tu tập gì thì nó gần như giống như trùng lặp trở lại đấy. Và đại chúng thường thấy nó cứ 500 kiếp, cái chu kỳ 500 kiếp rất thường hay lặp lại. 500 kiếp. Có những người đọa 500 kiếp làm chó, 500 kiếp làm chồn. Nó cứ thường như vậy thưa đại chúng. Đấy, rồi đến khi nào chúng ta gặp một cái duyên chúng ta tu tập nó chuyển hóa mới chuyển cái kiếp được. Đó. Thế thì từ thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca là bao nhiêu triệu năm? Và 1.000 con người này luân hồi bao nhiêu thăng trầm rồi. Nhưng do cái nguyện thuở xưa được gặp Phật Thích Ca thì đến bây giờ họ đủ duyên để được gặp Phật Thích Ca. Và gặp Phật Thích Ca họ được đắc đạo. Thì từ cái nhân kiếp xưa họ đã nghe pháp của Phật Ca Diếp rồi. Đấy, đại chúng thấy. Nếu họ không có cái duyên mà nghe pháp Phật Ca Diếp thì làm sao bây giờ họ có cái duyên gặp Phật Thích Ca để mà đắc đạo được. Thế cho nên chúng ta nhớ cái duyên học pháp này rồi thực hành pháp, nghe pháp thực hành pháp rất là quý nha. Thế thì qua bài kinh này, ở đây Thầy cũng muốn nói với đại chúng là để chúng ta thấy được cái gì? Cái giá trị, cái ý nghĩa to lớn của cái việc chúng ta tu tập. Đối với Phật tử tại gia là tu tập bát quan trai giới. Nên tại sao khi các Phật tử muốn giải nghiệp, chuyển hóa cái ác nghiệp của mình,
thì các thầy đều hướng dẫn các Phật tử nên thọ bát quan trai giới để tu tập. Vì công đức phước báu của bát quan trai giới rất là lớn, không phải nhỏ. Tuy tu tập có một ngày một đêm thôi, nhưng mà công đức phước báu rất lớn. Trước đây Thầy đã giảng cái bài về ngã quỷ Nandaka này, rồi đến cái bài kinh này cũng nói về công đức của bát quan trai giới. Rồi bài kinh nữa là vua, vợ của vua Ba Tư Nặc, bà Mạt Lợi Phu Nhân, cũng do công đức thọ bát quan trai giới mà được những cái phước báu rất đặc biệt. Nghe không? Chân quý Phật tử chúng ta phải tinh tấn tu tập nhé. Phật tử tại gia, bát quan trai giới là dành cho Phật tử tại gia. Đây là đặc ân của Phật dành cho chúng ta. Chúng ta đừng đánh mất cái đặc ân này. Nghe không? Những ngày tu bát quan trai giới đừng bỏ tu tập. Nghe không? Công đức phước báu rất lớn. Cuộc đời này thì ngắn ngủi, thoáng qua rất là nhanh. Mà chúng ta tích lũy được mấy phước, nếu cứ chỉ lăn lộn không ở đời mà thì chẳng có được phước báu đâu, thưa đại chúng. Đa phần chúng ta tạo ác nghiệp để rồi đọa đấy, chết rồi là đọa. Còn có được cái ngày bát quan trai giới nó cứu vớt chúng ta thôi, thưa đại chúng. Các Phật tử chưa đủ duyên phước để đi xuất gia thì Phật còn cho một cái bè này á, là 8 cái cây chuối kết lại đấy, là 8 giới đấy, nghe không? Để bám vào mà qua được cái biển khổ sinh tử đấy. Thì đừng bỏ mất nhé, cái công đức của bát quan trai giới rất là lớn, rất quý. Và ở đây Đức Phật cũng lại nói rõ là các cái việc cúng tế sai pháp, không đúng pháp đều không lợi ích, nghe không? Các cái đàn lễ sai pháp, vào hình nhân thế mạng, sát sinh cúng tế đều là sai pháp, chỉ thêm tai họa mà thôi. Cho nên Phật tử chúng ta phải đinh ninh chắc chắn cái điều này. Tại sao chùa mình cúng là cúng chay tịnh, không có sát hại sinh vật đó đấy. Và chúng ta có lễ hồi hướng cho chư thiên, cho quỷ thần, là cho họ thêm phước báu, và họ có phước báu họ cũng có những cái gia trì gia hộ cho chúng ta. Chứ còn chúng ta sát sinh để cúng tế, chúng ta chịu những quả báo không tốt, đấy là ác pháp chứ không phải là thiện pháp nhá. Thì chúng hiểu. Thế thì qua cái bài kinh này một lần nữa Thầy nói lên cái sự quý báu của pháp, của giới pháp bát quan trai, để các Phật tử hiểu được nó, không xem thường. Thầy nói là còn cái pháp này để cứu chúng ta đấy. Chúng ta đang lênh đênh ở biển mà Phật thả cho mình một cái bè có 8 cái cây chuối kết lại đấy, là 8 giới đấy, đúng không? Chúng ta phải bám chặt cái bè này, leo lên cái bè này mà bơi chứ. Và cột cho nó chặt và đừng để mất cái cây chuối nào. Đấy, cái ông này ông đánh mất một cây chuối do bà vợ, bà ác quá, bà càm nhàm, thế là ông phạm cho nó, ông thiệt, ông không được sinh lên trời. Ông chỉ làm chư thần cây thôi mà ông cũng còn phước lớn như vậy. Một lúc ông cho 500 vị ăn thoải mái no lê, nghe không? Không cho được. Đấy. Thế thì chúng ta phải làm sao? Nghe không? Chúng ta hiểu được cái nhân duyên này để chúng ta tinh tấn thực hành cho nó trọn vẹn. Giới pháp mới là hơn tất cả. Cúng tế sai pháp, cúng tế tà kiến không được lợi ích gì, dù là có tốn tiền bao nhiêu, chỉ là tổn phước báu. Thế còn tu tập bát quan trai giới, chúng ta thực hành giới pháp của Phật, làm phúc đúng ruộng phúc báu, cái đấy là phúc báu thật đấy nhé. Thì Thầy chúc toàn thể đại chúng chùa chúng ta, tăng ni và các Phật tử, đặc biệt là các Phật tử tinh tấn tu hành, nhất là trong lúc đang dịch giã thế này, chúng ta càng phải tu cho chúng ta tiêu nghiệp và tăng phước báu lên nhé. Đại chúng tinh tấn nhé. Câu hỏi từ bạn Tiếp Thu hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc xin Thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm, hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa, bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin Thầy giải thích giúp cho con, có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Tuyết Thu hỏi câu này, các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái chuyện này không? Đấy, đấy, đúng rồi.
Thế thì Thầy xin trả lời bạn Tuyết Thu và đại chúng thế này nha. Đúng là Thầy thì Thầy cũng có nghe cái lúc ở nhà Thầy cũng nghe cái chuyện này rồi. Các cụ bảo thế, không được rửa đũa cả nắm như thế. Trước khi ăn là lấy đũa, gõ bát, gõ đĩa, ầm ĩ lên là không được, ma nó vào nhà. Đấy. Thế thì cái này á, Thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ, thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật á. Trong oai nghi của các thầy ở chùa thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó, là không được gõ bát đũa. Và trong cái giới cấm ăn phi thời á, là không ăn chiều, tức là không ăn buổi chiều của chư Tăng á, thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á, mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy mà vác bát vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khua đũa khua bát ấy, thì ma đói quỷ đói nó sẽ rất khổ. Vì quỷ đói á, khi mà nghe tiếng khua bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên, hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt, nó rất là khổ, nó không ăn được. Khua bát khua đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn, nó tưởng là nó sắp được đi ăn, nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì và nó không ăn được, cho nên nó rất khổ. Cho nên trong chùa ấy, trong giới luật các thầy thì chư Tăng mới không khua bát đũa, không ăn chiều là như vậy đấy. Thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong Phật Pháp mà thế gian họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Đấy, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn của chư Thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối, buổi chiều, buổi tối là ăn của ngã quỷ, của ma đói, ma khát. Đấy. Cho nên bây giờ thì nhiều người ta cũng thực hiện là buổi tối, buổi chiều người ta ăn rất ít. Đấy. Như các thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm, nghe không? Có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi, không có khô bát, khô đũa gì cả. Đấy. Đấy. Thế chỉ ăn bữa chính, buổi trưa là chính thôi. Thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong Phật Pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày. Thầy biết rằng, tất nhiên đại chúng biết, trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa, ta gõ vào bát, vào đĩa thì nó có hay không? Nó chẳng hay tí nào. Nó thể hiện cái việc giống như mình đang háu đói lắm đây này, rất đói rồi, đói lắm rồi, phải không? Phải mắm ngay, phải ăn ngay. Nó thể hiện như thế thì nó không hay, nó không đẹp. Mặc dù là gõ bát, gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng, có nhiều nơi người ta dùng nhạc bát, nhạc đũa đấy. Thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á. Còn trong bữa cơm thì mình cầm bát thì mình gõ leng keng, đũa leng keng, nó không hay. Thế cho nên là các cụ chúng ta dạy chúng ta tránh. Cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà Phật. Nghe không? Khi chúng ta ăn chiều, ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng, không nên khô bát, khô đũa. Nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ, khiến cho nó bị khổ, nó thiêu đốt. Mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình, vong linh người thân nhà mình ở đấy. Đó. Thế rồi, bạn ấy nói là cái việc cắm cái đôi đũa vào bát cơm, các cụ cũng bảo kiêng. Thì chúng ta thấy trong đám ma đấy, đám tang ấy mà, thường ai cũng thế, những đám tang của thường dân ở nhà, bao giờ cũng có bát cơm cúng, cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy. Thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm, ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì trông nó giống như cái bát cơm cúng ấy, các cụ kiêng. Nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại. Thế rồi rửa đũa, rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm. Thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm. Tức là nói là cái người này là không có cẩn trọng, không có kỹ càng, không có cái tâm mà kính trọng. Cho nên là cái gì cái vơ đũa cả nắm, các cụ dạy ngại cái từ đấy. Cho nên dặn con dặn cháu, đừng vơ đũa cả nắm, rửa cả bó như thế. Muốn rửa kỹ càng từng cái. Thế đấy, thì Thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái vấn đề, cái chuyện này, nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ. Nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy thế nào? Cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay thì ta theo, cái gì không đúng thì ta bỏ. Nghe không? Cái việc mà khua đũa, khua bát, leng keng thì Thầy nghĩ là không nên, nó không đẹp chút nào. Chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế nha. Còn đi đâu biểu diễn nhạc bát, nhạc đũa thì khua thoải mái.
Còn trong bữa cơm không nên như thế, nó không hay. Trừ trẻ con, trẻ con nó đói thì nó cứ gõ bát gõ đũa ầm ĩ lên, cái đó không nói. Nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy. Còn cái việc rửa đũa mà rửa cả bón ấy thì thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả, nó không ảnh hưởng, không sao hết nhé. Cho nên cái đó là chúng ta có thể làm được. Bây giờ nó có máy rửa bát rửa đũa đấy, chứ cho cả đống đũa vào máy nó sục cho một lúc là sạch hết. Thế thì cái đó, nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm. Nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu, cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường, có phải không ạ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy nhé, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng, nó không có đúng sự thật. Chỉ trừ duy nhất mỗi cái việc chúng ta gõ bát gõ đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh, là những cái loài ma đói quỷ đói họ có thể là họ bị khổ, nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về. Nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về, không phải vì thế mà gọi họ về. Nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta, khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy, nhất là vào buổi chiều thì họ bị thiêu đốt, họ bị khổ. Cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé, chúng ta tránh cái đấy đi. Thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát, thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả, chúng ta có làm cũng không sao. Mà đấy, cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm thì nghỉ tí, không sao cả, không sao nhé. Thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy. Cây, nhất là cây lớn, là thường là có thần, mà có thể thầy khẳng định là cây lớn nào cũng có thần hết đấy, chứ không phải không đâu. Chúng ta chớ xem thường. Tại sao mà nhiều nước họ rất quý cây? Ở Ấn Độ, đặc biệt là dân Ấn Độ, họ quý trọng cây cối vô cùng. Thầy sang đấy có nhiều con đường, họ nắn cả con đường đi để tránh một cái cây. Vậy đấy, cả con đường nắn đi, mất biết bao nhiêu tiền, nhưng vì cái cây này nó cổ thụ lâu năm rồi, họ rất quý, giữ lại cái cây đó. Cho nên ở Ấn Độ có thể nói là một cái đất nước rất nhiều cây xanh, và trong thành phố New Delhi của họ rất là đẹp, cây cối xanh mướt đó. Thích lắm, như nó cũng vào trong thành phố cũng giống như rừng vậy đó, rất là đẹp, họ quý cái cây lắm. Có lẽ là vì từ trong truyền thống họ đã hiểu được rằng, từ các tôn giáo nói cho họ rằng cây cối có thần linh, cho nên họ rất là quý cây cối. Chính Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế đấy. Đáng nhẽ mà Ngài không có bát cháo sữa là Ngài có khi chết mất rồi. Lúc ấy Ngài đã đói lả và có lẽ là sắp chết rồi đấy. Thế thì Ngài hôm nay Ngài ngồi ở dưới cái gốc cây, một gốc cây ở gần cái sông Ni Liên Thuyền ấy. Thì cái cô Sujata, người ta gọi là cái cô gái chăn dê đấy. Cô trước đó cô có cái nguyện là nếu mà cô sinh được con trai, cô ra lễ ở cái gốc cây đó, cô cầu nguyện là cho con, cầu nguyện cái vị thần cây đấy là cầu cho con là sinh được con trai thì con sẽ ra con lễ tạ. Thế mà quả nhiên về sau đó thì cô sinh được cậu con trai. Thế là cô sung sướng lắm, giờ con cái cứng cáp là cô làm một cái lễ ra để cô lễ tạ ông thần cây. Thì ai ngờ đâu là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta đúng cái hôm ấy là ngồi ở gốc cây đấy, phải không? Mà đang sắp sửa chết gục rồi. Lúc ấy Ngài vừa mới rời tu khổ hạnh ở trên rừng, dùng khổ hạnh ra xuống. Thế thì cô ấy đến nơi thì nhìn thấy một cái vị mà mình mẩy xương sầu dơ, xương sườn xương bè dơ ra hết, ngồi dưới gốc cây. Cô lại nghĩ là ông thần cây, nghe không? Hiện ra. Đấy. Thế là cô mang sữa, mang cháo các thứ, cô dâng lên cúng cho Ngài. Thế Ngài nhờ thọ cái bát cháo sữa đấy mà Ngài khỏe trở lại, chứ không là chết rồi đấy, thưa đại chúng. Lúc ấy là kề cận cái chết rồi đấy. Khổ hạnh đến nỗi mà như vậy chỉ còn da bọc xương thôi. Từ một thái tử rất là vạm vỡ, trai tráng mà cuối cùng trở thành một bộ xương, thưa đại chúng thấy Ngài khổ hạnh như thế nào. Đấy, và sau khi mà được thọ bát cháo sữa thì cơ thể nó bắt đầu nó nhuận trở lại, nó có sức lực. Và từ đó Ngài biết như vậy là khổ hạnh cực đoan là không giải quyết được vấn đề gì, không thể nào đi đến giác ngộ trong một cái thân thể tiều tụy bệnh hoạn thế này. Phải là một cái thân thể khỏe mạnh, lành mạnh mới có thể đi đến giác ngộ được. Và từ đó Ngài mới phát minh ra cái việc, cái con đường trung đạo trong việc tu tập để đạt được giác ngộ. Đó. Thế thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nhé, cái người xưa đấy, tâm cầu đạo của họ
rất là tha thiết. Và họ có nhiều cái lòng tin, tin tưởng, tin tưởng tất cả các vật nó đều có những cái linh ở trong đó, nhất là cây cối, cây lớn là có thần linh. Chúng ta cũng nên tin cái điều này, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất rõ, không phải là xem thường. Trong ở nơi nào có những cái cây cối lớn, ta cũng rất là tôn trọng, có những thần linh, những cái vong linh ngọn nương ngá ở đó, ta không xem thường, không xem thường. Và cũng từ đó để chúng ta có cái ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối, bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối. Vì thực sự cây cối góp phần rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, nó được lành mạnh. Đấy. Các thầy ở trong rừng sống ngủ dưới gốc cây thấy rất là lành, rất là khỏe, nó rất là hay. Giữa con người nó với thiên nhiên nó gắn bó với nhau. Bây giờ cái vị thần cây này mới hiện ra hình người và hỏi các vị phạm trí rằng: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi về đâu? Đó, cái vị thần cây này hỏi như vậy. Này, chúng thấy nếu chúng ta gặp vị thần như này chúng ta có sợ không? Chắc là cũng sợ đúng không? Sợ. Cũng có những vị khi nghe biết tin Thầy nói là Thầy với Chư Tăng tu tập ở trong rừng thì cũng hỏi Thầy là: thế Thầy trong rừng Thầy có gặp ma quỷ gì không? Thầy bảo có gặp chứ sao không gặp? Nghe không? Đấy. Thời xưa Chư Tăng tu trong rừng gặp ma quỷ là thường xuyên đấy mà. Chư Tăng như mình ở trong rừng cũng thế, nghe không? Gặp đấy chứ không thì không gặp đâu. Nha. Thì các vị phạm trí đồng thanh đáp rằng: chúng tôi muốn đến cái ao thần để tắm gội và hy vọng sẽ đắc được đạo. Nhưng bây giờ rất là đói và rất khát, sắp chết mất. Xin Ngài hãy xót thương cứu giúp chúng tôi. Đó. Những cái người này, Thầy nghĩ thế này, tại sao họ không có cái cảm giác mà sợ nếu thấy ông thần hiện ra sợ? Vì có lẽ cái tín ngưỡng của người ta đã nhiều đời, nhiều năm rồi. Họ tin rằng cây cối có thần. Và ông này có hiện ra thì cũng là ông thần, thì họ cũng là quen rồi. Dân mình mà gặp ma hay gặp quỷ, gặp thần là hết vía luôn. Làm gì mà dám hỏi nói chuyện với nhau, nghe không? Thế đây thì họ, thứ nhất là họ đông, 500 người họ cũng không sợ. Thứ hai là họ cũng quen rồi, quen là ở cây là có thần. Chắc ông này là ông thần thôi. Ông thần thì cũng giống mình thôi, nghe không? Không có gì phải sợ lắm cả. Là một cõi thôi, nghe không? Thế cho nên họ mới đề đạt ngay: chúng tôi là muốn đến cái ao thần tắm gội để cầu mong đắc đạo. Nhưng bây giờ thì rất đói, rất khát và sắp chết rồi. Xin Ngài hãy thương xót cứu giúp chúng tôi, nghe không? Khi ấy vị thần cây liền nhấc tay lên thì hàng trăm món ăn liền từ trong tay của ông ta tuôn ra và để cung cấp thức ăn cho mọi người, và ai nấy đều được ăn uống no đủ. Ông mới nhấc cái tay lên một cái thì giống như các cái diễn viên gọi là ảo thuật ấy, các ảo thuật gia nhấc tay lên cái là từ trong ống tay của ông là các thức ăn là tuôn ra. Hàng trăm món ăn tuôn ra. Thế là 500 vị này ăn uống thỏa thê, no đủ. Việt Nam mình ngày xưa có câu chuyện cái niêu cơm của Thạch Sanh, nghe không? Cứ đào cơm ra bao nhiêu cũng không hết, ăn bao nhiêu không hết. Nghe không? Niêu cơm thần. Còn cái ông thần cây này, ông giơ tay nên cái là từ trong cái ống tay của ông, áo của ông là thức ăn nên nó tuôn ra. Tuôn ra mà 500 người ăn, đại chúng thấy mà ăn no nê. Giống như chùa mình ấy, ngày hồi xuân mà ngày nào 400-500 tăng ni Phật tử ăn, cả một bàn bếp phục vụ rất vất vả. Đây thì mình ông thần cũng giơ tay cái là có đủ hết, nghe không? Thức ăn thức uống đầy đủ, nước uống đầy đủ. Về phần ẩm thực còn dư thì cũng đủ để cho 500 vị phạm trí mang theo làm tư lương đi trên đường. Nhưng ăn này còn dư và ông cho cả đồ dư để mang đi nữa. Đấy, đại chúng thấy hay không? Gặp thần như thế có hay không? Đây. Chúng ta thì gặp ma, gặp quỷ thì chúng ta sợ. Người dân Việt Nam mình nghe gặp thần thì vẫn thích vì nghĩ thần họ không hại. À, ông thần, ông ấy tốt. Còn những con ma, con quỷ thì chúng ta mới sợ. Còn ông thần thì không sợ lắm. Yeah. Nhưng mà cũng thưa đại chúng, theo cái giáo lý nhà Phật mình ấy,
thì có những cái loại thần họ cũng dữ lắm chứ không phải không, nghe không? Họ cũng ác hại, gọi là ác thần chứ không phải thần nào cũng tốt cả đâu, nghe không? Lúc sắp từ biệt ra đi, họ đến bên vị thần cây và hỏi rằng: ăn uống no đủ, gói ghém tư lương chuẩn bị lên đường, bây giờ ra chào để tạm biệt ông thần cây. Cũng rất là đàng hoàng, nghe không? Cho đại chúng sau này có gặp thần thì cũng cứ bình thường như thế, đừng sợ gì cả nhé, cứ ra hỏi ông bình thường. Thực sự mình không có cái ác nghiệp gì thì họ không hại mình đâu. Mình nhớ mình phải có ác nghiệp. Thế họ đến hỏi ông thần cây rằng thế này: xưa ngài tu hành công đức gì mà được oai thần như thế? Đấy, họ hỏi thế. Thưa với ngài, thưa cái vị thọ thần, thưa với thọ thần, ngày xưa ngài tu cái gì, ngài làm công đức gì mà ngài được cái oai lực như thế? Giơ tay ra một cái là 500 đứa chúng tôi ăn no nê, nghe không? Mà lại còn thừa để mang đi thế này. Chúng tôi thì thật sự là vất vả, nghe không? Ngài tu cái gì mà hay thế? Vì thần cây mới trả lời các phàm trí rằng: xưa kia tôi vốn là người ở trong thành Phong Đức. Ngày xưa trước khi tôi làm thần này, tôi là người ở thành Phong Đức, tức là thành Xá Vệ. Bây giờ ở trong nước có một vị đại thần tên là Thiện Thí. Ở đây họ dịch là Thiện Thí, chính là ông trưởng giả cấp cô độc đấy. Cũng còn gọi là ông Tu Đạt hay là trưởng giả cấp cô độc. Ở đây người ta gọi là Thiện Thí. Thiện Thí tức là người này khéo bố thí, nghe không? Khéo biết bố thí. Ông bố thí cho tất cả những ai đói khát cùng khổ đến là ông bố thí cho hết. Đó. Có một vị đại thần tên là Thiện Thí chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng Phật và Chư Tăng. Ông chuẩn bị dọn đồ ăn ra để cúng Phật và Chư Tăng. Ông cấp cô độc ấy, thưa đại chúng, là ông thường xuyên thỉnh Phật và hàng ngàn chúng tăng đến nhà ông ấy thọ thực. Ở tinh xá Kỳ Hoàn này ấy, lúc nào cũng thường trực là có 1.250 vị tỳ kheo bên cạnh Đức Phật đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên đi đâu thường là đi cả tăng đoàn. Tất nhiên cũng có nhà người ta không đủ thì người ta xin thỉnh cúng một vị tăng, hai vị tăng hoặc thỉnh Đức Phật. Còn có những nhà có điều kiện họ thỉnh là thỉnh cả Phật và tăng đoàn. 1.000+ vị cùng đến nhà, đại chúng thấy sẽ vàng rực cả nhà lên đấy, không? Đó. Thế thì hôm nay ấy, đúng cái ngày là ông cấp cô độc ông ấy thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Thì khi chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng dường Phật và Chư Tăng, khi ấy ngài tức là ông cấp cô độc đấy đi đến chợ mua sữa đặc nhưng thiếu người mang về. Đấy, đi đến chợ để mua sữa đặc về để cúng dường nhưng mà không đủ người mang sữa về. Quá nhiều, và cúng dường cho 1.000+ vị này thì biết bao nhiêu sữa, thưa đại chúng. Mình cứ tính mỗi cụ uống độ 1/3 lít đi, và là cũng phải là mấy trăm, bao nhiêu trăm lít sữa rồi. Đó. Thì không có người mang về, thế là ngài nhìn xung quanh và nhìn thấy tôi, rồi nhờ tôi mang phủ sữa đến tinh xá và bảo tôi rót sữa ra để cúng dường lên Phật và chúng tăng. Khi đã thọ trai và rửa tay xong, mọi người chú tâm nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Tức là ông cấp cô độc khi ông đi ra chợ để ông mua sữa về để cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng, thì do sữa nhiều quá nên không đủ người để khênh về. Ông nhìn quanh nhìn quất lại thấy cái ông này, ông đang luẩn quẩn ở đây, không biết ông đi đâu làm gì. Thế lại nhờ ông mà thôi, ông giúp tôi mang hộ tôi sữa này về tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Thế là ông này nhất trí, hoan hỉ khênh sữa về. Khênh về lại được ông cấp cô độc bảo thế ông đi rót sữa đi. Rót sữa cúng dường cho Phật và Chư Tăng đi. Chắc là chỉ được rót sữa đến Chư Tăng thôi. Đó, đại chúng. Tức là hầu cận Đức Phật và chúng Tăng. Rót sữa đấy cũng giống như Phật tử nhà mình này, đi rót nước cúng dường quý thầy. Phải không? Đó, hay là Chư Tăng đi khất thực á. Về thì biết múc nước để rửa chân, trải khăn để cho các ngài chùi chân, đều là những việc phước báu đấy, nghe không? Thì tất cả sau khi mà làm các nghi lễ cúng dường Phật chúng tăng xong rồi, ngài thọ thực xong và ngài thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thường lệ của chư Phật là như thế, sau khi thọ thực bao giờ ngài cũng có một thời pháp ngắn để chúc phúc cho thí chủ cúng dường. Đấy. Và ở đây thì cả chư Tăng cũng được nghe. Thì tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Thì chúng ta thấy được nghe Phật thuyết pháp, ai cũng sẽ hoan hỷ.
buồn mấy chán đời đến mấy thì nghe Phật thuyết pháp xong cũng hoan hỉ, hết buồn, hết chán đời. Nghe không? Có người nào muốn đi tự tử mà gặp Phật thuyết pháp xong nó hết, hết muốn đi tự tử. Nghe không? Mà lúc kia là muốn tu. Chúng ta thấy hay như vậy đó. Ngay như vậy đó. Lúc đó tôi cũng xin được thọ tám giới bát quan trai, và khi về nhà tôi cũng không ăn tối. Thế này chúng biết rồi, tám giới bát quan trai của chúng ta, nghe không? Một là không gì? Không sát sinh trong cái ngày bát quan trai. Hai là không? Không trộm cắp. Ba là gì? Là không gì? Tà dâm phải không? Tà dâm đúng không? Không đúng đúng không? Ba là không dâm dục. Đấy, chúng ta nhớ nhé, không là nhầm. Cái giới không tà dâm là của ngũ giới, và ngũ giới là giữ trọn đời. Đấy, còn cái giới bát quan trai của ngày bát quan trai là không dâm dục trong một ngày một đêm. Nhớ như thế cho Thầy, nó chỉ khác thế thôi. Giới thứ ba là không dâm dục. Giới thứ tư là không, không nói dối. À, giới thứ năm là không, không, không say sưa nghiện ngập, không uống rượu, không ma túy, xỉ ke, thuốc lào, thuốc lá, ăn trầu, ăn chiếc gì, cái ngày hôm là những cái thứ gây nghiện là không, không dính mắc, không cờ bạc, không game ghiếc gì cả. Đấy, nghe không? Giới thứ sáu là gì? Là không trang điểm, son phấn, đeo vông tai, vòng ngọc, rồi là đánh phấn, bôi son, sức nước hoa, các thứ, nghe không? Không mặc quần áo đẹp đẽ, diêm dúa ngày hôm đấy, rồi không nghe ca múa hát sướng, không tự mình ca múa hát sướng mà cũng không nghe, nghe xem phim ảnh ca nhạc ngày hôm đó. Đấy. Giới thứ bảy là không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Đặc biệt là cái giới thứ tám. Cái giới thứ tám nó là bản thể của ngày trai giới đấy. Nó rất quan trọng. Nếu thiếu cái giới thứ tám này không gọi là ngày trai giới đâu, thưa đại chúng. Chưa trọn vẹn. Giới thứ tám rất quan trọng là không ăn phi thời. Tức là sau giờ ngọ không ăn nữa. Không ăn nữa. Các Phật tử thì có thể được uống nước cháo, nước đường, nước mía gì đó. Nhưng không ăn. Nên là không có cái việc mình nhai. Và đó, cái giới thứ tám là không ăn phi thời. Chính vì thế thì cái vị này đó, cái vị này sau khi mà giúp ông cấp cô độc khênh sữa về tinh xá, rồi được rót sữa cúng Phật và chúng tăng, rồi lại được nghe pháp, ông hoan hỷ và ông cũng phát tâm xin thọ bát quan trai giới. Và trong giới bát quan trai ấy là không ăn tối, không ăn chiều và ăn tối. Sau khi thọ giới xong thì ông về nhà, đại chúng ạ, về nhà thì tối hôm ấy ông cũng không ăn tối. Đấy, ông mới nói là và khi về nhà tôi cũng không ăn tối nha, không ăn tối. Thì khi mà ông không ăn tối thế thì đại chúng thấy thế nào? Khi ấy bà vợ tôi kinh ngạc và hỏi rằng bà vợ này, vợ của ông ấy, ô sao hôm nay ông lại nhịn ăn, không ăn tối, có vấn đề gì chăng? Thực sự thế này, chúng thói quen chúng ta ở tại gia cơm ăn ngày 3 bữa, 4 bữa thành là thường rồi. Bây giờ một người chỉ đột ngột tối hôm không ăn đây là nhà nghĩ là có chuyện gì rồi. Hay là con tối hôm ấy nó bỏ ăn, hay là nó lại buồn, lại giận, hay là chuyện gì rồi. Nghe không? Đấy, thế đại chúng. Không ăn tối. Nhất là ông này là chủ nhà mà đùng đùng hôm nay lại không ăn tối. Phải có lý do gì? Cho nên bà vợ thì bà rất ngạc nhiên luôn. Ở đây gọi là kinh ngạc. Sao hôm nay ông lại không ăn tối? Nghe không? Sao hôm nay bỏ ăn đấy? Hay làm sao rồi? Nghe không? Hay là tương tư cô nào rồi? Đấy, thế đại chúng, nhiều chuyện nó đặt ra. Thế thì bà mới hỏi thế, anh giận gì mà lại không ăn? Đấy, lại hỏi là giận gì tôi? Hay là giận gì ai? Hay chuyện gì mà lại không ăn? Tra vấn cho bằng ra, lý do vì sao không ăn tối? Thì tôi mới trả lời vợ tôi, không có giận gì hết. Hôm nay anh đến chợ và thấy trưởng giả thiện thí mua thức ăn để cúng dường Phật và chư tăng ở tinh xá. Anh đã phụ giúp mang ẩm thực đến tinh xá và nhân đó đã thọ tám giới quan trai. Ở đây như vậy là ông cấp cô độc cúng dường tại tinh xá, chứ không phải cúng dường ở nhà ông ấy, thưa đại chúng. Mang thực phẩm đến tinh xá cúng dường Phật và chúng tăng. Đấy. Đó. Thế thì ông này ông kể lại cho vợ là như thế, là anh hôm nay làm cái việc đấy đấy, chứ anh chả giận dỗi gì ai cả, chẳng buồn ai, chả vướng bắc cô nào đâu, nghe không? Mà vì anh thấy
anh được làm cái việc hay quá và anh thì thọ giới, anh thấy hay quá mà bao nhiêu người ta cùng thọ giới bắt con trai chứ có phải mình anh đâu. Nghe không? Vợ tôi liền nổi sân và thốt ra lời giận dữ rằng, đấy, đại chúng thấy các bà vợ phức tạp không? Thấy ông chồng mà bất thường hay là có chuyện ngay. À, nghe không? Chúng ta thấy là yêu nhau lắm á, thì cũng gì? Hành khổ nhau dữ lắm. Đấy, khác một cái là không được. Đấy, cái yêu, cái thương của người đời á, nó là sự trói buộc đấy thưa đại chúng. Nghe không? Yêu thương của người đời là trói, là buộc, là chẳng buộc lại. Đại chúng có thấy không? Đúng thế đấy. Cho nên á, con chú Phật tử bạch với thầy là, bạch thầy, con có cô bạn gái, cô rất là yêu con biết là cô yêu con lắm, nhưng mà con thấy thế không ổn. Thầy bảo, thế con mà được nó yêu thì thích quá chứ phải sướng quá, sao lại không ổn? Nói, con bạch thầy, cô yêu con quá cho nên con sợ. Và thực sự là con cảm thấy, linh cảm thấy là có cái gì đấy nó trói buộc, nó mất đi cái tự do. Đấy, cái chú này, chú thấy cái cô bạn gái này yêu quá và yêu đến yêu mà chú cảm nhận đấy là chú sẽ bị trói buộc và mất đi cái tự do. Khi yêu người ta là bắt đầu là quản lý người ta luôn, thưa đại chúng. Đúng gọi là trói luôn, là bùa vây và trăng lưới luôn, quăng chài bùa lưới luôn, thưa đại chúng, không chết ta dãy dụa gì cả. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xét nét, đại chúng thấy. Nên đại chúng thấy cái tình yêu của thế gian là như vậy đấy. Khi nói một chữ yêu là bắt đầu lấy cái dây để trói người kia vào rồi. À, anh phải là của tôi, cô phải là của tôi, không thể nào khác được, nghe không? Làm bắt đầu trói người ta và muốn trói hết luôn, trói cả tư tưởng người ta nữa. Đại chúng thấy, nghe không? Cho nên ai mà yêu rồi thì cũng biết cái này, phải không? À, cho nên nhiều người yêu quá thì thành ghen, rồi khổ, rất là khổ, là như vậy đấy. Cái yêu của thế gian đấy, tình yêu của thế gian nó khổ đến như vậy đấy, đại chúng. Cho nên hiểu, Phật mới dạy là ái cũng là khổ mà. À, ái là khổ, là trói buộc, là kiết xử, trói và sai xử, rất khổ. Đó. Thế thì bà vợ này ấy, cũng vì yêu thương chồng quá cho nên bây giờ thấy chồng không ăn, mà lại bây giờ lại chả biết cái gì, lại đi học cái gì, hành cái gì, bây giờ lại không ăn thế này thì chết mình rồi. Cho bà nổi sân lên. À, sao? Bà giận dữ, bà nói thế này: đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật của chúng ta đấy, Gotama, làm rối loạn thế tục, sao lại có thể làm theo ông ta chứ? Nếu anh không vứt bỏ đi thì tai họa sẽ khởi sanh từ đây. Bà bắt đầu ra lệnh, nghe không? Thứ nhất là bà mắng Phật, mắng cái ông mà đã dạy cho chồng mình cái trò không ăn tối này, nghe không? Đấy, đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật đấy, Gotama tức là Cồ Đàm đấy, làm rối loạn thế tục. À, tức là bà này cũng đã nghe về Phật, biết về Phật rồi, nhưng bà này á, là ngoại đạo. Cho nên bà nói là ông Cồ Đàm này, ông Gotama này là chuyên đi gây rối, làm rối loạn thế gian thôi. Nghe không? Gia đình người ta đang an ổn, thì đấy, bây giờ chồng thì lại đi không ăn tối, con người ta đang tử tế này, tự nhiên thấy đùng đùng đòi đi tu, ví dụ thế. Nghe không? Rồi lại bây giờ là mọi người bây giờ lại đi học Pháp, thế nọ thế kia. Không coi như là lấy vợ, lấy chồng, ví dụ thế. Thế là bảo đấy là làm rối loạn thế gian. Thì thưa đại chúng, không phải là ngày xưa đâu mà ngày nay cũng thế đấy. Chính các thầy nhiều khi cũng bị một số vị họ không hiểu Phật Pháp, họ nói như thế. Và là mấy vị này thì làm dối thế gian. Nhưng họ đâu có hiểu rằng là chính họ đang mê lầm. À, cũng giống như mấy cái người mà đang nghiện rượu hay là nghiện ma túy, thưa đại chúng. À, bây giờ mình đến mình can, mình khuyên, mình cấm không cho họ nghiện hút nữa, thì họ tức lắm, họ bảo mấy ông này đến cản trở quấy rối, nghe không, làm loạn chúng tôi hút thuốc phiện thích lắm, chúng tôi uống rượu thích lắm, bây giờ đến đây làm loạn lên đó. Không phải không? Họ có bảo mình là làm loạn, là gây rối, hay là đám trẻ con nó đang nghịch, đang vầy đất rất là bẩn này, đang vui, đang thích lắm,
vầy đất bình, rồi bắn hết lên mắt, lên mũi rồi về sẽ đau mắt, viêm họng. Thế mình đến, mình cấm, mình la, mình mắng, nó bảo đấy ông này lại đến gây rối, làm loạn chúng tôi đang vùi, vùi nghịch đất, nghịch bùn thích thế này mà ông lại đến làm loạn. Đấy, thế đại chúng thấy nó cũng như thế này đó. Đức Phật ra đời, Ngài thấy chúng sinh trong thế gian mù tối, u mê, lầm lỗi rất nhiều và tạo cái nhân khổ để chịu cái quả khổ triền miên mãi mãi, luân hồi mãi mãi. Cho nên Ngài ra đời, Ngài ban giải cái pháp cứu độ chúng ta. À, thế thì bây giờ những chúng sinh mê lầm thì lại bảo là Ngài đến, Ngài làm rối thế gian, làm loạn thế gian, nghe không? Làm cho vợ chồng lìa và con xa cha, nghe không? Đấy, xã hội đang thế này thế kia. Đó, nhưng họ không hiểu được, thưa đại chúng. Đấy. Thì cũng giống như ông thầy thuốc á, ông đến ông chữa bệnh cho mình, mình đang bệnh thì ông bắt mình phải thế này. Trước đây hay ăn cái này bắt phải nhịn ăn, phải không? Trước đây hay uống cái này bắt phải nhịn cái uống này, rồi lại phải uống cái khác. Thế ông thầy thuốc cũng đến làm loạn mình luôn đấy. Nhưng mà mình không nghe ông là mình bệnh càng nặng thêm. Không nghe ông thì mình có khi chết. Thế Đức Phật cũng thế, Ngài như vị thầy thuốc đến với thế gian mà chúng ta là chúng sinh bệnh tật, bệnh cả về thân lẫn bệnh về tâm, Ngài đến Ngài cứu vớt chúng ta, nghe không? Nhưng chúng ta lại không hiểu được, lại cho rằng Ngài đến Ngài làm khó chúng ta, Ngài gây rối chúng ta, không phải. Đấy là cái nhìn của kẻ mê lầm, kẻ ngu si mê tối phàm phu, nghe không? Thì bà vợ của cái ông này cũng thế, bà mắng bà nhiếc Phật là đạo nhân Gotama làm rối loạn thế gian thế tục. Sao lại có thể đi làm theo ông ấy chứ? À, mắng chồng mình tại sao đi theo cái ông ấy? Nghe không? À, mình cũng rất thông cảm thôi, người ta chưa hiểu mà. Hoặc người ta nghe những cái người khác nói, người ta mới nghe thôi, người ta chưa hiểu. Về Đức Phật, chưa gặp Đức Phật, mới nghe những người khác đồn thổi, thế thôi. Nghe không? Nghe khác đồn thổi. Cũng giống như có những người ta nghe đồn thổi về chùa Ba Vàng qua báo chí, thế này thế kia rồi, người họ cũng cứ nói theo. Chứ họ đã thực đến đây để họ hiểu với chùa mình đâu. Nghe không? Đấy, cái năm 2019 này chúng ấy, khi báo chí họ viết rầm rầm về chùa mình, đủ thứ. Wow. Thì rồi cũng nhiều người dân họ cũng chỉ nghe báo chí thôi. À, họ chưa biết thật hư thế nào nhưng mà nghe theo, tin theo báo chí. Nếu báo chí thì đã có đúng đâu. Nghe không? Nhiều cái không đúng sự thật. Đấy, thế thưa đại chúng nhé. Thế thì chúng ta mới biết rằng cái vị này cũng thế, mình cũng rất thông cảm cho vị ấy thôi. Họ chưa gặp Phật này, họ hoặc là họ nghe người ta đồn thổi, nghe cái tin nọ tin kia về Phật cho họ. Bây giờ lại chồng mình lại như thế này nữa thì bà nổi cơn sân lên, bà trách luôn, bà mắng nhiếc Phật luôn, nghe không? Rồi bà dọa ông thế này, nếu anh không vứt bỏ cái này đi ấy, thì tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Anh đi theo ông này là chết rồi, tai họa sẽ khởi sinh từ đây. Không biết là khởi sinh từ đây là do bà gây lên hay gì. Một là tôi cắt đứt anh, hai là thế nọ thế kia, tôi sẽ là người sinh sự khởi sinh từ đây. Hai là bà dọa anh ấy là từ nay là sẽ sinh ra những chuyện không hay, nghe không? Đấy, đấy nhá. Thế thì ông mới nói sao đây? Do vợ tôi cứ thúc giục mãi nên cuối cùng tôi cũng đành phải ăn. Tức là đáng nhẽ là không ăn tối, nhưng do cô vợ cô làm dữ quá, cô mắng nhiếc cả đến Phật nữa, cuối cùng này ông này cũng không đành lòng, cũng đành phải ăn, đành ăn cơm. Vào nửa đêm hôm ấy, thọ mạng của tôi đã hết. Tức là đến đêm hôm ấy, nửa đêm hôm ấy là ông chết. Và thần hồn sinh đến chỗ này. Thì kinh thưa đại chúng, đấy, có thể ngay đến tối hôm ấy ông ấy chết, thì có khi bà ấy lại còn sinh chuyện nữa. Đại chúng hiểu không? Bà đấy nhá, không chắc lúc này ấy, từ cái tình yêu, tình thương biến thành cái giận này này. Đấy nhá, ai bảo ông đi theo cái ông Gotama, cho nên bây giờ ông mới chết như thế. Nghe không? Đại chúng thấy không? Ở đời nó như vậy đó. Nó như vậy đó. Này đúng là cái duyên của ông này, đến tối hôm là ông hết thọ mạng. Thực ra đấy là phúc báu của ông ấy đấy. À, tối hôm ông là hết thọ mạng, ông chết. Nhưng mà nếu người trần gian, người phàm phu bắt thịt chúng ta thì lại đổ tại vào đấy nhá. Ai bảo coi như là sáng nay ông lại đi theo ông Gotama, rồi lại còn thọ giới không ăn tối, cho nên hôm nay ông chết, thế là đáng đời. Nghe không? Lúc ý vợ có khi cũng sẵn sàng nói chồng như vậy. Thương thì thương nhưng mà cũng còn phải chửi cho một câu như thế mới
mới đã, nghe không? Đó, rồi sau đó khóc tiếp. Ấy anh ơi, sao anh lại đi đâu mà thế nọ thế kia? Đấy, nghe không? Ở đời là thế đấy thưa đại chúng. Có khi thế. Đó. Thế cho nên ấy, ở đây chúng ta thấy là phúc và hòa thật sự là khó phân với con mắt của phàm phu chúng ta. Với con mắt của kẻ phàm phu chúng ta thật khó phân định được đâu là phúc, đâu là họa. Giống như ông vua Phất Xa, khi mà phát tâm quy Tam Bảo và ông từ bỏ ngai vua, ông xuất gia theo Phật. Thì ngày ông xuất gia được một ngày, hôm sau là ông liền bị một con bò húc chết luôn. Đấy, chúng, đấy, bị con bò húc chết. Thế thì có khi có những người ta không hiểu đạo, ngoài đạo nào đấy, ai bảo mày đi tu theo Phật mà bị bò húc chết? Họ đâu có biết rằng thọ mạng của ông, cái nghiệp của ông đến lúc ấy là hết rồi. Nhưng nhờ công đức ông xuất ra mà ông được được sinh thiên ngay tức khắc. Đó. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, trong cái chuyện sinh tử này ấy, với con mắt phàm phu chúng ta không thể, chúng ta không thể liễu thấu được nó là cái gì. Không hiểu được đâu. Nghe không? Cũng giống như chồng bà này. Tối hôm ấy ông chết thì có thể bà cũng sẽ ầm ĩ lên như vậy. Đấy, tại ông đấy. Ông mà ở nhà ông nghe tôi, ông cứ ăn uống đầy đủ, khi tối nay ông đâu có chết đâu. Nha. Nhưng bà đâu có biết được là thọ mạng của ông hết rồi. Thọ mạng của ông hết rồi. Đó. Thế và do thọ mạng của ông hết nhá, thì ông tối hôm ấy ông mất. Do bị con vợ ngu si phá hoại tám giới con trai. Ông bây giờ ông mới kể cho 500 vị phạm chí này, ông mới trách này. Do tôi bị cái con vợ ngu si phá hoại tám giới quan trai nên nghiệp lành của tôi chẳng được viên mãn, phải sinh đến cái đầm này để làm thần cây ở đây. Nghe không? Nếu ông ấy mà ông nói tiếp này, với phước của việc tôi mang hộ sữa đặc và tự tay dọn thực phẩm cúng dường đến Phật và chúng tăng, nếu tôi gìn giữ đầy đủ tám pháp trai giới thì tất tôi sẽ sinh lên trời và có phước báu to lớn tự nhiên hơn. À. Đấy, ông thần cây ông nói vậy đấy. Ông mới nói với 500 ông phạm chí, 500 ông biết không? Tôi ngày xưa tôi là cũng ở cái thành Xá Vệ, ở cái thành Phong Đức đấy. Thì cái một hôm là tôi đi công việc thì gặp ông cấp cô độc, ông ấy nhờ tôi mang sữa về tinh xá giúp để ông làm cái lễ cúng dường Phật chúng tăng. Rồi vào đến đấy tôi lại được ông nhờ tôi rót sữa cúng Phật. Sau đó tôi lại được Phật thuyết pháp cho nghe. Rồi tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới. Thế nhưng mà khi về nhà thì tôi con vợ nó yêu thương tôi quá, nó ầm ĩ hết cả lên, cuối cùng tôi đành phải ăn cơm. Thì ăn cơm như vậy là không giữ được trọn tám giới. Nhưng mà đúng là tối hôm ấy tôi hết thọ mạng cho nên tôi chết. Nhưng do cái phước báu ấy, nếu không có cái buổi tu tập này á, có ông này chết có khi là đọa xuống ngã quỷ hoặc đọa xuống cái loài rất thấp. Nhưng do cái phước báo ấy mà tôi được sinh làm thần cây với cái năng lực rất đặc biệt này. Nhưng còn nếu mà con vợ tôi ấy, nó không phá cái giới thứ 8 của tôi á, tôi giữ trọn vẹn ngày hôm ấy mà tối hôm ấy tôi có chết thì tôi được sinh lên trời cơ. Và phước báo còn lớn hơn nữa cơ. Nghe không? Đấy. Nhưng tôi là bị sứt mất một giới do cô vợ ngu si quái ác, nghe không? Nó về nó la mắng, rồi nó bắt tôi phải phạm vào cái giới ăn tối đấy đấy, nghe không? Đó, thì ông thần cây ông chia sẻ với tất cả 500 vị phạm chí. Đó, thì ở chỗ này chúng ta mới thấy thế này, đối với người học và hiểu đạo Phật chúng ta thì cái chết không phải là đáng sợ, vì chết là lẽ tự nhiên, ai rồi cũng phải chết, không ai thoát khỏi cái chết cả. Cho nên chúng ta phải đối diện với cái chết. À, mà chúng ta chỉ sợ gì? Sợ nhất là chết rồi không biết mình sẽ đi đâu. Cái đáng lo và đáng sợ là cái đó. À, đáng lo là chết rồi mình đi đâu. Cái đấy là cái đáng lo, đáng sợ, đáng phải suy nghĩ, phải quan tâm đến. Chứ còn chính bản thân cái chết thì không phải là cái phải sợ. Vì có sợ cũng không tránh được nó. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, ai cũng phải đón nhận cái chết thôi. Chúng ta phải tính ngay từ bây giờ. Tất cả chư tăng Phật tử đều phải tính cái chuyện sẽ đón nhận cái chết. Nghe không? Phải đối diện với nó đấy. Cho nên chết thì mình bây giờ, ngay từ giờ mình phải sinh ra cái tâm không sợ chết, mà chỉ sợ nhất là mình đã có cái gì chưa, để mà sau khi chết ta đi đâu, ta đã chuẩn bị được cái gì chưa, có tích lũy được phúc lành, nghiệp lành không, hay là chết rồi ta đọa
trăm ngàn vạn kiếp ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cái đó mới cái đáng sợ chứ đại chúng. Con chết rồi mà ta được sinh vào cái chỗ cao quý, tốt đẹp hơn. Và ví dụ như ông này chết, ông sinh làm thần cây ở cõi giới thần, cũng rất là tự do, tự tại nhiều đấy. Khá tự do, đi lại tự do, phúc báu, ăn uống tự do, không phải khổ. Đấy cũng là hơn. Còn được lên sinh lên trời thì lại sướng hơn nữa. Nghe không? Đấy, cũng giống như chúng ta mà bỏ cái nhà ọp ẹp mà lại về dọn về cái nhà mới khang trang hơn, đẹp đẽ hơn, thì chả có gì phải sợ, phải lo cả. Đấy, cái lo là sau khi chúng ta bỏ cái nhà ngũ uẩn này này, chúng ta đi đâu, nghe không? Cái đó là cái đáng lo. Đấy, chứ còn cái chết lại không phải là cái sợ. Cái giây phút phải rời nhà không đáng sợ, mà rời nhà rồi không biết đi đâu mới là cái đáng sợ, thưa đại chúng. Nhớ, tất cả đây Thầy mong muốn tăng ni và Phật tử đều phải rất thấu cái chỗ này. Cái chết sẽ đến với chúng ta tất cả. Cho nên sợ cũng không được, tốt nhất ta không sợ cái chết. Mà ta chỉ sợ là sợ mình sau khi chết rồi mình đi đâu, có cái gì mang theo không? À, cái mang theo ấy có giúp cho mình được tốt đẹp hay không? Cái đấy mới là cái đáng quan tâm nhé. Lúc ấy, vị thần cây liền nói bài kệ cho các phạm trí rằng: cúng tế gieo tai vạ, ngày đêm càng sinh trưởng, khổ nhọc hoại thiện căn, trai pháp vượt thế gian. Đấy, ông thần cây mà ông biết đọc bài kệ để dạy cho ông phạm trí là cúng tế thì chỉ gieo tai vạ, ngày đêm càng tăng trưởng những cái tai vạ thôi. À, khổ nhọc hoại mất thiện căn mà trai pháp mới vượt thế gian. Ở đây ông muốn nói là gì? Ở đây ông phê phán cái việc cúng tế của ngoại đạo, của tà giáo, nghe không? Đại chúng biết rồi, các cái đạo giáo khác á, họ cúng tế rất là khủng khiếp. Họ hiến tế luôn, họ hiến cả con người luôn, thưa đại chúng. Người sống này này mang lên để hiến luôn, giết để tế thần. Đó. Thế cho nên ấy, từ xưa nay á, các cái đạo giáo họ có những cái lễ hiến tế rất là đáng sợ, khủng khiếp, thưa đại chúng. Mà chẳng ở đâu xa, ngay dân Việt Nam chúng ta ngày xưa thế, và đến bây giờ thế, nhiều người nghĩ rằng trong các cái lễ tế đều phải có những sự hiến, kể cả con vật sống. À, đấy, chặt đầu con lợn ra để nguyên con lợn, máu me dâng lên để tế. Gà cũng thế chẳng hạn, nghe không? Rất rất nhiều việc bằng cái sự sát sinh, lấy máu của chúng sinh để hiến tế. Thế cho nên đây ông thần ông mới nói là cúng tế kiểu như vậy, như vậy là chỉ gieo tai vạ, ngày đêm càng tăng trưởng thôi. Cúng và tế như thế thì chỉ thêm tai họa thôi. Và tai họa này càng ngày càng lớn, cho nên có nhiều khi là chúng ta làm cái đàn tế xong là chúng ta bị họa luôn. Khổ nhọc mà hoại mất thiện căn. Phải không? Vừa khổ nhọc tốn kém mà lại mất đi thiện căn của mình. Và chỉ có trai pháp là vượt thế gian này thôi. Ông ca ngợi trai pháp của Đức Phật, tức là trai giới của Đức Phật ấy, là mới vượt thế gian. Thì đại chúng đấy đã nhớ cái câu chuyện ấy, Thầy dẫn cái câu chuyện mà ở đất nước Nepal ấy, đất nước Nepal là cạnh với Ấn Độ đấy, là quê hương nơi Đức Phật sinh ra đấy. Thế thì ở đấy họ có một cái lễ hiến tế các cái con vật. 5 năm họ tổ chức một cái đại lễ rất là lớn. Đấy. Thế báo chí họ có đưa tin là năm 2014, tháng 11 năm 2014, trong cái lễ hiến tế này, cái tín đồ này của đạo Hindu, người Nepal họ theo đạo Hindu rất là nhiều. Đó. Mặc dù đó đạo Phật cũng có, nhưng họ lại theo đạo Hindu rất là nhiều. Thế và trong cái lễ tế của cái năm 2014, tháng 11 năm 2014, họ đã sát hại là đến cả hàng trăm nghìn con vật, những con trâu, bao nhiêu ngàn con trâu, những con dê, rồi rất nhiều con vật khác. Thầy đã xem cái hình ảnh đấy, họ cứ thế cầm dao, họ con trâu đang đứng là chặt phát đứt đôi cổ ra. Con dê cũng thế, phen một cái đứt đầu ra ngay. Họ chặt vào ngang lưng chết luôn. Và cả một cái bãi, hàng bao nhiêu trăm nghìn xác con vật chết la liệt thành một cái bãi máu kinh khủng khiếp luôn. Báo chí rồi thế giới họ cũng lên án cái chuyện này. Nhưng mà dân đấy họ bảo đấy là tín ngưỡng của họ, họ tế thần của họ, họ cầu mong được may lành. 5 năm họ làm cái đại lễ như vậy. Nghĩa là những cái người mà yêu quý động vật thì họ không thể cam lòng họ nhìn cái hình ảnh này. Thưa đại chúng, đấy, mấy trăm cái vị đao phủ đấy cầm đao là đi cứ thế mà chặt đầu con vật thôi. Trâu, con dê, nhiều loài nữa. Chim, gà, các thứ họ chém giết. Đầy một cái sân bãi lớn, loang lổ máu, ngập trong máu.
kinh khủng. Thế và kính thưa đại chúng, đúng như lời Phật dạy, phước không thấy đâu mà họa liền đến. Thì ngay tháng 4 năm 2015, như vậy chỉ 6 tháng sau, thì chính Nepal xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Đấy, năm 2015 đại chúng nhớ đấy, động đất ở Nepal. Mà người ta nói hàng trăm năm nay rồi chưa có trận động đất nào như vậy. Và chết hàng ngàn người và hàng ngàn các công trình lớn khác sập đổ hết. Đấy đại chúng thấy không? Có đúng lời Phật dạy không? Đấy. Hiến tế như vậy, cầu cúng như vậy chỉ thêm tai họa thôi. Mà ngay sau khi cái đàn lễ đấy vừa mới xảy ra thì đã có người ta tiên tri rằng sau cái đàn lễ này Nepal sẽ gặp một cái đại họa rất lớn. Sẽ gặp một đại họa, người ta chưa nói đại họa gì. Và đâu có ngờ đại họa đó chính là trận động đất khủng khiếp xảy ra đối với Nepal. Đại chúng thấy không? Đấy là nhân là quả đấy. Cái việc ác nó quá luôn. Đó. Họ giết một cách tàn nhẫn con vật thôi. Thưa đại chúng. Đó. Kinh khủng mà còn lại còn bao nhiêu người hò reo, hàng trăm ngàn người đứng hò reo tán thưởng, tùy hỷ với việc ác như vậy. Những người ấy sau này đều chịu trả quả báo hết. Bảo tại sao mình bị quả báo, tại sao mà cả cái xe bị tai nạn mà người này người ta không bị, vì người ta không có cái nghiệp ấy. Còn mình bị vì mình có cái nghiệp ấy. Đó đại chúng, tán thưởng với việc ác. Đấy. Thì 2014 Nepal làm cái đàn lễ đấy, chuẩn bị. Sau đó 2019 họ cũng làm cái đàn lễ đấy. Đại chúng, 5 năm mà một lần. Đó. Rồi cũng xảy ra những cái chuyện rất là nguy hiểm đối với dân Nepal. Mà bao nhiêu ở thế giới họ cũng có ý kiến can thiệp, nhưng người dân đấy họ không can thiệp, không nói được. Họ không nói được, họ vào đây là chúng tôi tin như thế. Nguy hiểm không đại chúng? Cái hội bảo vệ động vật thế giới họ cũng có ý kiến, nhưng mà dân Nepal họ không nghe. Rồi đến chính phủ họ về sau bị áp lực của các nước nói, chính phủ có ý kiến, dân họ vẫn không nghe. Đấy, đại chúng thấy một cái tà kiến mê tín nó khiến con người trở thành ác đến như vậy. Kinh khủng lắm thưa đại chúng. Đấy. Thì sau khi nghe kể xong các vị phạm trí, tín thọ và cái sự mê muội của họ được giải trừ. Đấy, các vị phạm trí này họ cũng tin theo những tà kiến của ngoại đạo. Họ nghĩ rằng đi tắm nước ao sẽ hết tội, rồi cởi trần cởi chùa như thế sẽ mau giải thoát, ví dụ thế. Thì bây giờ họ nghe ông thần cây này, ông đọc cái bài kệ này mà họ khởi được lòng tin chân chính và họ dứt được những cái nghi ngờ, cái mê lầm trước đây của họ. Sau đó họ lên đường trở về thành Phong Đức, tìm đường về thành Xá Vệ. Họ đi ngang qua một quốc gia có tên là Bất Tĩnh. Trong nước này có một trưởng giả tên là Mỹ Âm. Ông là một người nhân từ tốt bụng và được mọi người cung kính ngưỡng mộ. Do đó các phạm trí đã nghỉ nhờ qua đêm ở chỗ ở của ông. Bây giờ họ 500 vị phạm trí này lên đường để tiếp tục đi về Xá Vệ để mong để được gặp Ngài Cấp Cô Độc đấy. Và cũng mong được tu tập, thực hành trai giới. Thế trên đường đi họ đi qua cái nước tên là Bất Tĩnh. Ở trong cái nước này có một ông trưởng giả tên là Mỹ Âm. Mỹ Âm nghĩa là cái âm thanh tốt đẹp. Đó. Thì cái ông này là cái người cũng rất tốt bụng, nhân từ, mọi người ai cũng kính nể. Thì 500 vị phạm trí này đến nhà cái ông Mỹ Âm này xin ngủ qua đêm ở đấy. Thì ông trưởng giả mới hỏi 500 vị phạm trí thế này: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi đâu? Khi ấy các vị phạm trí tường thuật lại về việc họ lạc đường và họ gặp được vị thần cây và những cái công đức của vị thần cây. Họ nói rằng: chúng tôi nay muốn đến nhà của trưởng giả Thiện Thí, tức là trưởng giả Cấp Cô Độc đấy, ở trong thành Phong Đức, và theo Ngài đến chỗ của Đức Phật để tu tám giới quan trai, hầu mong sẽ được phước báu. Đấy, họ nói rất rõ, nói với cái ông trưởng giả Mỹ Âm ấy, thưa với ông là bây giờ chúng tôi đang trên cái hành trình này, đi về Xá Vệ để gặp ông trưởng giả Cấp Cô Độc và nhờ ông dẫn đến gặp Phật để cho chúng tôi được tu trai giới. Nghe vậy thì trưởng giả Mỹ Âm rất vui mừng và cao hứng. Đó, và ông ta thông báo với tất cả mọi người trong dòng tộc rằng: ai có thể đi cùng với tôi để thọ trì pháp trai giới bây giờ? Nghe không? Và ông hoan hỉ lắm. Ngay lúc ấy có 500 người
là quyến thuộc của ông đồng thanh hưởng ứng theo ông, đi theo ông luôn. À, đây là nhân duyên bổn nguyện của họ từ thuở xưa. Tất cả đều nghiêm chỉnh ra khỏi nhà và cùng đi đến thành Phong Đức, thành Giá Vệ. Trên đường đến Tinh Xá Kỳ Hoàn, giữa đường họ gặp trưởng giả Thiền Thí, tức là trưởng giả cấp cô độc đấy. Tuy đã gặp nhưng lại vẫn không biết đó là ai. Thế nên họ hỏi những kẻ tùy tùng của vị trưởng giả rằng, kia là ai vậy? À, họ gặp cái đoàn của ông cấp cô độc nhưng họ không biết ông cấp cô độc là ai. À, họ hỏi mấy cái người tùy tùng là, kia là ai vậy? Thế thì những người tùy tùng đáp, ông ta là trưởng giả Thiền Thí đấy, tức là trưởng giả cấp cô độc đó. Khi ấy các vị phạm trí và tất cả mọi người đều vui mừng rồi đuổi theo và nói rằng, ước nguyện cầu gặp được Ngài, mong muốn của chúng tôi sắp thành hiện thực. Và thế là họ cùng chạy tới để mong được thăm hỏi ông cấp cô độc. Họ đồng thanh ngợi khen rằng, thưa với Ngài, thần cây hết mực tán dương công đức của Ngài đấy. À, họ chuyển lại lời của ông thần cây, là chính ông thần cây tán dương công đức của Ngài, nhờ Ngài mà ông mới giờ ông được sinh làm thần cây đấy. À, nhờ Ngài, nhờ ông giúp khênh sữa hộ, rót sữa cúng dường Phật và chúng tăng hộ mà ông thần cây giờ ông cứ hết lời tán dương Ngài đấy. Lúc bấy giờ lại với lòng thành kính, họ kể rõ sự tình và nguyên nhân đến đây là hy vọng được trưởng giả dẫn làm sao họ được thọ trì pháp trai giới của Phật. Trưởng giả Thiện Thí dừng xe lại và đáp với họ rằng, điều ước mong của các ngươi thật là chí thiện. Tôn sư của tôi hiệu là Như Lai Thế Tôn và Ngài luôn hóa độ chúng sinh. Hiện giờ Đức Phật đang ở Tinh Xá Kỳ Viên, chúng ta hãy cùng đến đó để thân cận với Ngài. Đó, thế là ông đồng ý cho cả đoàn đi. Tất cả họ đều cung kính, vâng lời và uy nghiêm tiến về phía trước. Từ xa trông thấy Như Lai, lòng họ vui mừng khôn xiết. Tiếp đến họ cúi đầu đảnh lễ sát đất và lui xuống ngồi một bên. Sau đó tất cả quỳ gối và thưa với Phật rằng, bạch Thế Tôn, chúng con vốn từ nhà ra đi, muốn đến ba cái ao thần để tắm gội và cầu sinh được đắc đạo. Trong lúc bị lạc đường, may nhờ có thần cây giúp đỡ và Ngài cũng trần thuật lại việc đời trước của mình. Cho nên hôm nay chúng con muốn đến đây là mong được Đức Phật giáo hóa. Đó, họ trình bày cái tâm nguyện của họ với Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nhân bởi sự tu hành của họ mà Ngài nói kệ rằng, Đức Phật mới vì họ mà nói bài kệ thế này. Lõa hình cắt râu tóc, thân luôn mặc áo cỏ, tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì? Đấy, Ngài của các ông lõa hình trần truồng thế này á, rồi cắt râu cắt tóc, rồi có khi họ lại không cắt râu cắt tóc, họ để râu tóc thật dài, hàng mấy mét thế này, họ quấn thành một cái cục ở trên đầu rất là ghê, không tắm rửa. Đấy, cho nên Phật nói lõa hình này hay là cắt râu cắt tóc này, thân luôn mặc áo bằng cỏ, họ đan cỏ lại, họ lấy cỏ đan lại làm cái áo họ để che mưa. Tối tắm gội ngồi trên đá, si mê có ích gì? Tất cả những việc làm của các ông như thế mà với cái tâm si mê, không có chính kiến, đều không có lợi ích gì cả, chỉ là làm khổ thân thể mà thôi, không có được quả báo tốt đẹp, chỉ là hành thân hoại thể một cách cực đoan, vô ích, không có lợi ích. Không phạt, phóng hỏa giết, cũng không cầu chiến thắng, nhân ái khắp thiên hạ, nơi đến chẳng hận thù. Phật dạy tiếp, không hình phạt, không phóng hỏa, không giết hại, tức là không có những cái hình phạt hà khắc đối với chúng sinh, đánh đập chúng sinh, không phóng hỏa đốt giết chúng sinh, nghe không? Để cho những ai mà đốt rừng á, mà vô căn gọi là vô cớ đốt rừng á, đều có tội nặng lắm thưa đại chúng. Bao nhiêu con vật nó bị chết cháy ở trong rừng á, phóng hỏa thiêu đốt hay là giết hại chúng sinh, giống như cái lễ tế của dân Hindu Nepal ấy. Cũng không cầu chiến thắng, cái người biết tu đạo không mong cầu mình phải thắng ai, mà chỉ mong cầu mình thắng mình, nghe không? Thắng được chính mình, nên không mong cầu phải tranh đua, đấu tranh với ai, giành thắng với ai. Người đệ tử Phật không có cái tâm đấy, không có cái tâm tranh đấu, ác hại nhau như thế. Nhân ái khắp thiên hạ, và người mà có đạo đức biết tu thì phải sống với cái tâm nhân ái, và nhân ái với khắp cả muôn loài, cả thiên hạ.
nơi đến chẳng có hận thù, đi đến đâu chẳng mang hận thù đến đó. Nghe không? Cho nên đệ tử của Phật chúng ta đi đến đâu là mang bình an, mang hạnh phúc đến đó, mang cái an bình, cái hòa hợp đến đó. Chúng ta không đi, không mang những cái tranh đấu, mang những cái phe phái, mang những cái hận thù đến với nhau. Đệ tử Phật phải là như vậy. À, cho nên Thầy rất mong các đạo tràng, các câu lạc bộ của chùa chúng ta cũng phải với cái tinh thần này. Lục hòa đấy, hòa hợp đến đâu là hòa hợp, là an vui. Có lục hòa mới có an vui. Hôm trước có cái bài hát Phật tử Phạm Thị Yến sáng tác rất hay. Có lục hòa thì có an vui. Và có tu hành thì mới có giải thoát. Đấy, phải có lục hòa, hòa hợp. Nghe không? Cái đó. Đó. Thì ở đây Đức Phật cũng dạy thế. Người đệ tử Phật với tâm nhân ái với tất cả chúng sinh đi đến đâu cũng không có đem hận thù đến, mà đem bình an, đem yêu thương đến với tất cả. Khi nghe kể xong thì 500 vị phạm trí rất vui mừng. Sau đó họ xin làm đệ tử và tu hành đắc quả A-la-hán. Còn trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc cũng được pháp nhãn thanh tịnh, đắc được pháp nhãn. 500 vị phạm trí này sau đó xin xuất ra và họ tu rất nhanh chóng đắc quả A-la-hán. Đây đại chúng thấy không? Đúng. Cho nên Thầy nói ngoài đạo á, ngoài đạo ngày xưa họ rất khổ tu, cái trí tu của họ rất là cao. Cho nên đến khi họ gặp được chính pháp thì họ đắc đạo rất là nhanh. Cho nên chưa tăng trưởng mình gì thì gì cũng phải khổ tu. Đấy, cho nên tại sao Thầy nói thời nay mà không tu gọi là đầu đà, không khổ hạnh một chút thì không thể nào vào đạo được. Phải có đầu đà một chút. Nên chưa tăng trưởng mình hiện nay là đang thực hiện các cái hạnh đầu đà. Không phải hết 13 hạnh đầu đà cũng phải được 10, 11 hạnh đầu đà rồi. Phải có đầu đà mới có thể vào đạo được. Cho nên tại sao ngoại đạo người ta khổ hạnh dữ lắm. Lúc người ta gặp được Phật Pháp chân chính, người ta đắc đạo rất nhanh vì người ta đã được cái trí, được cái nhẫn, được cái ý chí, được cái sức nhẫn nhục. Chịu đựng tất cả những cái đấy là sức mạnh để người ta vào đạo. Không nào? Cũng giống như cái xe nó đã khỏe rồi. Trước đây nó đi cái con đường lệch, bây giờ nó về con đường chính nó cũng sẽ đi khỏe, đi nhanh như vậy đó. Đó, cũng thế. Nên cái sự tinh tấn, cái sự nhẫn nhục của chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta là lợi ích. À, lợi ích. Nhưng bây giờ chúng ta đi đúng chính đạo thì tiến đạo rất là nhanh. Thế còn trưởng giả Mỹ Âm và 500 quyến thuộc của ông thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn thanh tịnh tức là cũng vào quả sơ quả Tu Đà Hoàn đấy thưa đại chúng. Bây giờ các tỳ kheo mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa 500 vị phạm trí cùng trưởng giả Mỹ Âm và quyến thuộc đã tu công đức gì mà mau được đắc đạo như thế? Các tỳ kheo thường hay hỏi Phật, tôi thấy sự kiện gì lạ này, con bạch Thế Tôn, cái chuyện ấy là thế nào ạ? Nhân duyên nó là thế nào? Đấy, đại chúng thấy hay không? À, có Phật rất là sướng. Nha. Cái gì mình không hiểu, không biết lên bạch Phật, Phật chỉ cho hết. Đức Thế Tôn mới dạy thế này, Ngài mới nói nhân duyên tiền kiếp của 500 vị phạm trí này và ông trưởng giả Mỹ Âm cũng như 500 quyến thuộc của ông trong tiền kiếp có cái duyên thế này. Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, bấy giờ ở thế gian có Đức Phật hiệu là Ẩm Quang. Ẩm Quang tức là Phật Ca Diếp đấy. Phật Ca Diếp là Phật thành Phật trước Đức Phật Thích Ca. Phật Ca Diếp xong rồi đến Phật Thích Ca. Khi ấy, Ngài thuyết pháp cho các đệ tử về đời ác năm trược ở vị lai. Thì các vị phạm trí, lúc ấy có các vị phạm trí, ông trưởng giả và hàng quyến thuộc cả thảy 1.000 người, họ đồng phát nguyện rằng: Chúng con nguyện sẽ thấy Đức Phật Năng Nhân Tịch Mặc. Đó. Lúc ấy Đức Phật Ca Diếp có nói rằng: Trong tương lai, về lâu xa, về sau, sẽ có Đức Phật hiệu là Năng Nhân Tịch Mặc, chính là Phật Thích Ca đấy. Thích Ca Mâu Ni chính là dịch ra nghĩa là Năng Nhân Tịch Mặc. Sẽ có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni ra đời. Nghe không? Đấy, thế thì 1.000 cái vị phạm trí đang nghe Phật Ca Diếp thuyết pháp mới phát nguyện rằng: Chúng con xin phát nguyện sau này sẽ gặp Phật Thích Ca. Nghe không? 1.000 vị thì trong đó có 500 vị là phạm trí và 500 vị sau này của ông trưởng giả Mỹ Âm đấy. Và Đức Phật mới nói, Phật Thích Ca nói này: Các vị phạm trí thuở đó nay cũng chính là các vị 500 vị phạm trí đây. Ông trưởng giả Mỹ Âm này và hàng quyến thuộc thuở đó nay cũng chính là trưởng giả Mỹ Âm và hàng quyến thuộc hiện nay. Cái ông trưởng giả kiếp đó bây giờ là ông Mỹ Âm. Do bởi nhân duyên đó mà khi họ thấy ta
thì liền được khai ngộ đắc đạo. À, lúc bấy giờ các tỳ kheo hoan hỷ đảnh lễ và phụng hành lời Phật dạy. Thế bài kinh này dừng ở chỗ này. Thế này chúng thấy Đức Phật á, Ngài với tất cả trí tuệ của Ngài, cái tuệ nhãn của Ngài, Ngài thấy hết. À, thiên nhãn của Ngài cũng thấy hết. Ngài nói rõ nhân duyên. À, Ngài khớp lại từ người xưa cho đến người nay. Cho nên chúng ta nhớ là cái duyên từ kiếp xưa đến duyên kiếp này á, nếu không có sự tu tập gì thì nó gần như giống như trùng lặp trở lại đấy. Và đại chúng thường thấy nó cứ 500 kiếp, cái chu kỳ 500 kiếp rất thường hay lặp lại. 500 kiếp. Có những người đọa 500 kiếp làm chó, 500 kiếp làm trồn. Nó cứ thường như vậy thưa đại chúng. Đấy, rồi đến khi nào chúng ta gặp một cái duyên chúng ta tu tập nó chuyển hóa mới chuyển cái kiếp được. Đó. Thế thì từ thời Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca là bao nhiêu triệu năm? Và 1.000 con người này luân hồi bao nhiêu thăng trầm rồi. Nhưng do cái nguyện thuở xưa được gặp Phật Thích Ca thì đến bây giờ họ đủ duyên để được gặp Phật Thích Ca. Và gặp Phật Thích Ca họ được đắc đạo. Thì từ cái nhân kiếp xưa họ đã nghe Pháp của Phật Ca Diếp rồi. Đấy đại chúng thấy. Nếu họ không có cái duyên mà nghe Pháp Phật Ca Diếp thì làm sao bây giờ họ có cái duyên gặp Phật Thích Ca để mà đắc đạo được. Thế cho nên chúng ta nhớ cái duyên học Pháp này rồi thực hành Pháp, nghe Pháp, thực hành Pháp rất là quý nha. Thế thì qua bài kinh này, ở đây Thầy cũng muốn nói với đại chúng là để chúng ta thấy được cái gì, cái giá trị, cái ý nghĩa to lớn của cái việc chúng ta tu tập. Đối với Phật tử tại gia là tu tập bát quan trai giới. Nên tại sao khi các Phật tử muốn giải nghiệp, chuyển hóa cái ác nghiệp của mình thì các Thầy đều hướng dẫn các Phật tử nên thọ bát quan trai giới để tu tập. Vì công đức phước báu của bát quan trai giới rất là lớn, không phải nhỏ. Tuy tu tập có một ngày một đêm thôi nhưng mà công đức phước báu rất lớn. Trước đây Thầy đã giảng cái bài về ngã quỷ Nandaka này, rồi đến cái bài kinh này cũng nói về công đức của bát quan trai giới. Rồi bài kinh nữa là vua, vợ của vua Ba Tư Nặc, bà Mạt Lợi Phu Nhân cũng do công đức thọ bát quan trai giới mà được những cái phước báu rất đặc biệt. Nghe không? Cho nên quý Phật tử chúng ta phải tinh tấn tu tập nhé. Phật tử tại gia, bát quan trai giới là dành cho Phật tử tại gia. Đây là đặc ân của Phật dành cho chúng ta. Chúng ta đừng đánh mất cái đặc ân này. Nghe không? Những ngày tu bát quan trai giới đừng bỏ tu tập. Nghe không? Công đức phước báu rất lớn. Cuộc đời này thì ngắn ngủi, thoáng qua rất là nhanh. À, mà chúng ta tích lũy được mấy phước, nếu cứ chỉ lăn lộn không ở đời mà thì chẳng có được phước báu đâu thưa đại chúng. Đa phần chúng ta tạo ác nghiệp để rồi đọa đấy, chết rồi là đọa. Còn có được cái ngày bát quan trai giới nó cứu vớt chúng ta thôi thưa đại chúng. Các Phật tử chưa đủ duyên phước để đi xuất gia thì Phật còn cho một cái bè này á, là 8 cái cây chuối kết lại đấy, là 8 giới đấy, nghe không? Để bám vào mà qua được cái biển khổ sinh tử đấy. Thì đừng bỏ mất nhá, cái công đức của bát quan trai giới rất là lớn, rất quý. Và ở đây Đức Phật cũng lại nói rõ là các cái việc cúng tế sai pháp, không đúng pháp đều không lợi ích. Nghe không? Các cái đàn lễ sai pháp, hình nhân thế mạng, sát sinh cúng tế đều là sai pháp, chỉ thêm tai họa mà thôi. Cho nên Phật tử chúng ta phải đinh ninh chắc chắn cái điều này. Nghe không? Tại sao chùa mình cúng là cúng chay tịnh, không có sát hại sinh vật. Đó, đấy. Và chúng ta có lễ hồi hướng cho chư thiên, cho quỷ thần là cho họ thêm phước báu. Và họ có phước báu, họ cũng có những cái gia trì, gia hộ cho chúng ta. Chứ còn chúng ta sát sinh để cúng tế, chúng ta chịu những quả báo không tốt. Đấy là ác pháp chứ không phải là thiện pháp. Nhá, thì chúng hiểu. Thế thì qua cái bài kinh này, một lần nữa Thầy nói lên cái sự quý báu của pháp, của giới pháp bát quan trai, để các Phật tử hiểu được nó, không xem thường. Thầy nói là còn cái pháp này để cứu chúng ta đấy. Chúng ta đang lênh đênh ở biển mà Phật thả cho mình một cái bè có 8 cái cây chuối kết lại, đấy là 8 giới đấy. Chúng ta phải bám chặt cái bè này, leo lên cái bè này mà bơi chứ. Và cột cho nó chặt và đừng để mất cái cây chuối nào. Đấy, cái ông này ông đánh mất một cây chuối do bà vợ, bà ác quá, bà càm nhàm, thế là ông
phạm cho nên ông thiệt, ông không được sinh lên trời. Ông chỉ làm chư thần cây thôi mà ông cũng còn phước lớn như vậy. Một lúc ông cho 500 vị ăn thoải mái no lê, nghe không? Không cho được. Đấy. Thế thì chúng ta phải làm sao? Nghe không? Chúng ta hiểu được cái nhân duyên này để chúng ta tinh tấn thực hành cho nó trọn vẹn. Giới pháp mới là hơn tất cả. Cúng tế sai pháp, cúng tế tà kiến không được lợi ích gì, dù là có tốn tiền bao nhiêu, chỉ là tổn phước báu. Thế còn tu tập bát quan trai giới, chúng ta thực hành giới pháp của Phật, làm phúc đúng ruộng phúc báu, cái đấy là phúc báu thật đấy nhé. Thì thầy chúc toàn thể đại chúng chùa chúng ta, tăng ni và các Phật tử, đặc biệt là các Phật tử tinh tấn tu hành, nhất là trong lúc đang dịch giã thế này, chúng ta càng phải tu cho chúng ta tiêu nghiệp và tăng phước báu lên nhé. Đại chúng tinh tấn nhé. Câu hỏi từ bạn Tiếp Thu hỏi rằng: Kính bạch thầy, con có một thắc mắc xin thầy giải đáp giúp con. Ông bà con thường bảo khi dùng đũa, cái đũa ăn cơm á, phải lưu ý một số điều kiêng kỵ. Ví dụ là lúc ăn cơm thì không được gõ đũa vào bát đĩa, không được cắm đũa vào bát cơm, hoặc không được vò cả nắm đũa khi rửa, vân vân. Vì làm như vậy là đang gọi ma tà, quỷ đói đến nhà phá nhà mình. Mà con thì rất hay vò đũa khi rửa, bởi theo con làm như thế vừa nhanh lại vừa sạch. Vậy xin thầy giải thích giúp cho con, có phải nếu sử dụng đũa mà không cẩn thận là sẽ gọi ma đói đến nhà phải không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Bạn Tuyết Thu hỏi câu này. Các Phật tử ở đây có ai từng được nghe cái chuyện này không? Đấy, đấy, đúng rồi. Thế thì thầy xin trả lời bạn Tuyết Thu và đại chúng thế này nha. Đúng là thầy thì thầy cũng có nghe cái lúc ở nhà thầy cũng nghe cái chuyện này rồi. Các cụ bảo thế, không được rửa đũa cả nắm như thế. Trước khi ăn là lấy đũa, gõ bát, gõ đĩa, ầm ĩ lên là không được, ma nó vào nhà. Đấy. Thế thì cái này á, thầy tìm hiểu thì nó xuất phát từ, thực sự nó xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật á. Trong oai nghi của các thầy ở chùa thì có một cái oai nghi là khi mà đi ăn cơm đó, là không được gõ bát đũa. Và trong cái giới cấm ăn phi thời á, là không ăn chiều, tức là không ăn buổi chiều của chư Tăng á, thì trong đó có luận giải rằng buổi chiều á, mà nếu ai mà còn ăn á, trong chùa đấy mà vác bát vác đũa xuống bếp ấy, mà ăn ấy, khua đũa khua bát ấy, thì ma đói quỷ đói nó sẽ rất khổ. Vì quỷ đói á, khi mà nghe tiếng khua bát đũa đấy là lửa trong cổ họng nó bừng cháy lên, hay trong bụng nó lửa nó thiêu đốt, nó rất là khổ, nó không ăn được. Khua bát khua đũa nó nghĩ là sắp được đi ăn, nó tưởng là nó sắp được đi ăn, nhưng hóa ra lại nó chả được ăn gì và nó không ăn được, cho nên nó rất khổ. Cho nên trong chùa ấy, trong giới luật các thầy thì chư Tăng mới không khua bát đũa, không ăn chiều là như vậy đấy. Thế thì có lẽ có thể từ cái chuyện này ở trong Phật Pháp mà thế gian họ được truyền tải ra và ứng dụng vào cái việc ở trong nhà chúng ta. Thế, trong Phật Pháp thì thường nói là ăn buổi sáng là ăn của chư Thiên, ăn buổi trưa là ăn của chư Phật, ăn buổi tối, buổi chiều, buổi tối là ăn của ngã quỷ, của ma đói, ma khát. Đấy. Cho nên bây giờ thì nhiều người ta cũng thực hiện là buổi tối, buổi chiều ta ăn rất ít. Đấy. Như các thầy ở trong chùa thì buổi tối là không ăn cơm. Nghe không? Có thể được uống sữa hoặc uống cốc bột gì đó thôi, không có khô bát, khô đũa gì cả. Đấy. Đấy. Thế chỉ ăn bữa chính, buổi trưa là chính thôi. Thế thì có lẽ từ cái quan niệm này trong Phật Pháp mà nhân gian đã vận dụng vào cái cuộc sống của mình hàng ngày. Thầy biết rằng, tất nhiên đại chúng biết, trước khi ăn mà ta cứ cầm đũa, ta gõ vào bát, vào đĩa thì nó có hay không? Nó chẳng hay tí nào. Nó thể hiện cái việc giống như mình đang háu đói lắm đây này, rất đói rồi, đói lắm rồi, phải không? Phải mầm mắm mầm ngay, phải ăn ngay. Nó thể hiện như thế thì nó không hay, nó không đẹp. Mặc dù là gõ bát, gõ đũa thì nó cũng vang ra tiếng, có nhiều nơi người ta dùng nhạc bát, nhạc đũa đấy. Thế nhưng cái đấy nó phải ở trong cái buổi hòa nhạc á. Còn trong bữa cơm thì mình cầm bát thì mình gõ leng keng, đũa leng keng, nó không hay. Thế cho nên là các cụ chúng ta
dạy chúng ta tránh. Cái điều tránh này có thể từ trong cái giáo lý nhà Phật. Khi chúng ta ăn chiều, ăn tối hay gì đó thì ta nhẹ nhàng, không nên khô bát khô đũa. Nó ảnh hưởng đến cái loài vô hình ngã quỷ, khiến cho nó bị khổ, nó thiêu đốt. Mà ngã quỷ ấy có khi có người thân nhà mình, vong linh người thân nhà mình ở đấy. Đó. Thế rồi, bạn ấy nói là cái việc cắm cái đôi đũa vào bát cơm, các cụ cũng bảo kiêng. Thì chúng ta thấy trong đám ma đấy, đám tang ấy, bảo thường ai cũng thế, những đám tang của thường dân ở nhà bao giờ cũng có bát cơm cúng, cắm đôi đũa bông rồi quả trứng vào đấy. Thế thì nếu mà chúng ta ăn cơm ta cũng cắm cái đôi đũa vào bát thì nó trông nó giống giống như cái bát cơm cúng ấy, các cụ kiêng. Nó liên quan đến cái gì chết chóc các cụ ngại. Thế rồi rửa đũa, rửa cả nắm ấy, thì người ta hay nói là vơ đũa cả nắm. Thành ngữ cái câu vơ đũa cả nắm, tức là nói là cái người này là không có cẩn trọng, không có kỹ càng, không có cái tâm mà kính trọng. Cho nên là cái gì cái vơ đũa cả nắm, các cụ dạy ngại cái từ đấy. Cho nên dặn con dặn cháu mà đừng vơ đũa cả nắm, rửa cả bó như thế. Muốn rửa kỹ càng từng cái. Thế đấy, thì Thầy đang chia sẻ để đại chúng hiểu là cái vấn đề, cái chuyện này, cái nó có thể có những nguyên nhân như thế mà sinh ra những cái kiêng kỵ. Nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy thế nào? Cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì hay thì ta theo, cái gì không đúng thì ta bỏ. Nghe không? Cái việc mà khô đũa, khô bát, len keng thì Thầy nghĩ là không nên, nó không đẹp chút nào. Chúng ta là cái người gọi là lịch sự thì không nên như thế nha. Còn đi đâu biểu diễn nhạc bát, nhạc đũa thì khua thoải mái. Còn trong bữa cơm không nên như thế, nó không hay. Trừ trẻ con, trẻ con nó đói thì nó cứ gõ bát, gõ đũa ầm ĩ lên. Cái đó không nói, nhưng mình đã gọi là người có ý thức thì tránh cái việc đấy. Còn cái việc rửa đũa mà rửa cả bó đấy thì Thầy nghĩ nó không ảnh hưởng gì cả. Nó không ảnh hưởng, không sao hết. Cho nên cái đó là chúng ta có thể làm được. Bây giờ nó có máy rửa bát, rửa đũa đấy. Chứ cho cả đống đũa vào máy nó sục cho một lúc là sạch hết. Thế thì cái đó, nhất là ở nhà hàng mà lại rửa từng đôi đũa một thì nó lâu lắm. Nhà hàng một lúc hàng trăm khách vào ăn mà rửa từng đôi đũa rất lâu. Cho nên nhân viên người ta rửa cả bó là bình thường. Có phải không ạ? Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy nhé, cái quan niệm này nó không phải hoàn toàn là đúng. Nó không có đúng sự thật. Chỉ trừ duy nhất một cái việc chúng ta gõ bát gõ đũa đấy thì có thể nó tác động đến thế giới tâm linh, là những cái loài ma đói quỷ đói, họ có thể là họ bị khổ, nhưng cũng không phải vì như thế là gọi họ về. Nếu như thế thì nhà nào cũng gọi họ về, không phải vì thế mà gọi họ về. Nhưng mà có thể có những loài ngạ quỷ ở cạnh chúng ta, khi chúng ta gõ bát gõ đũa như vậy, nhất là vào buổi chiều, thì họ bị thiêu đốt, họ bị khổ. Cho nên chúng ta tránh cái đấy nhé, chúng ta tránh cái đấy đi. Thế còn cái việc rửa đũa cả nắm hay là cắm cơm vào bát, Thầy nghĩ đến nó không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta có làm cũng không sao. Mà đấy, cầm đũa mà gắp nhiều quá mỏi tay thì cắm tạm vào bát cơm thì nghỉ tí. Không sao cả. Không sao nhé. Thầy xin trả lời cho bạn tiếp thu như vậy. Cây, nhất là cây lớn, là thường là có thần. Mà có thể Thầy khẳng định là cây lớn nào cũng có thần hết đấy, chứ không phải không đâu. Chúng ta chớ xem thường. Tại sao mà nhiều nước họ rất quý cây? Ở Ấn Độ, đặc biệt là dân Độ, họ quý trọng cây cối vô cùng. Thầy sang đấy có nhiều con đường, họ nắn cả con đường đi để tránh một cái cây. Vậy đấy, cả một con đường nắn đi mất biết bao nhiêu tiền, nhưng vì cái cây này nó cổ thụ lâu năm rồi, họ rất quý, giữ lại cái cây đó. Cho nên ở Ấn Độ có thể nói là một cái đất nước rất nhiều cây xanh. Và trong thành phố New Delhi của họ rất là đẹp, cây cối xanh mướt đó. Thích lắm, như nó cũng vào trong thành phố cũng giống như rừng vậy đó. Rất là đẹp, họ quý cái cây lắm. Có lẽ là vì từ trong truyền thống họ đã hiểu được rằng, từ các tôn giáo nói cho họ rằng cây cối có thần linh, cho nên họ rất là quý cây cối. Chính Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta cũng thế đấy. Đáng nhẽ mà Ngài không có bát cháo sữa là Ngài có khi chết mất rồi. Lúc ấy Ngài đã đói lả và có lẽ là sắp chết rồi đấy. Thế thì ngày hôm ngày ngồi ở dưới cái gốc cây, một gốc cây ở gần cái sông Ni Liên Thuyền ấy, thì cái cô Sujata, người ta gọi là cái cô gái chăn dê đấy, cô trước đó cô có cái nguyện là nếu mà cô sinh được con trai
cô ra lễ ở cái gốc cây đó, cô cầu nguyện là cho con, cầu nguyện cái vị thần cây đấy là cầu cho con là sinh được con trai, thì con sẽ ra con lễ tạ. Thế và quả nhiên về sau đó thì cô sinh được cậu con trai. Thế là cô sung sướng lắm, giờ con cái cứng cáp là cô làm một cái lễ ra để cô lễ tạ ông thần cây. Thì ai ngờ đâu là Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta đúng cái hôm ấy là ngồi ở gốc cây đấy, phải không? Mà đang sắp sửa chết gục rồi. Lúc ấy ngài vừa mới rời tu khổ hạnh ở trên rừng, dùng khổ hạnh ra xuống. Thế thì cô ấy đến nơi thì nhìn thấy một cái vị mà mình mẩy xương sầu dơ, xương sườn xương bè dơ ra hết, ngồi dưới gốc cây. Cô lại nghĩ là ông thần cây, nghe không? Hiện ra. Đấy. Thế là cô mang sữa, mang cháo, các thứ, cô dâng lên cúng cho ngài. Thế ngài nhờ thọ cái bát cháo sữa đấy, mà ngài khỏe trở lại, chứ không là chết rồi đấy, thưa đại chúng. Lúc ấy là kề cận cái chết rồi đấy. Khổ hạnh đến nỗi mà như vậy chỉ còn da bọc xương thôi. Từ một thái tử rất là vạm vỡ, trai tráng, mà cuối cùng trở thành một bộ xương, thì đại chúng thấy ngài khổ hạnh như thế nào. Đấy, và sau khi mà được thọ bát cháo sữa thì cơ thể nó bắt đầu nó nhuận trở lại, nó có sức lực. Và từ đó ngài biết, à, như vậy là khổ hạnh cực đoan là không giải quyết được vấn đề gì, không thể nào đi đến giác ngộ trong một cái thân thể tiều tụy bệnh hoạn thế này. Phải là một cái thân thể khỏe mạnh, lành mạnh mới có thể đi đến giác ngộ được. Và từ đó ngài mới phát minh ra cái việc, cái con đường trung đạo trong việc tu tập để đạt được giác ngộ. Đó. Thế thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy nhé, họ, cái người xưa đấy, tâm cầu đạo của họ rất là tha thiết. Và họ có nhiều cái lòng tin, tin tưởng tất cả các vật nó đều có những cái linh ở trong đó, nhất là cây cối, nghe không? Cây lớn là có thần linh. Chúng ta cũng nên tin cái điều này, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất rõ, nghe không? Không phải là xem thường nhé. Trong ở nơi nào có những cái cây cối lớn, ta cũng rất là tôn trọng, có những thần linh, những cái vong linh ngọn nương ngá ở đó, ta không xem thường, không xem thường. Và cũng từ đó để chúng ta có cái ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối, nghe không? Bảo vệ rừng, bảo vệ cây cối. Vì thực sự cây cối góp phần rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, nó được lành mạnh. Đấy. Các thầy ở trong rừng sống ngủ dưới gốc cây thấy rất là lành, rất là khỏe, nó rất là hay. Giữa con người nó với thiên nhiên nó gắn bó với nhau. Bây giờ cái vị thần cây này mới hiện ra hình người và hỏi các vị phạm trí rằng: các ngươi từ nơi nào đến đây và nay muốn đi về đâu? Đó, cái vị thần cây này hỏi như vậy. Đại chúng thấy nếu chúng ta gặp vị thần như này chúng ta có sợ không? Chắc là cũng sợ đúng không? Sợ. Cũng có những vị khi nghe biết tin thầy nói là thầy với chư tăng tu tập ở trong rừng thì cũng hỏi thầy là: thế thầy trong rừng thầy có gặp ma quỷ gì không? Thầy bảo có gặp chứ sao không gặp, nghe không? Đấy. Thời xưa chư tăng tu trong rừng gặp ma quỷ là thường xuyên đấy mà. Chư tăng như mình ở trong rừng cũng thế, nghe không? Gặp đấy chứ không thì không gặp đâu, nha. Thì các vị phạm trí đồng thanh đáp rằng: chúng tôi muốn đến cái ao thần để tắm gội và hy vọng sẽ đắc được đạo, nhưng bây giờ rất là đói và rất khát, sắp chết mất, xin ngài hãy xót thương cứu giúp chúng tôi. Đó. Những cái người này, thầy nghĩ thế này, tại sao họ không có cái cảm giác là sợ nếu thấy ông thần hiện ra sợ? Vì có lẽ cái tín ngưỡng của người ta đã nhiều đời, nhiều năm rồi, họ tin rằng cây cối có thần, và ông này có hiện ra thì cũng là ông thần, thì họ cũng là quen rồi. Dân mình mà gặp ma hay gặp quỷ, gặp thần là hết vía luôn, làm gì mà dám hỏi nói chuyện với nhau, nghe không? Thế đây thì họ, thứ nhất là họ đông 500 người họ cũng không sợ, thứ hai là họ cũng quen rồi, quen là ở cây là có thần, chắc ông này là ông thần thôi. Ông thần thì cũng giống mình thôi, nghe không? Không có gì phải sợ lắm cả, là một cõi thôi, nghe không? Thế cho nên họ mới đề đạt ngay: chúng tôi là muốn đến cái ao thần tắm gội để cầu mong đắc đạo, nhưng bây giờ thì rất đói, rất khát và sắp chết rồi. Xin ngài hãy thương xót cứu giúp chúng tôi, nghe không?
Khi ấy vị thần cây liền nhấc tay lên thì hàng trăm món ăn liền từ trong tay của ông ta tuôn ra và để cung cấp thức ăn cho mọi người, và ai nấy đều được ăn uống no đủ. Ông mới nhấc cái tay lên một cái thì giống như các cái diễn viên gọi là ảo thuật ấy, các ảo thuật gia nhấc tay lên cái là từ trong ống tay của ông là các thức ăn là tuôn ra, hàng trăm món ăn tuôn ra. Thế là 500 vị này ăn uống thỏa thê, no đủ. Việt Nam mình ngày xưa có câu chuyện cái niêu cơm của Thạch Sanh, cứ đào cơm ra bao nhiêu cũng không hết, ăn bao nhiêu không hết, niêu cơm thần. Còn cái ông thần cây này, ông giơ tay lên cái là từ trong cái ống tay của ông, áo của ông là thức ăn nên nó tuôn ra. Tuôn ra mà 500 người ăn, đại chúng thấy mà ăn no nê. À, giống như chùa mình ấy, ngày hồi xuân mà ngày nào 400-500 tăng ni Phật tử ăn, cả một ban bếp phục vụ rất vất vả. Đây chỉ mình ông thần ông giơ tay cái là có đủ hết, nghe không? Thức ăn thức uống đầy đủ, nước uống đầy đủ. Về phần ẩm thực còn dư thì cũng đủ để cho 500 vị phạm chí mang theo làm tư lương đi trên đường. Ăn này còn dư và ông cho cả đồ dư để mang đi nữa. Đấy, đại chúng thấy hay không? Gặp thần như thế có hay không? Rất hay. Chúng ta thì gặp ma, gặp quỷ thì chúng ta sợ. Người dân Việt Nam mình nghe gặp thần thì vẫn thích vì nghĩ thần họ không hại. À, ông thần, ông ấy tốt. Còn những con ma, con quỷ thì chúng ta mới sợ. Còn ông thần thì không sợ lắm. Nhưng mà cũng thưa đại chúng, theo cái giáo lý nhà Phật mình ấy, thì có những cái loại thần họ cũng dữ lắm chứ không phải không, nghe không? Họ cũng ác hại, gọi là ác thần chứ không phải thần nào cũng tốt cả đâu, nghe không? Lúc sắp từ biệt ra đi, họ đến bên vị thần cây và hỏi rằng: ăn uống no đủ, gói ghém tư lương chuẩn bị lên đường, bây giờ ra chào để tạm biệt ông thần cây. Cũng rất là đàng hoàng, nghe không? Cho đại chúng sau này có gặp thần thì cũng cứ bình thường như thế, đừng sợ gì cả nhé, cứ ra hỏi ông bình thường. Thực sự mình không có cái ác nghiệp gì thì họ không hại mình đâu. Mình nhớ mình phải có ác nghiệp. Thế họ đến hỏi ông thần cây rằng thế này: xưa ngài tu hành công đức gì mà được bay thần như thế? Đấy, họ hỏi thế. Thưa với ngài, thưa cái vị thọ thần, thưa với thọ thần, ngày xưa ngài tu cái gì, ngài làm công đức gì mà ngài được cái oai lực như thế? Giơ tay ra một cái là 500 đứa chúng tôi ăn no nê, nghe không? Mà lại còn thừa để mang đi thế này. Chúng tôi thì thật sự là vất vả, nghe không? Ngài tu cái gì mà hay thế? Vị thần cây mới trả lời các phạm chí rằng: xưa kia tôi vốn là người ở trong thành Phong Đức. Ngày xưa trước khi tôi làm thần này, tôi là người ở thành Phong Đức, tức là thành Xá Vệ. Bây giờ ở trong nước có một vị đại thần tên là Thiện Thí. Ở đây họ dịch là Thiện Thí, chính là ông trưởng giả cấp cô độc đấy, cũng còn gọi là ông Tu Đạt hay là trưởng giả cấp cô độc. Ở đây người ta gọi là Thiện Thí. Thiện Thí tức là người này khéo bố thí, nghe không? Khéo biết bố thí. Ông bố thí cho tất cả những ai đói khát cùng khổ đến là ông bố thí cho hết. Đó. Có một vị đại thần tên là Thiện Thí chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng Phật và chư tăng. Ông chuẩn bị dọn đồ ăn ra để cúng Phật và chư tăng. Ông cấp cô độc ấy, thưa đại chúng, là ông thường xuyên thỉnh Phật và hàng ngàn chúng tăng đến nhà ông ấy thọ thực. Ở tinh xá Kỳ Hoàn này, lúc nào cũng thường trực là có 1.250 vị tỳ kheo bên cạnh Đức Phật đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên đi đâu thường là đi cả tăng đoàn. Tất nhiên cũng có nhà người ta không đủ thì người ta xin thỉnh cúng một vị tăng, hai vị tăng hoặc thỉnh Đức Phật. Còn có những nhà có điều kiện họ thỉnh là thỉnh cả Phật và tăng đoàn. 1.000+ vị cùng đến nhà, đại chúng thấy sẽ vàng rực cả nhà lên ấy, không? Đó. Thế thì hôm nay ấy, đúng cái ngày là ông cấp cô độc, ông ấy thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. Thì khi chuẩn bị dọn thức ăn ra cúng dường Phật và chư tăng, khi ấy ngài tức là ông cấp cô độc đấy, đi đến chợ mua sữa đặc nhưng thiếu người mang về. Đấy, đi đến chợ để mua sữa đặc về để cúng dường nhưng mà không đủ người mang sữa về. Quá nhiều, và cúng dường cho 1.000+ vị này thì biết bao nhiêu sữa, thưa đại chúng. Mình cứ tính mỗi cụ uống độ 1/3 lít đi, là cũng phải là mấy trăm,
bao nhiêu trăm lít sữa rồi. Đó. Thì không có người mang về. Thế là Ngài nhìn xung quanh và nhìn thấy tôi, rồi nhờ tôi mang phủ sữa đến tinh xá và bảo tôi rót sữa ra để cúng dường lên Phật và chúng tăng. Khi đã thọ trai và rửa tay xong, mọi người chú tâm nghe Phật thuyết pháp, tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Tức là ông cấp cô độc khi ông đi ra chợ để ông mua sữa về để cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng, thì do sữa nhiều quá nên không đủ người để khênh về. Ông nhìn quanh nhìn quất lại thấy cái ông này, ông đang luẩn quẩn ở đấy, không biết ông đi đâu làm gì. Thế lại nhờ ông mà thôi, ông giúp tôi mang hộ tôi sữa này về tinh xá Kỳ Hoàn đấy. Thế là ông này nhất trí, hoan hỉ khênh sữa về. Khênh về lại được ông cấp cô độc bảo, thế ông đi rót sữa đi, rót sữa cúng dường cho Phật và Chư Tăng đi. Chắc là chỉ được rót sữa đến Chư Tăng thôi. Đó, đại chúng nha. Tức là hầu cận Đức Phật và chúng tăng. Rót sữa đấy cũng giống như Phật tử nhà mình này, đi rót nước cúng dường quý thầy, phải không? À, hay là Chư Tăng đi khất thực á, về thì biết múc nước để rửa chân, trải khăn để cho các ngài chùi chân, đều là những việc phước báu đấy. Nghe không? Thì tất cả sau khi mà làm các nghi lễ cúng dường Phật chúng tăng xong rồi, Ngài thọ thực xong và Ngài thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thường lệ của chư Phật là như thế, sau khi thọ thực bao giờ Ngài cũng có một thời pháp ngắn để chúc phúc cho thí chủ cúng dường. Đấy. Và ở đây thì cả chư Tăng cũng được nghe. Thì tất cả đều hoan hỷ và khen ngợi công đức vô lượng. Để chúng ta thấy được nghe Phật thuyết pháp, ai cũng sẽ hoan hỷ. Buồn mấy chán đời đến mấy thì nghe Phật thuyết pháp xong cũng hoan hỷ, hết buồn, hết chán đời. Nghe không? Có người nào muốn đi từ từ mà gặp Phật thuyết pháp xong nó hết muốn đi từ. Nghe không? Và lúc này muốn tu, chúng ta thấy hay như vậy đó, ngay như vậy đó. Lúc đó tôi cũng xin được thọ tám giới bát quan trai, và khi về nhà tôi cũng không ăn tối. Cái này chúng biết rồi, tám giới bát quan trai của chúng ta, nghe không? Một là không gì, không sát sinh trong cái ngày bát quan trai. Hai là không trộm cắp. Ba là gì, là không gì, tà dâm phải không? Tà dâm đúng không? Không đúng đúng không? Ba là không dâm dục. Đấy, chúng ta nhớ nhé, không là nhầm. Cái giới không tà dâm là của ngũ giới, và ngũ giới là rũ trọn đời. Đấy, còn cái giới bắt con trai của ngày bắt con trai là không dâm dục trong một ngày một đêm. Nhớ như thế cho thầy, nó chỉ khác thế thôi. Giới thứ ba là không dâm dục. Giới thứ tư là không nói dối. À, giới thứ năm là không say sưa nghiện ngập, không uống rượu, không ma túy xỉ ke, thuốc lào, thuốc lá, ăn trầu, ăn chiếc gì, cái ngày hôm là những cái thứ gây nghiện là không dính mắc, không cờ bạc, không game ghiếc gì cả. Đấy, nghe không? Giới thứ sáu là gì? Là không trang điểm, son phấn, đeo vông tai, vòng ngọc, rồi là đánh phấn, bôi son, sức nước hoa, các thứ, nghe không? Không mặc quần áo đẹp đẽ, diêm dúa ngày hôm đấy. Rồi không nghe ca múa hát sướng, không tự mình ca múa hát sướng mà cũng không nghe xem phim ảnh ca nhạc ngày hôm đó. Đấy. Giới thứ bảy là không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt sang trọng. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Đặc biệt là cái giới thứ tám. Cái giới thứ tám nó là bản thể của ngày trai giới đấy. Nó rất quan trọng. Nếu thiếu cái giới thứ tám này không gọi là ngày trai giới đâu, thưa đại chúng. Chưa trọn vẹn. Giới thứ tám rất quan trọng là không ăn phi thời, tức là sau giờ ngọ không ăn nữa. Không ăn nữa. Các Phật tử thì có thể được uống nước cháo, nước đường, nước mía gì đó, nhưng không ăn. Tức là không có cái việc mình nhai. Và đó, cái giới thứ tám là không ăn phi thời. Chính vì thế thì cái vị này đó, cái vị này sau khi mà giúp ông cấp cô độc khênh sữa về tinh xá, rồi được rót sữa cúng Phật và chúng tăng, rồi lại được nghe pháp, ông hoan hỷ và ông cũng phát tâm xin thọ bát quan trai giới. Và trong giới bát quan trai ấy là không ăn tối, không ăn chiều và ăn tối. Thế sau khi thọ giới xong thì ông về nhà, đại chúng ạ, về nhà thì tối hôm ấy ông cũng không ăn tối. Đấy, ông mới nói là và khi về nhà tôi cũng không ăn tối nha. Không ăn tối. Thì khi mà ông không ăn tối thế thì đại chúng thấy thế nào?
Khi ấy bà vợ tôi kinh ngạc và hỏi rằng, bà vợ này, vợ của ông ấy, ôi sao hôm nay ông lại nhịn ăn, không ăn tối, có vấn đề gì chăng? Thực sự thế này, chúng thói quen chúng ta ở tại gia, cơm ăn ngày 3 bữa, 4 bữa thành là thường rồi. Bây giờ một người chỉ đột ngột tối hôm không ăn đây, là nhà nghĩ là có chuyện gì rồi. Hay là con tối hôm ấy nó bỏ ăn, hay là nó lại buồn, lại giận, hay là chuyện gì rồi. Nghe không? Đấy, thế đại chúng, không ăn tối. Nhất là ông này là chủ nhà mà đùng đùng hôm nay lại không ăn tối. Phải có lý do gì? Cho nên bà vợ thì bà rất ngạc nhiên luôn. Ở đây gọi là kinh ngạc. Sao hôm nay ông lại không ăn tối? Nghe không? Sao hôm nay bỏ ăn đấy? Hay làm sao rồi? Nghe không? Hay là tương tư cô nào rồi? Đấy, thế đại chúng, nhiều chuyện nó đặt ra. Thế thì bà mới hỏi, thế anh giận gì mà lại không ăn? Đấy, lại hỏi là giận gì tôi, hay là giận gì ai, hay chuyện gì mà lại không ăn? Tra vấn cho bằng ra lý do vì sao không ăn tối. Thì tôi mới trả lời vợ tôi, không có giận gì hết. Hôm nay anh đến chợ và thấy trưởng giả thiền thí mua thức ăn để cúng dường Phật và chư tăng ở tinh xá. Anh đã phụ giúp mang ẩm thực đến tinh xá và nhân đó đã thọ tám giới quan trai. Ở đây như vậy là ông cấp cô độc cúng dường tại tinh xá, chứ không phải cúng dường ở nhà ông ấy, thưa đại chúng. Mang thực phẩm đến tinh xá cúng dường Phật và chúng tăng. Đấy. Đó. Thế thì ông này ông kể lại cho vợ là như thế. Là anh hôm nay làm cái việc đấy đấy, chứ anh chả giận dỗi gì ai cả, chẳng buồn ai, chả vướng bắc cô nào đâu. Nghe không? Mà vì anh thấy anh được làm cái việc hay quá, và anh thì thọ giới, anh thấy hay quá mà bao nhiêu người ta cùng thọ giới bắt quan trai chứ có phải mình anh đâu. Nghe không? Vợ tôi liền nổi sân và thốt ra lời giận dữ rằng, đấy, đại chúng thấy các bà vợ phức tạp không? Thấy ông chồng mà bất thường hay là có chuyện ngay. Nghe không? Chúng ta thấy là yêu nhau lắm á, thì cũng gì? Hành khổ nhau dữ lắm. Đấy, khác một cái là không được. Đấy, cái yêu, cái thương của người đời ấy, nó là sự trói buộc đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Yêu thương của người đời là trói, là buộc, là chẳng buộc lại. Đại chúng có thấy không? Đúng thế đấy. Cho nên ấy, có một chú Phật tử bạch với thầy là, bạch thầy, con có cô bạn gái, cô rất là yêu con. Con biết là cô yêu con lắm. Nhưng mà con thấy thế không ổn. Thầy bảo, thế con mà được nó yêu thì thích quá, chứ phải sướng quá, chứ sao lại không ổn? Nó, con bạch thầy, cô yêu con quá cho nên con sợ. Và thực sự là con cảm thấy, linh cảm thấy là có cái gì đấy nó trói buộc, nó mất đi cái tự do. Đấy, cái chú này, chú thấy cái cô bạn gái này yêu quá và yêu đến, yêu mà chú cảm nhận đấy là chú sẽ bị trói buộc và mất đi cái tự do. Khi yêu người ta là bắt đầu là quản lý người ta luôn, thưa đại chúng. Đúng gọi là trói luôn, là bùa vây và trăng lưới luôn, quăng chài bùa lưới luôn, thưa đại chúng. Không chết ta dãy ruộng gì cả. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng xét nét, đại chúng thấy. Nên đại chúng thấy cái tình yêu của thế gian là như vậy đấy. Khi nói một chữ yêu là bắt đầu lấy cái dây để trói người kia vào rồi. Anh phải là của tôi, cô phải là của tôi, không thể nào khác được, nghe không? Làm bắt đầu trói người ta và muốn trói hết luôn, trói cả tư tưởng người ta nữa. Đại chúng thấy, nghe không? Cho nên ai mà yêu rồi thì cũng biết cái này, phải không? Cho nên có nhiều người yêu quá thì thành ghen, rồi khổ, rất là khổ, là như vậy đấy. Cái yêu của thế gian đấy, tình yêu của thế gian nó khổ đến như vậy đấy, đại chúng. Cho nên hiểu Phật mới dạy là ái cũng là khổ mà. Ái là khổ, là trói buộc, là kiết sử mà. Trói và sai sử rất khổ. Đó. Thế thì bà vợ này ấy, cũng vì yêu thương chồng quá cho nên bây giờ thấy chồng không ăn mà lại bây giờ lại chả biết cái gì, lại đi học cái gì, hành cái gì, bây giờ lại không ăn thế này thì chết mình rồi. Cho bà nổi sân lên. À, sao? Bà giận dữ, bà nói thế này: đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật của chúng ta đấy, Gotama, làm rối loạn thế tục, sao lại có thể làm theo ông ta chứ? Nếu anh không vứt bỏ đi thì tai họa sẽ khởi sanh từ đây. Bà bắt đầu ra lệnh, nghe không? Thứ nhất là bà mắng Phật
bắn cái ông mà đã dạy cho chồng mình cái trò không ăn tối này, nghe không? Đấy, đạo nhân Gotama, tức là nói Đức Phật đấy, Gotama tức là Cồ Đàm đấy, làm rối loạn thế tục. À, tức là bà này cũng đã nghe về Phật, biết về Phật rồi, nhưng bà này á, là ngoại đạo, cho nên bà nói là ông Cồ Đàm này, ông Gotama này là chuyên đi gây rối, làm rối loạn thế gian thôi, nghe không? Gia đình người ta đang an ổn thì đấy, bây giờ chồng thì lại đi không ăn tối, con người ta đang tử tế này tự nhiên thấy đùng đùng đòi đi tu, ví dụ thế, nghe không? Rồi lại bây giờ là mọi người bây giờ lại đi học pháp thế nọ thế kia, không coi như là lấy vợ lấy chồng, ví dụ thế. Thế là bảo đấy là làm rối loạn thế gian. Thì thưa đại chúng, không phải là ngày xưa đâu mà ngày nay cũng thế đấy. Chính các thầy nhiều khi cũng bị một số vị họ không hiểu Phật pháp, họ nói như thế, và là mấy vị này chỉ làm rối thế gian. Nhưng họ đâu có hiểu rằng là chính họ đang mê lầm. Cũng giống như mấy cái người mà đang nghiện rượu hay là nghiện ma túy, thưa đại chúng. Bây giờ mình đến mình can, mình khuyên, mình cấm không cho họ nghiện hút nữa, thì họ cũng tức lắm, họ bảo mấy ông này đến cản trở quấy rối, nghe không, làm loạn chúng tôi hút thuốc phiện thích lắm, chúng tôi uống rượu thích lắm, bây giờ đến đây làm loạn lên đó, có phải không? Họ cũng bảo mình là làm loạn, là gây rối, hay là đám trẻ con nó đang nghịch, đang vầy đất rất là bẩn này, đang vui, đang thích lắm vầy đất bẩn, rồi bắn hết lên mắt lên mũi, rồi về sẽ đau mắt viêm họng. Thế mình đến mình cấm, mình la mình mắng, nó bảo đấy ông này lại đến gây rối, làm loạn chúng tôi đang vui nghịch đất nghịch bùn thích thế này mà ông lại đến làm loạn ấy. Thế đại chúng thấy nó cũng như thế này đó. Đức Phật ra đời, ngài thấy chúng sinh trong thế gian mù tối u mê, lầm lỗi rất nhiều, và tạo cái nhân khổ để chịu cái quả khổ triền miên mãi mãi, luân hồi mãi mãi. Cho nên ngài ra đời, ngài ban giải cái pháp cứu độ chúng ta. Thế thì bây giờ những chúng sinh mê lầm thì lại bảo là ngài đến ngài làm rối thế gian, làm loạn thế gian, nghe không? Làm cho vợ chồng lìa và con xa cha, nghe không? Đấy, xã hội đang thế này thế kia đó, nhưng họ không hiểu được, thưa đại chúng. Thế cũng giống như ông thầy thuốc á, ông đến ông chữa bệnh cho mình ấy, mình đang bệnh thì ông bắt mình phải thế này, trước đây hay ăn cái này bắt phải nhịn ăn, trước đây hay uống cái này bắt phải nhịn cái uống này, rồi lại phải uống cái khác cơ. Thế ông thầy thuốc cũng đến làm loạn mình luôn đấy, nhưng mà mình không nghe ông là mình bệnh càng nặng thêm, không nghe ông thì mình có khi chết đó. Thì Đức Phật cũng thế, ngài như vị thầy thuốc đến với thế gian mà chúng ta là chúng sinh bệnh tật, bệnh cả về thân lẫn bệnh về tâm, ngài đến ngài cứu vớt chúng ta, nghe không? Nhưng chúng ta lại không hiểu được, lại cho rằng ngài đến ngài làm khó chúng ta, ngài gây rối chúng ta, không phải. Đấy là cái nhìn của kẻ mê lầm, kẻ ngu si mê tối phàm phu, nghe không? Thì bà vợ của cái ông này cũng thế, bà mắng bà nhiếp Phật là đạo nhân Gotama làm rối loạn thế gian thế tục, sao lại có thể đi làm theo ông ấy chứ? Mắng chồng mình tại sao đi theo cái ông ấy, nghe không? Mình cũng rất thông cảm thôi, người ta chưa hiểu mà, hoặc người ta nghe những cái người khác nói, người ta mới nghe thôi, người ta chưa hiểu về Đức Phật, chưa gặp Đức Phật, mới nghe những người khác đồn thổi thế thôi, nghe không? Nghe khác đồn thổi, cũng giống như có những người ta nghe đồn thổi về chùa Ba Vàng qua báo chí thế này thế kia, rồi người họ cũng cứ nói theo, chứ họ đã thực đến đây để họ hiểu với chùa mình đâu, nghe không? Đấy, cái năm 2019 này chúng ấy, khi báo chí họ viết rầm rầm về chùa mình đủ thứ, thì rồi cũng nhiều người dân họ cũng chỉ nghe báo chí thôi. Họ chưa biết thật hư thế nào, nhưng mà nghe theo, tin theo báo chí. Và báo chí thì đã có đúng đâu, nhiều cái không đúng sự thật. Đấy, thế thưa đại chúng nhé. Thế thì chúng ta mới biết rằng